Mục Thần Ký chương 1452, tước danh, hủy hình, Tần Mục vung roi, không ngừng quật xuống, Hạo Thiên Tôn không thể nào tránh được, thương tích của Nguyên Thần ngày càng nặng. Nguyên thần của hắn còn có thể trụ được ở thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, nhưng thêm công kích nhằm vào nguyên thần của Tần Mục, hắn đã cảm nhận được nguyên thần của mình đang yếu đi một cách nhanh chóng. Mục đích của Tần Mục không phải dùng sức một mình tiêu diệt nguyên thần của hắn, mà Tần Mục cũng không tiêu diệt nổi. Cho dù có cho thêm 10 cây thất hồn thảo thì cũng chẳng thể hút khô hết năng lượng trong nguyên thần của hắn. Mục đích của Tần Mục là làm suy yếu nguyên thần của hắn, để thần thức Đại La Thiên của Thái Đế tiêu diệt hắn. Hạo Thiên Tôn cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Trí tuệ của Tần Mục quá đáng sợ, quá thâm sâu. Mượn tất cả những sức mạnh có thể dùng được để đưa hắn vào chỗ chết, nguy cơ lớn hơn chính là đạo hạnh của hắn khó có thể áp chế nổi nữa. Cứ tiếp tục như thế, chắc chắn năng lượng hỗn loạn trong cơ thể hắn sẽ nổ tung, khiến hắn thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Vèo, hắn bỏ đi một tòa thiên cung, rồi lại bỏ đi một tòa nữa. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, Hạo Thiên Tôn đã bỏ mất 10 tòa thiên cung, không tiếc gì những đạo hạnh đó nữa. Sau khi bỏ chúng đi, cảm giác lúc nào cũng có thể phát nổ mới ổn định hơn một chút, trái tim của hắn đang chảy máu, bỏ mấy tòa thiên cung đi cũng không biết bao giờ mới có thể tu luyện lại được. Nhưng cũng chính vì bỏ đi, mới khiến hắn có được cơ hội thở dốc, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, hắn đụng nát một cây trụ đen to lớn, cưỡng chế thoát ra ngoài từ đại trận U Đô. Ở phía sau hắn, Tần Mục nhấc một nắm tay cỡ như ngọn núi lên, một quyền nện xuống hậu tâm của hắn, đập hắn lăn trên mặt đất. Lăn lông lốc đi thật xa, chát, roi Minh Hà quét tới, Hạo Thiên Tôn bị quật trúng giữa không trung, thất khiếu chảy máu, cả người xoay tròn không ngừng, máu chảy ra từ thất khiếu bay vòng quanh thân thể hết vòng này đến vòng khác. Tần Mục phun roi, đồng thời cái đầu to lớn cũng nhô ra phía trước, con mắt thứ ba trên mi tâm thổ bá mở ra, vô số đạo văn hình cánh bướm lộng lẫy từ con mắt thứ ba tràn ra khắp nơi. Quỳnh, một luồng ma quang to như cây cột thẳng tắp vọt lên, xuyên thủng thân thể Hạo Thiên Tôn, ghim hắn lên mặt đất. Ép cơ thể hắn trượt về phía trước mấy trăm dặm, đâm xuyên qua từng ngọn núi lớn, những ngọn núi này bị ma quang chiếu xạ xẻ thành hai nửa, đột nhiên thân hình Hạo Thiên Tôn lại biến mất lần nữa, điều động tiên thiên nhất khí chạy từ U Đô Thái Hư ra vùng đất Thái Hư, chạy. Ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta chắc, thổ bá Tần Mục hóa thành sải bước dài về phía trước, chỉ vài bước đã từ U Đô Thái Hư xông ra vùng đất Thái Hư, thân thể từ thổ bá hóa thành thiên công, hai tay giơ cao, quần tinh trên bầu trời chợt hiện ra. Tinh thần càng lúc càng lớn, dường như cách vùng đất Thái Hư ngày càng gần, tinh thần to như cái đấu, xếp thành từng nhóm trên bầu trời, kết hợp thành hình dạng các loại bảo vật thiên đạo, đấu, tán, ấn, tinh, phiến, trước, cái, đánh về phía thân hình còn chưa dừng lại của Hạo Thiên Tôn. 49 loại bảo vật thiên đạo không ngừng rơi xuống, mặt đất chấn động, những cây nấm khói mọc lên liên tiếp, mỗi cây cách nhau mấy trăm dặm, cực kỳ đồ sộ. Trong đại doanh thiên đình, từng thần nhân thiên nhãn của thần tộc rối rít nhìn sang. Không khỏi biến sắc, vội vàng bẩm báo cho thành chủ các thành, kêu rằng, đại sự không ổn rồi. Mục Thiên Tôn đang đuổi giết Hạo Thiên Tôn. Từ U Đô giết đến vùng đất Thái Hư, đánh suốt mấy ngàn dặm, trấn thủ những tòa thần thành đều là cao thủ hàng đầu của thiên đình, có thiên sư, thiên vương, cũng có tứ đế, nghe vậy đều cười nói, hoang đường. Mục Thiên Tôn chỉ là đứa trẻ, ỷ vào thân phận mà huênh hoang khoác lác, nào có thực lực giết được Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn hắt hơi cũng chết hắn. Là thật đấy, chư tướng trong trận doanh thiên đình đều tới tấp trèo lên cổng thành, hoặc lơ lửng trên không xem chừng, xa xa thấy tình hình Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy ai nấy mặt xám như đất, tình cảnh này đúng là Tần Mục đang truy sát Hạo Thiên Tôn, tu vi của Hạo Thiên Tôn hơn xa Tần Mục đâu chỉ ngàn dặm. Mà bây giờ, Hạo Thiên Tôn lại bị Tần Mục đuổi giết mà chẳng có nổi sức phản kháng, đến mức chạy trối chết không ngừng, thậm chí còn không chạy nổi cơ, chư tướng thiên đình đều hoảng sợ. Không biết phải làm sao, thấy Hạo Thiên Tôn bị Tần Mục hành hung là sắp có người chết rồi, vì Hạo Thiên Tôn đã mất mặt trước đại doanh thiên đình, chỉ sợ còn khó chịu hơn cả giết chết hắn, có thể tưởng tượng ra được người biết bí mật này sẽ có kết cục thế nào. Phong tỏa tin tức, trong lòng chư tướng thiên đình cùng nảy ra một suy nghĩ giống nhau, phải phong tỏa tin tức ngay, không thể truyền ra toàn quân được. Hạo Thiên Tôn là bộ mặt của thiên đình, Hạo Thiên Tôn bị đánh, đạo tâm bị sỉ nhục là chuyện nhỏ, sĩ khí của thiên đình là chuyện lớn. Nếu để quân đội sinh lòng sợ hãi với Tần Mục, Hạo Thiên Tôn vì mặt mũi mà sinh lòng mạt sát với các đội quân thì sẽ trở thành đả kích lớn lao đối với thiên đình. Chuyện này phải báo cho Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Suy nghĩ thứ hai vừa nảy ra trong lòng họ, ai nấy đều tự đi thông báo với Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Nhưng lúc này hai vị Thiên Tôn đang trị thương vì bị thương nặng, bế quan không ra. Chúng tướng đợi một lát,
không được Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn triệu kiến, gấp như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại, chúng ta nên đi cứu Hạo Thiên Tôn trước mới phải. Đột nhiên, Tây Thiên Bạch Đế kêu lên thất thanh, cứ để Mục Thiên Tôn ra tay, sợ là Hạo Thiên Tôn chạy trời không khỏi nắng. Đông Thiên Thanh Đế liếc hắn một cái, nói, ý hay đấy. Bạch Đế đạo hữu, ngươi mau đi cứu Hạo Thiên Tôn đi, rồi chúng ta đi sau. Bạch Đế chần chờ, hơi do dự, tên này là huyết mạch của Hiểu Thiên Tôn, sao lại nhiệt tình bảo ta đi cứu Hạo Thiên Tôn thế nhỉ? À, phải rồi, ta đi cứu Hạo Thiên Tôn, ta biết Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn đánh cho thảm như vậy là ta chết chắc. Hắn không nói gì nữa, những thiên vương, thiên sư khác cũng liếc mắt nhìn nhau, đều tự trầm ngâm. Sau một lúc lâu, thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy ho khan một tiếng, nói, mỗi người chúng ta phái ra một vị đại tướng đi truy sát Mục Thiên Tôn. Về những chuyện khác, chúng ta hoàn toàn không biết gì hết. Mọi người liếc nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu, nhưng đúng lúc này, thần tướng Thiên Nhãn bỗng vội vàng bẩm báo, hỏng rồi. Hạo Thiên Tôn bị Mục Thiên Tôn chém vào tận trong thành rồi, các vị thiên sư, thiên vương và thanh đế, Bạch Đế la lên thất thanh, trong lòng đều lạnh lẽo. Danh tiếng của Hạo Thiên Tôn sợ là bị hủy hoại hoàn toàn rồi, giờ biết làm thế nào cho phải đây, Mạnh Vân Quy lẩm bẩm, chỉ thấy bất lực sâu sắc, Tần Mục và Hạo Thiên Tôn lao đến đại doanh thiên đình. Nhất thời khắp nơi trong đại doanh rơi vào cảnh hỗn loạn, thần nhân thần tướng đều chạy trốn, thần tướng chủ quản các doanh chẳng biết phải làm sao, trơ mắt nhìn Tần Mục đại triển thần thông, phá hủy từng khu trong bản doanh, mà Hạo Thiên Tôn lại bỏ chạy về phía đám thanh đế, Bạch Đế, thanh đế, Bạch Đế và các vị thiên sư, thiên vương đều cảm thấy đầu mình phình thành cái đấu, thiên sư thứ tư Chút Thiếu Bình thở dài, Âm Thiên Tử đâu rồi, Âm Thiên Tử giảo hoạt cỡ nào chứ, cho dù biết cũng không đến đây đâu. Chỉ giỏi đẩy củ khoai lang nóng bỏng tay này cho chúng ta thôi. Mạnh Vân Quy cắn răng nói, chư vị, giờ Hạo Thiên Tôn đang chạy về phía chúng ta, bất kể thế nào chúng ta cũng phải ra tay. Trong lòng họ đều căng thẳng, lặng lẽ gật đầu. Đương nhiên là Hạo Thiên Tôn đã nhìn thấy bọn họ nên mới chạy sang đó. Nếu họ không ra tay cứu thì đúng là tội lỗi tày trời. Phải biết Hạo Thiên Tôn cùng với Mục Thiên Tôn là người truyền thụ thần pháp cho chúng sinh. Hai vị này tồn tại thì ai dám quang minh chính đại giết chết họ chứ? Nếu họ thấy chết không cứu, riêng ải trách nhiệm với thiên đình họ đã không qua nổi rồi, thiên hạ chúng sinh cũng sẽ chửi rủa họ, thân tử đạo tiêu là chuyện nhỏ, bêu danh muôn đời là chuyện lớn. Họ đang định ra tay thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang ầm ầm, Hạo Thiên Tôn và Tần Mục cùng biến mất. Mọi người đều kinh ngạc, Mạnh Vân Quy hiểu ra ngay, cao giọng nói, Mục Thiên Tôn kéo Hạo Thiên Tôn đến U Đô Thái Hư rồi, mọi người không biết phải làm sao. Bắc Thiên Vương Dực La cười nói, bên đó cách chỗ Âm Thiên Tử không xa, giờ Âm Thiên Tử không ra tay không được rồi. Trong U Đô, Âm Thiên Tử đã nghe được tin báo, biết chuyện Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn, sắc mặt xám như đất, đứng ngồi không yên. Nỗi lo của hắn không phải Tần Mục có đủ thực lực giết chết Hạo Thiên Tôn hay không. Chuyện Hạo Thiên Tôn chiến đấu với Thái Đế rồi bị trọng thương hắn cũng có nghe nói, chỉ là hắn không ngờ tới Hạo Thiên Tôn lại thương nặng đến vậy. Thiên Tôn bậc nhất mà Thiên Đình công nhận lại rơi vào tình cảnh bị Tần Mục truy sát phải hoảng sợ, thoát thân. Hắn không muốn ra tay cứu Hạo Thiên Tôn cũng giống với nguyên nhân mà đám Mạnh Vân Quy không muốn ra tay. Lần này Hạo Thiên Tôn bị Tần Mục giết lên Cửu Tiêu lại giết xuống Cửu Tuyền, chật vật thê thảm đến mức nào cơ chứ. Nếu Hạo Thiên Tôn sống sót, sau này chắc chắn sẽ diệt trừ tất cả người biết chuyện này, giữ gìn hình tượng quang minh vĩ đại chính nghĩa. Biết được càng nhiều thì chết càng nhanh, Âm Thiên Tử hiểu đạo lý này hơn ai hết. Dù sao hắn cũng là người từng thấy Hạo Thiên Tôn giết chết Đại Nhật Tinh Quân, nhưng Tần Mục giết Hạo Thiên Tôn đã lao đến ngay trước đại doanh U Đô rồi, nếu không cứu, Âm Thiên Tử nhìn ra xa, chỉ thấy Tần Mục gần như dùng tư thế nghiền ép áp bức Hạo Thiên Tôn, các loại thần thông bay lượn đầy trời, Hạo Thiên Tôn thì vừa gắng gượng chống đỡ, vừa chạy về phía đại doanh U Đô, nhưng nhìn hắn đã là đèn cạn dầu, cũng chẳng chống được bao lâu nữa. Hạo Thiên Tôn vừa chạy trối chết, vừa gạt bớt tu vi hỗn loạn trong cơ thể mình, Tần Mục chiếm thượng phong, đuổi đánh hắn từ trên trời xuống dưới đất, từ U Đô tới vùng đất Thái Hư. Từ trận doanh này đến trận doanh kia, trong lúc đó, Hạo Thiên Tôn đã bỏ đi 26 tòa thiên cung, mà nay chỉ còn lại 9 tòa, nhưng hắn vẫn không thể áp chế được thương tích, tiếp tục bỏ đi thì hắn sớm muộn gì cũng bỏ hết tất cả tu vi đang có, cuối cùng chết trong tay Tần Mục. Dù chật vật, phải vứt hết mặt mũi trước các tướng sĩ ở đại doanh thiên đình, hắn cũng phải kiên trì. Bên kia, Âm Thiên Tử đi tới đi lui trong thành lâu, sắc mặt âm u, Tần Mục có thù giết vợ, giết con ta, ắt phải báo. Nhưng nếu ta ra tay, chắc gì sau này ta sẽ không trở thành Đại Nhật Tinh Quân thứ hai. Trong lòng hắn đang rất xoắn xuýt, Hạo Thiên Tôn là chỗ dựa của hắn, hắn có thể yên ổn ngồi ở vị trí Hắc Đế nhiều năm như vậy, cũng phần nhiều dựa vào Hạo Thiên Tôn nâng đỡ.
Nếu Tần Mục thật sự giết chết Hạo Thiên Tôn, chỗ dựa của mình sụp đổ rồi, không đến nỗi bị xử tử, nhưng quyền lợi địa vị của mình ắt khó mà bảo toàn. Một bên là tính mạng, một bên là quyền thế, hắn khó mà dứt bỏ bên nào được. Trong lúc hắn đang chần chờ, đột nhiên có tiếng trống vang lên như sấm dậy, chỉ nghe có thần tướng vào bẩm báo, Minh Đế bệ hạ, nghịch tặc Tần Phượng Thanh Diêm La Vương tới xâm phạm, cộng rơm cứu mạng của ta đây rồi. Âm Thiên Tử mừng thầm, lạnh lùng nói, xuất quân ra khỏi thành nghênh chiến, giết sạch phản tặc. Một vị thần tướng Bắc Thiên chần chờ nói, bệ hạ, Hạo Thiên Tôn. Âm Thiên Tử liếc hắn một cái, vị thần tướng kia như rơi vào hầm băng, câm như hến, không dám nói nữa. Vô Ưu Hương, Bỉ Ngạn Hư Không cũng nhận được tin tức, Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn, đã truy sát mấy vạn dặm, khiến trận doanh Thiên Đình đại loạn. Tất cả lãnh đạo phe Vô Ưu Hương liếc mắt nhìn nhau, đám tạo vật chủ bên Bỉ Ngạn Hư Không lại vui mừng không xiết, đều khen, Thánh Anh vô địch, Tiều Phu, Yên Vân Hề, Thiên Sư Võ Đấu và Tu Trọng, Tàm Nữ về đến đại doanh, nghe được tin tức này cũng cảm thấy cực kỳ chấn động, hai mắt trợn trừng không nói lên lời. Tiều Phu thở dài, Mục Nhi đuổi đánh Hạo Thiên Tôn vào tận đại doanh Thiên Đình, chính là tước danh hủy hình, khiến hình tượng vô địch và thanh danh của Hạo Thiên Tôn bị hủy hoại ngay tức khắc. Nếu hắn có thể giết chết Hạo Thiên Tôn đã không cần phải làm thế. Trong lòng hắn hiểu rõ, lý do Tần Mục tước đi danh tiếng của Hạo Thiên Tôn, hủy hoại hình tượng của Hạo Thiên Tôn là vì không nắm chắc sẽ giết được hắn, cho nên đành chuyển sang theo đuổi lợi ích lớn nhất. Trước mặt chư thần trên Thiên Đình gieo xuống hạt giống mình là vô địch, gieo vào lòng Hạo Thiên Tôn một bóng ma to lớn. Thánh nhân Tiều Phu lại phấn chấn nói, nhưng giờ chính là thời cơ tốt nhất để đánh vào đại doanh Thiên Đình rồi. Hắn đang định hạ lệnh thì đã thấy đại quân thần ma của Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn Hư Không ra trận, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía trận doanh Thiên Đình. Thánh nhân Tiều Phu giật mình, ngẩng đầu nhìn sang, thấy một hòa thượng và một đạo sĩ đang điều động tạo vật chủ của Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn. Bên cạnh còn có đệ nhất sư của Thiên Đình trước đây là Nhạc Đình Ca phò trợ. Thánh nhân Tiều Phu mỉm cười, hai đệ tử của ta đều tài giỏi cả. Chỉ có ông già này là không biết cầu tiến thôi. Nhưng có hai người biết phấn đấu đã là rất tốt rồi. Quỳnh, Hạo Thiên Tôn lăn lông lốc, đập vào đại doanh U Đô của Âm Thiên Tử. Nơi đây là Minh Thành, chỗ đóng quân của Âm Thiên Tử. Nhưng lúc này trong thành lại chẳng có một binh một tốt nào, khóe mắt Hạo Thiên Tôn như muốn rách ra. Âm Thiên Tử lại hạ lệnh tất cả đại quân đều ra khỏi thành, nghênh chiến Vô Ưu Hương. Âm Triêu Cận, Hạo Thiên Tôn cắn răng, lung lay đứng dậy. Hai đầu gối bỗng quỵ xuống, quỳ phục trên đất, không thể đứng lên nổi nữa. Đầu hắn cúi xuống, hai tay chống trên đất, nhưng sức lực của đôi tay cũng tiêu tán. Thân thể hắn ngã về phía trước, mặt đập xuống đất, trượt trên nền đất lạnh như băng, đến khi cả người cũng nằm sõng soài trên mặt đất. Máu tươi từ trong miệng hắn ào ào chảy ra. Hắn gắng gượng ngẩng đầu muốn xem Tần Mục đang ở chỗ nào, nhưng lại không ngóc đầu lên nổi. Giờ hắn còn một đòn sát thủ, chính là phế bỏ tất cả thiên cung của mình, chỉ giữ lại một thiên cung chính, như vậy hắn có thể điều khiển được lực lượng của mình. Nhưng như vậy cũng tương đương với việc phế bỏ cảnh giới Thiên Đình của mình, đánh mình trở về cảnh giới đế tọa. Hơn nữa dù có phế bỏ tu vi thì với thương tích của hắn cũng chưa chắc có khả năng diệt trừ được Tần Mục. Hắn không phục, không cam lòng, nhưng hắn không làm không được. Hắn chuẩn bị tích góp chút sức lực cuối cùng, cho Tần Mục một kích chí mạng. Lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân, đây cũng là tiếng bước chân của Tần Mục. Nhưng khiến hắn cảm thấy buồn bực là còn có tiếng bước chân của một người khác vang lên từ phía sau mình. Bước chân của Tần Mục dừng lại, khoảng cách khá xa, rõ ràng rất kiên kỵ người phía sau hắn. Hắn nghe được một giọng nói của nữ nhân cực kỳ êm tai, dịu dàng cất lên bên tai hắn. Hạo Thiên Tôn, ngươi có muốn thương tích của mình khỏi hẳn không? Đầu óc Hạo Thiên Tôn mê mang, trong cổ đều là máu, chỉ có tiếng ọc ọc khi bọc khí bốc ra từ dịch máu. Hắn nói không lên lời, chỉ cần ngươi nói muốn, vết thương trên người ngươi sẽ khỏi hẳn. Giọng nữ nhân kia vẫn rất bắt tai, như mang theo cảm giác mê hoặc tự nhiên, khẽ nói, chỉ cần ngươi muốn, thiên cung đã vỡ nát cũng có thể phục hồi nguyên vẹn. Chỉ cần ngươi muốn, tu vi của ngươi có thể khôi phục ngay. Giọng nói kia như vẳng ra từ trong giấc mộng, êm ái, xa xăm, tựa như nảy ra từ trong đáy lòng. Chỉ cần ngươi muốn, vết thương của ngươi có thể khỏi hẳn. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể dùng tài nghệ trấn áp quần hùng, diệt trừ thiên công thổ bá, gạt bỏ tất cả trở ngại, trở thành thiên đế. Ngươi có muốn không? Hạo Thiên Tôn gắng gượng phun bốn máu trong miệng ra, cuối cùng cũng có thể phát ra tiếng, giọng khàn khàn nói, muốn. Giọng nói của nữ nhân kia lại vang lên, ung dung bảo, quỳ ta, bái ta, nói ra suy nghĩ của ngươi. Hạo Thiên Tôn cố gắng giãy dụa, phủ phục trước hai chân nàng, khấu đầu. Hắn vừa nói ra suy nghĩ trong lòng mình, bỗng cảm giác được vết thương trên người hồi phục lại bằng tốc độ khó tin. Thần huyết hắn mất đi cũng đang chảy ngược về, trở lại trong cơ thể hắn.
thân thể của hắn nhanh chóng trở nên nhẹ nhàng, giữa đầu và cổ hắn máu thịt sinh sôi không ngừng, liền lại rất nhanh, không cần phải lo khí huyết quá thịnh sẽ phun rơi đầu ra nữa. Cùng lúc đó, hắn nghe được tiếng đạo minh, hắn cảm nhận được thiên cung trong cơ thể mình đang dần dựng lại, vết thương trên người hắn cũng từ từ biến mất, không còn tồn tại nữa. Thật là kỳ diệu, đây không phải y thuật, cũng không phải pháp thuật, càng không phải thuật tạo hóa, cũng không phải thuật tạo vật mà giống như một loại đạo kỳ diệu trị liệu dựa theo tâm ý của hắn. Thái Tố, giọng Tần Mục truyền vào tai Hạo Thiên Tôn, khiến Hạo Thiên Tôn đang quỳ bái hơi giật mình. Thái Tố, cha ta tên Thái Sơ, cô nương này tên Thái Tố, lẽ nào nàng là? Nàng là tiên thiên thần thánh sinh ra từ trong mạch khoáng tổ đình. Lòng hắn chợt hoảng loạn, mượn sức mạnh của Thái Tố để hồi sinh sẽ tồn tại tai họa ngầm cực lớn, không chừng Thái Tố sẽ mượn cơ hội này khống chế mình cũng nên. Nhưng hắn vẫn kiềm chế, mượn sức mạnh của Thái Tố khôi phục cho bản thân là rất nguy hiểm, nhưng không mượn sức mạnh của Thái Tố thì còn bết bát hơn, thậm chí sẽ phải chết không biết chừng. Mục Thiên Tôn, giọng nói của nữ nhân kia vang lên, dễ nghe êm tai, tựa như thần khúc huyền diệu nhất. Tần Mục dừng bước, nhìn người đứng sau lưng Hạo Thiên Tôn, thần nữ cũng không rảnh rỗi, đứng ở nơi đó, xung quanh như mộng cảnh, các loại đạo quang màu sắc lưu động, đạo quang nhẹ nhàng lan ra, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng. Tần Mục lui lại, cười nói, Thái Tố, Thái Tố đạo huynh đừng quên, không có ta thì ngươi không đã không được sinh ra. Giữa chúng ta không hề có thù oán, mà trên thực tế ta còn coi như có ơn với ngươi. Nếu ta không giải thoát ngươi ra khỏi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thì đến giờ ngươi vẫn còn là một món bảo vật trong Thanh Thiên Tràng, bị người ta điều khiển. Đạo quang đột nhiên bao trùm lên Tần Mục, soạt một cái khép lại. Mắt Tần Mục giận giật, trước khi đạo quang khép lại thoát ra khỏi U Đô Thái Hư, chạy tới vùng đất Thái Hư, cười nói, Thái Tố đạo huynh, hôm nay nể mặt ngươi, ta bỏ qua cho Hạo Thiên Tôn một mạng. Hạo huynh, mạng của ngươi ta để lại cho ngươi đấy, hôm khác quay lại lấy sau. Hắn xuất hiện ở vùng đất Thái Hư, lập tức kinh hãi phát hiện ra đạo quang vẫn đang bao quanh mình. Tần Mục sởn gai ốc, đạo quang là đại đạo Thái Tố biến thành, kỳ diệu không gì sánh được. Trong nháy mắt hắn còn đang kinh hãi đã hiển hóa thành một món thần vật, úp lên đỉnh đầu hắn. Đó là một quả chuông lớn. Hồi đó Tần Mục thăm dò Thái Tố thần noãn, ý thức lẻn vào trong trứng, chỉ thấy được hồng hoang mênh mông, khí hồng hoang hóa thành một quả chuông lớn, giống quả chuông này như đúc. Trên vách chuông có chim muông sâu cá, nhật nguyệt tinh thần, ngân hà tinh đấu, thiên địa vạn tượng, ẩn chứa uy năng hầu như khai thiên lập địa. Tóc gáy Tần Mục dựng cả lên, không thèm phân trần mà lấy Thái Thủy chi noãn ra, cất giọng nói đạo ngữ Thái Thủy tối nghĩa khó hiểu. Thái Thủy đạo huynh, ta mặc kệ ngươi với Thái Tố có mưu đồ gì, chỉ cần ngươi giúp ta tránh được kiếp nạn này, ta sẽ toàn tâm toàn ý sưu tầm thần thạch Thái Thủy, nguyên thạch Thái Thủy, đoạt lại mạch khoáng Thái Thủy, giúp ngươi xuất thế. Sao ngươi không nói sớm? Trong Thái Thủy chi noãn vẳng ra một tiếng cười dài, chung thần của Thái Tố trên đỉnh đầu Tần Mục bạo phát uy năng hủy thiên diệt địa đánh thẳng tới, nơi tiếng chuông đi qua không gian không còn tồn tại, tất cả hóa thành bột mịn. Trên Thái Thủy chi noãn, vô số phù văn đại đạo nổi lên như có vô số cổ thần và chúng sinh đồng thanh tụng niệm một cái tên, quang mang to lớn đón lấy tiếng chuông, nâng tiếng chuông lên, khiến nó không thể hạ xuống. Trong đầu Tần Mục lập tức vang lên giọng nói của vị cổ thần bên trong Thái Thủy chi noãn, nàng đã sinh ra rồi, ta còn chưa xuất thế, không phải đối thủ của nàng. Ta không ngăn nàng được bao lâu đâu, chúng ta chạy mau. Tần Mục đen mặt lại, hắn vốn cho là Thái Thủy chi noãn có thể chống đỡ được công kích của Thái Tố, cho nên mới hứa tìm mạch khoáng Thái Thủy về giúp hắn xuất thế. Không ngờ tên Thái Thủy này có tiếng mà không có miếng, nhìn được không dùng được. Hai tay hắn giơ cao, nâng Thái Thủy chi noãn lao đi như bão táp. Chung thần Thái Tố phá vỡ đạo quang của Thái Thủy chi noãn, lập tức hóa thành một cái đỉnh lớn, dưới chân đỉnh có địa khí dày đặc, mờ mịt nhấp nhô. Đỉnh lớn xoay tròn, Tần Mục đang chạy trốn chỉ thấy trời đất đều bị đảo lộn, bóp méo. Mặc dù hắn đang chạy như điên nhưng cũng không ngừng rơi vào trong đỉnh. Thái Thủy, Tần Mục hét to một tiếng, mặt ngoài Thái Thủy chi noãn hiện ra đạo văn phức tạp hơn, chuyển động ngược hướng, trong trứng truyền ra đạo ngữ tối nghĩa huyền diệu, âm dương giao hợp, hợp lại làm một, từ đó sinh hình, hữu hình vô chất. Đỉnh thần Thái Tố bóp méo thiên địa thời không, bị đại đạo trong Thái Thủy chi noãn tràn ra xung kích, thiên địa thời không ngừng đảo lộn. Tần Mục lập tức nhân cơ hội trốn ra ngoài. Thái Thủy đạo huynh, giọng Thái Tố xa xa truyền đến, ngươi và ta từng hẹn nhau cùng mưu toan đại sự, chẳng lẽ ngươi định lật lọng hay sao? Tần Mục giơ cao Thái Thủy chi noãn chạy trối chết, một giọng nói tối nghĩa vang lên từ trong Thái Thủy chi noãn, cười ha hả nói, Thái Tố đạo huynh, ngươi xuất thế trước ta, ngươi không hoàn mỹ. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, để hạn chế ta, ngươi ắt phải đập vỡ trứng của ta, để ta xuất thế sớm. Liên minh trước đây là chúng ta dùng để đối phó Thái Sơ,
giờ không còn cần thiết nữa, ta muốn liên thủ với hắn. Ngươi liên thủ với hắn là đối địch với ta. Thái Tố không nén nổi giận dữ, hai người không nói thêm nữa. Thái Tố tự biết khả năng của Thái Thủy, mình khó mà bắt được Tần Mục, cho nên không truy sát nữa. Tần Mục giơ Thái Thủy chi noãn không ngừng chạy trốn, trốn xa mấy vạn dặm, lại thấy Vô Ưu Hương và đại quân thần ma của Tạo Vật Chủ lao vào đại doanh Thiên Đình. Thần ma hai bên chém giết ác liệt, khắp nơi đều không an toàn. Tần Mục chạy suốt một đường, chiến trường này đúng là bao la, khắp nơi đều có thần ma chinh chiến sát phạt, khiến hắn không có thời gian dừng chân. Qua một lúc lâu, cuối cùng Tần Mục cũng dừng lại, buông Thái Thủy chi noãn ra, lòng bàn tay đặt lên trên thần noãn, thở phì phò. Ma thần ở xung quanh khá ít, chỉ có một ít đào binh từ chiến trường chạy đến đây, gặp phải đào binh phe đối địch, lại ra tay chém giết lần nữa, buông tay ra. Ngươi đang đè lên đầu ta đó, giọng nói trong trứng vang lên. Tần Mục vội vàng thu tay về, tiếp tục thở dốc. Thái Thủy trong trứng nói, Mục Thiên Tôn, liên thủ với ngươi là ta chịu thiệt đấy. Vì ngươi mà ta đắc tội với Thái Tố, giờ nàng đã xuất thế rồi, ta không phải đối thủ của nàng, ngươi cũng không phải đối thủ của Hạo Thiên Tôn, hai chúng ta đều rất yếu. Ta thiệt thòi thế này, chi bằng ngươi bồi thường cho ta đi. Tần Mục giật mình, cười thất thanh nói, bản sinh cổ thần đều trần tục vậy sao? Thái Thủy trong trứng nói, có thể siêu thoát chân chính chỉ có Thái Dịch mà thôi. Các cổ thần khác ai chẳng xuất thế bình thường, bị hồng trần quấy nhiễu thì có tư tưởng trần tục, cho nên ta cũng không phải ngoại lệ. Tần Mục hơi chột dạ, thử dò hỏi, ta đánh Hạo Thiên Tôn trọng thương như vậy, dù là Thái Tố chắc cũng không thể chữa khỏi cho hắn trong thời gian ngắn như vậy phải không? Hắn thấy Hạo Thiên Tôn bị thương nặng như vậy, không có mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thì đừng mong hồi phục, phải biết thương tích của Nguyệt Thiên Tôn đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, mà vết thương của Hạo Thiên Tôn còn nặng hơn cả Nguyệt Thiên Tôn. Thái Thủy trong trứng cười lạnh lùng nói, cái mà các ngươi gọi là vết thương gì gì đó, trong mắt ta chẳng là cái thá gì cả. Thái Tố ấy mà, hữu hình hữu chất nhưng vô thể, với khả năng của nàng thì việc chữa trị những vết thương này chỉ là chuyện dễ, như trở bàn tay thôi. Trong lòng Tần Mục nặng trĩu, truy hỏi, thế tu vi bị phế mất của Hạo Thiên Tôn thì sao? Hạo Thiên Tôn bị phế mất 26 tòa thiên cung, đều là ta khổ cực đầu tắt mặt tối đánh đấy, nàng cũng không thể dùng hết sức lực hồi phục lại hết những thiên cung này cho Hạo Thiên Tôn chứ. Ta cảm thấy, Thái Tố không có sức mạnh tu vi này đâu. Quả thật Thái Tố không có sức mạnh tu vi này. Thái Thủy trong trứng thở dài, nói, thực lực hiện tại của nàng còn kém xa Thiên Tôn. Đương nhiên là không tính loại Thiên Tôn như ngươi. Tần Mục thở vào nhẹ nhõm, mặc dù những lời của Thái Thủy trong trứng làm hắn không vui, nhưng tốt xấu gì thì Thái Tố cũng không có cách nào để hồi phục cho Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn không hồi phục lại trạng thái đỉnh cao thì cũng chỉ là một phế vật, giết chết hắn cũng chẳng có gì phiền toái cả. Lúc Thái Sơ Thiên Đế sinh ra đã không hoàn chỉnh, nhưng ngoại trừ Thái Dịch ra thì hắn cũng được coi là noãn sinh cổ thần hoàn chỉnh nhất. Thái Thủy trong trứng nói, bây giờ sức mạnh của 10 thiên tôn đã gần bằng Thái Sơ Thiên Đế năm xưa rồi. Sức mạnh ở cấp độ này đã vượt qua Thái Tố rất nhiều. Thực lực của Thái Tố mạnh hơn Tứ Sắc Đại Đế một chút, yếu hơn Tứ Đế cổ thần một tẹo. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, cho dù như thế thì cũng không thể coi thường được. Tứ Sắc Đại Đế, Âm Thiên Tử, Bạch Đế, Tư Hạ Du và Thiên Thanh Đế, thực lực của những người này đều không thể coi thường được, Tứ Đế cổ thần lại càng là sự tồn tại mà chỉ Thiên Tôn mới có thể chống lại được. Thực lực của Thái Tố đang xen giữa bọn họ, đại khái là xấp xỉ tương đương với cường giả Thiên Đình tu thành hơn 10 tòa thiên cung, nhưng Thái Tố có thể phục hồi lại thiên cung của Hạo Thiên Tôn. Thái Thủy trong trứng tiếp tục nói, nàng có thể khống chế được năng lượng mất kiểm soát của Hạo Thiên Tôn, có thể khiến chính tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn phục hồi nguyên trạng một cách nhanh chóng, còn về 26 tòa thiên cung khác, đối với nàng mà nói, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tần Mục suy nghĩ giây lát rồi hỏi, ngươi cảm thấy cần bao nhiêu thời gian? Thái Thủy trong trứng cân nhắc một chút rồi nói, trong tình huống không ảnh hưởng đến sức mạnh của bản thân Thái Tố thì cần 100 năm. Tần Mục quả quyết nói, thế thì chỉ nội trong vòng 50 năm, Hạo Thiên Tôn có thể khôi phục được trạng thái đỉnh cao rồi. Thái Thủy trong trứng nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, ngươi nói không sai. Sau khi chính tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn được khôi phục, hắn cũng có thể tự mình tu luyện, hoàn thiện thiên cung, cộng thêm cả sự phục hồi của Thái Tố, khoảng 50 năm là hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao rồi. Tần Mục đi đi lại lại quanh Thái Thủy Chi Noãn, còn Thái Thủy Chi Noãn thì yên lặng ở yên một chỗ, không hề động đậy. Trong thời gian ngắn, Hạo Thiên Tôn chỉ có thể hồi phục được 9 tòa thiên cung, cũng có nghĩa là trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng, vốn dĩ ta còn định chạy trốn, nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi, bây giờ sức mạnh của hắn còn chưa phục hồi. Tất nhiên sẽ giấu nghề, không để lộ năng lực của mình, sợ người khác sẽ tìm ra manh mối.
Đột nhiên, Tần Mục dừng bước chân, nhìn về phía Thái Thủy Chi Noãn, Thái Tố Hữu cầu tất ứng, nếu như thứ mà Hạo Thiên Tôn xin là tòa thiên cung thứ 36 thì sao? Thái Tố có cho hắn tòa thiên cung thứ 36 không? Thái Thủy trong trứng suy nghĩ một lát rồi đáp, cũng không phải là không được. Tần Mục trùng mình ấn lạnh mấy cái liền. Thái Thủy trong trứng tiếp tục nói, nếu như thế thì Hạo Thiên Tôn sẽ phải chịu sự khống chế vô cùng sâu sắc của Thái Tố, chỉ có thể trở thành con rối của Thái Tố mà thôi. Việc cầu được ước thấy của Thái Tố không phải là miễn phí, tất sẽ phải giả trá, cầu xin càng nhiều thì càng bị nàng khống chế nhiều hơn. Tần Mục chớp chớp mắt, ý của ngươi là, Thái Thủy trong trứng đáp, nếu như Thái Tố cho Hạo Thiên Tôn tòa thiên cung thứ 36, thế thì Hạo Thiên Tôn không phải là cảnh giới thiên đình thật sự nữa, hắn sẽ không thể nào đạt được đến đỉnh cao của hệ thống thiên cung thiên đình. Con đường của hắn sẽ giống như Thái Đế, luôn luôn thiếu một chút điểm mấu chốt. Hệ thống thiên đình chỉ chú trọng thực lực. Nhưng trên phương diện thực lực, có lẽ Hạo Thiên Tôn không thể nào đạt được đến đỉnh của trình độ cao nhất. Hạo Thiên Tôn cũng không phải loại hữu danh vô thực, Thái Tố muốn khống chế được hắn, chỉ có một chữ, khó. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, hắn thử thăm dò, như vậy Thái Thủy Đạo Huynh cho rằng, hệ thống đạo cảnh của 36 trọng thiên có phải là hệ thống hoàng mỹ hay không? Thái Thủy trong trứng cười ha ha, trên thế giới này sao có thể tồn tại hệ thống hoàng mỹ được chứ? Nếu đã hoàn mỹ rồi thì giáo chủ Mục Thiên Tôn đại cần phải đổi mới cải cách thế nào đây? Tần Mục cười ha ha, lòng đầy cảnh giác, tên Thái Thủy này là kẻ vô cùng già đời lương lẹo, giống y như một thanh quẩy lăn đi lăn lại trong chảo dầu nhiều lần, sau đó lại vớt lên để qua đêm vậy, nói chuyện vô cùng cẩn thận chặt chẽ. Hắn hờ hững hỏi, lúc trước Thái Thủy đạo huynh trao đổi với Thái Tố đạo huynh ở trong noãn, không biết là đã nói những gì vậy? Mặc dù thờ ơ, hờ hững, nhưng Tần Mục cực kỳ lo lắng về chuyện này. Thái Thủy và Thái Tố không chỉ giao lưu trao đổi, thương lượng bàn bạc bí mật một lần, đến lúc thần thức của Tần Mục vừa đến, bọn họ lại lập tức im miệng không nói nữa. Chuyện này à, Thái Thủy trong trứng cười ha ha đáp, chẳng qua chỉ là mấy chuyện linh tinh vụn vặt thôi, ta nói với nàng chuyện Thái Sơ giam cầm ta, nàng lại nói ta chuyện nàng suýt nữa thì bị Huyền Đế Vũ Đế luyện hóa, bọn ta đang thương lượng xem làm thế, nào để đối phó với Thái Sơ và Huyền Vũ, báo thù rửa hận. Những lời này của Thái Thủy trong trứng, Tần Mục không hề tin. Nhưng Thái Thủy trong trứng không muốn nói nhiều nên hắn cũng không tiện truy hỏi. Thái Thủy trong trứng đề nghị, cho dù Hạo Thiên Tôn có hồi phục được chính tòa thiên cung thì cũng không phải là người mà ngươi có thể đối đầu được, chi bằng chúng ta trở về tổ đình, tạm thời tránh mũi nhọn. Mạch khoáng Thái Thủy ở, tổ đình nằm trong tay của Nghiên Thiên Phi lại ở thiên đình, chúng ta nhân cơ hội này tấn công mạch khoáng Thái Thủy, chiếm lấy lãnh địa của ả này, kiếm được món hời rồi thì ta với ngươi chia đôi 50-50, Tần Mục dở khóc dở cười. Cổ thần Thái Thủy có phải biến thành hơi thế tục quá rồi không? Hắn là một sự tồn tại giống như Thái Sơ Thiên Đế vậy, chắc chắn Thái Sơ Thiên Đế không nói được những lời như thế. Này, ta vẫn còn một đệ đệ đang ở Thái Hư, vẫn phải tìm thấy hắn đã. Tần Mục cười nói, chia đôi 50-50, ta nhớ rồi. Ngươi yên tâm, sau khi tìm được đệ đệ của ta, ta sẽ rời khỏi chốn thị phi này, đến tổ đình. Thái Thủy trong trứng im lặng giây lát rồi nói, chia đôi 50-50 chỉ là lời nói bông đùa thôi. Không thể coi là thật được, U Đô Thái Hư, Minh Thành, tình trạng vết thương của Hạo Thiên Tôn càng ngày càng đỡ hơn, hắn mở mắt, bò dậy một cách khó khăn, sau đó quay người lại, không cười nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu, hắn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy dung mạo của nữ tử đó, vẻ mặt hắn đột nhiên dại ra, trong ánh mắt có một tia mê mẩn, vị nữ tử đứng sau hắn, mặt mũi và dáng dấp thế lại có vài phần giống với Nguyên Mẫu phu nhân, hữu cầu tất ứng, muốn gì được này? Trong lòng ngươi nghĩ đến ai thì nhìn ta sẽ giống người ấy. Nữ tử tên Thái Tố cười nói, chỉ cần trong lòng ngươi không có suy nghĩ này nữa thì có thể nhìn thấy dung mạo thật sự của ta. Hạo Thiên Tôn nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn Thái Tố nhưng chỉ nhìn thấy dung mạo của Thái Tố đã thay đổi. Trong mắt hắn, Thái Tố không có dáng vẻ của Nguyên Mẫu phu nhân mà là một nữ tử xa lạ, kiêu ngạo lạnh lùng. Phía sau đầu nàng có ánh sáng hữu hình hữu chất nhưng không thành thể, ánh sáng tựa như màu than vẽ lông mày. Biến hóa giữa hư và thực, tiếng cười mà vừa nãy Hạo Thiên Tôn nghe được không phải là tiếng cười của nữ tử này mà là tiếng cười từ đáy lòng của Hạo Thiên Tôn. Thật ra, thần nữ Thái Tố chưa bao giờ cười, hình dạng cổ thần này, người thường đã vô cùng khó hiểu rồi. Thần nữ Thái Tố nhìn Hạo Thiên Tôn, thấy hắn chỉ trong thời gian ngắn đã thoát ra khỏi đạo vận kỳ diệu của nàng mà tỉnh táo lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng, nàng nói, con trai của Thái Sơ, Hạo, ngươi quả thật có bản lĩnh không tầm thường đâu. Bây giờ ngươi đang bị trọng thương, dựa vào khả năng của ta thì nội trong vòng 100 năm, ta có thể giúp ngươi khôi phục lại trạng thái 30 năm tòa thiên cung, cũng có thể khiến ngươi có thêm một tòa thiên cung, hoàn toàn tu thành thiên đình.
Hạo Thiên Tôn cúi đầu nói, hóa ra là Tố Cô Cô. Tố Cô Cô chỉ cần giúp ta khôi phục lại chính tòa thiên cung trong cơ thể ta là được, những thiên cung khác, ta sẽ tự mình nghĩ cách. Thần nữ Thái Tố nhìn hắn, ánh mắt nàng lấp lánh, nhưng lại không thể nào nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt đang cúi thấp của hắn. Một lát sau, thần nữ Thái Tố cười đáp, được. Ta sẽ hồi phục chính tòa thiên cung cho ngươi. Ngươi có thể bái lạy ta được rồi. Hạo Thiên Tôn thuận thế quỳ xuống dập đầu bái lạy. Sau khi Hạo Thiên Tôn bái lạy, quả nhiên cảm giác được chính tòa thiên cung gần như vỡ vụn đang không ngừng khôi phục, tốc độ khôi phục rất nhanh, không khỏi làm hắn vừa mừng vừa sợ. Vết thương đến nước này thì hắn đã rất khó luyện hóa, cũng rất khó tự lành, không ngờ với thần nữ Thái Tố lại đơn giản như vậy. Không bao lâu nữa, chính tòa thiên cung của hắn đã có thể khôi phục. Đại đạo Thái Tố cực kỳ huyền diệu, nếu có thể nắm trong tay, đầu óc hắn bắt đầu linh hoạt, dường như thần nữ Thái Tố nhìn thấu ý nghĩ của hắn, mỉm cười, nói, ta có thể giúp ngươi khôi phục chính tòa thiên cung, nhưng những tòa thiên cung khác thì không dễ, dàng như vậy. Những tòa thiên cung đó đã bị ngươi phế bỏ, đạo cơ không còn, dù ngươi có cưỡng ép khôi phục thì cũng cần hao tổn đến tu vi của ta, nếu ngươi đã lựa chọn tự mình tu luyện, vậy thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi, Hạo Thiên Tôn cảm ơn. Thần nữ Thái Tố nói, mạch khoáng Thái Tố bên trong tổ đình rơi vào tay Cung Thiên Tôn, ta không đánh lại nàng, cần ngươi giúp đỡ. Trong lòng Hạo Thiên Tôn khẽ dao động, yên tâm hơn một chút, nói, cô có ơn cứu mạng ta sẽ nghĩ cách lấy mạch khoáng Thái Tố. Hiển nhiên thần nữ Thái Tố muốn cầu cạnh hắn, cho nên mới đối tốt với hắn như vậy, hai người hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa thực lực tu vi của thần nữ Thái Tố cũng không quá mạnh, nhiều nhất là cấp bậc tứ đế cổ thần, có thể đối phó. Chẳng qua mỗi lần khôi phục đều cần Hạo Thiên Tôn bái lạy nàng, điểm này ít nhiều khiến Hạo Thiên Tôn có chút khó chịu. Thần nữ Thái Tố nói, có câu nói này của ngươi là ta yên tâm rồi. Không bao lâu, chính tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn khôi phục lại như lúc đầu, đạo thương không cánh mà bay. Có điều nguyên thần của hắn còn bị nhốt bên trong thần thông thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, không cách nào thoát ra. Thần nữ Thái Tố ấy nấy nói, bản lĩnh Thái Đế quá cao, hiện tại ta không có cách nào phá giải thần thông của hắn. Hiền chất tự mình tu luyện nên 20-30 tòa thiên cung, có lẽ ngươi có thể mở ra phong ấn nguyên thần. Hạo Thiên Tôn toát mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nghĩ đến một mấu chốt quan trọng, đó chính là nguyên thần. Nguyên thần của hắn bị nhốt trong thần thức Đại La Thiên của Thái Đế, không còn nguyên thần, hắn không thể nào thôi thúc công pháp của mình mau chóng luyện thành thiên cung bị tổn hại khác. Nguyên thần là công pháp trung tâm, nguyên khí theo 7 thần tàng cùng 7 cảnh giới bên trong thiên cung chảy xuống, nhất định phải đi qua nguyên thần mới có thể khiến cho tu vi của mình ngày càng mạnh mẽ. Không còn nguyên thần, công pháp của hắn sẽ chia 5 x 7. Quan trọng hơn, hắn đã phế bỏ 26 tòa thiên cung, loại phế bỏ này là phế bỏ triệt để, không phải kết thành đạo kén. Nếu như là kết thành đạo kén, hắn còn có thể lợi dụng thần thông quy khư để luyện hóa đạo kén trở lại trạng thái đỉnh phong ban đầu, như vậy cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhiều nhất là 4 đến 5 tháng, hắn có thể trở lại đỉnh phong. Mà 26 tòa thiên cung bị phế bỏ hoàn toàn của hắn, bắt buộc phải luyện lại từ đầu, không còn nguyên thần. Hắn căn bản không có cách trùng tu, thần nữ Thái Tố nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Qua một lúc lâu, Hạo Thiên Tôn quỳ xuống bái lạy lần nữa, kính xin cô khôi phục lại những thiên cung khác của ta. Thần nữ Thái Tố lộ ra vẻ tươi cười, mặc cho lúc trước ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng phải rơi vào lòng bàn tay ta, không thể nào thoát. Lần này Vô Ưu Hương tấn công Đại Doanh Thiên Đình, thời điểm viện quân Thiên Đình đến, cuối cùng phát tín hiệu thu binh. Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ không có cơ hội cướp đoạt đất đai, chỉ thừa dịp Tần Mục Hạo Thiên Tôn đang loạn, thần ma nhân Thiên Đình bất ổn, đến đánh một trận để thu đầu người. Viện quân Thiên Đình đến, bọn họ tự khắc rút lui. Lần này Vô Ưu Hương đánh thắng trận lớn, đến đâu cũng có tiếng tung hô, nhưng thánh nhân Tiều Phu lại hạ lệnh lập tức thu binh lực, chuẩn bị lui giữ cầu hư không. Cường giả của Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ cũng nhận ra tình hình, lui lại giữ cầu hư không là bất đắc dĩ, và cũng là kết quả tất nhiên. Hạo Thiên Tôn chiến đấu với Thái Đế, phá tan hư không sụp đổ để rút ngắn vô số lần khoảng cách với cổng vào Thái Hư và vùng đất Thái Hư. Lúc trước ít nhất viện quân Thiên Đình cần một năm mới có thể chạy tới vùng đất Thái Hư từ cửa vào Thái Hư, mà bây giờ một ngày cũng chẳng đến. Dưới tình huống này, Vô Ưu Hương hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Đình. Vùng đất Thái Hư hoàn toàn không thể giữ vững. Hiện tại chuẩn bị quay về giữ cầu hư không, sau này có thể tránh khỏi rất nhiều thiệt hại không đáng có. Hơn nữa hiện tại khắp nơi bên trong vùng đất Thái Hư đều rải rác tâm ma và thi hành giả, có thể kéo dài thời gian quân Thiên Đình tiến vào. Cho dù Thiên Đình chiếm được vùng đất Thái Hư thì cũng chẳng đạt được lợi ích gì quá lớn, cần đề phòng tâm ma tập kích. Bản thân thu hẹp thế lực, tâm ma cũng ít đi rất nhiều. Trong Đại Doanh Thiên Đình, viện quân đã tìm đến.
Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn gắng gượng lấy thân thể ốm yếu của mình để trấn an ba đạo quân. Thật ra đại quân Thiên Đình đến trợ giúp là đội quân trấn thủ thông đạo hư không, mang thần khí Đông Đế và thần khí Nam Đế đến đây. Hạo Thiên Tôn trở về đại doanh Thiên Đình gây nên một phen chấn động. Các tướng lĩnh Thiên Đình nhao nhao cúi chào, Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn tổ chức thịnh yến long trọng để Hạo Thiên Tôn đón gió tẩy trần, chư tướng chúc phúc. Hạo Thiên Tôn rửa sạch đen đuổi. Hạo Thiên Tôn ốm đau bệnh tật, uể oải suy sụp, thương thế cực nặng, đến nay chưa lành. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một vị thần xông vào thịnh yến, nói: "Mục Thiên Tôn đến." Trên thịnh yến bỗng dưng yên tĩnh, ngay cả Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn cũng không nói tiếng nào. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hạo Thiên Tôn. Khí tức Hạo Thiên Tôn yếu ớt, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, dáng vẻ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau hai nhịp thở lớn, hụt hơi nói: "Mục Thiên Tôn là một trong năm đại nguyên lão sáng lập Thiên Minh, sao có thể để hắn ở bên ngoài, mau mời vào." Con mắt giữa ấn đường tầng mục mở ra, lẳng lặng đợi bên ngoài thịnh yến. Thái Thủy Chi Noãn giữa ấn đường oán giận nói: "Đạo hữu, ngươi không sợ Hạo Thiên Tôn trở mặt tại chỗ, giết chết ngươi sao? Ngươi sỉ nhục hắn tàn nhẫn như vậy, khiến hắn hoàn toàn mất uy tín, hắn hận ngươi thấu xương. Đạo huynh, mặc dù ngươi thế tục, nhưng lại không hiểu rõ lòng người." Thần thức tầng mục dao động, cười nói: "Nếu ta là Hạo Thiên Tôn, ta nhất định sẽ giả vờ thành dáng vẻ trọng thương như sắp chết. Ta giả bộ, càng yếu, những kẻ có dị tâm càng không dám xuống tay với ta. Sau đó lại dùng thủ đoạn lập uy, đám người kia sợ hãi, càng không có người nào dám xuống tay với ta. Đối tượng Hạo Thiên Tôn muốn lập uy không phải ta, ta có ngươi bảo vệ, hắn động thủ với ta, không giết nổi ta, ngược lại sẽ bộc lộ ra tu vi chưa khôi phục của hắn. Chỉ cần hắn bại lộ, những thiên tôn khác sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này." Thái Thủy Chi Noãn suy nghĩ một chút, quả thật là đạo lý này. "Vậy nên chúng ta gặp mặt thì tốt nhất là khách khí một chút, giống như không có chuyện gì xảy ra." Tần Mục nhìn vị thần nhân đón tiếp phía trước, đột nhiên khí tức mệt nhọc, vị thần nhân kia cả kinh kêu lên: "Thiên Tôn bị thương." Tần Mục hữu khí vô lực gật đầu, run rẩy giơ cánh tay lên, vị thần nhân kia vội vàng đỡ lấy hắn đi vào trong thịnh hội. Thần thức Tần Mục dao động, tiếp tục nói: "Hạo Thiên Tôn và ta cũng chỉ là bạn qua đường khách sáo với nhau, người thực sự có thể khiến hắn lập uy ở trước mặt mọi người, khiến người khác không thể nhìn ra suy nghĩ của hắn, chỉ có một người, đó chính là Âm Thiên Tử." Thái Thủy trong trứng khẽ dao động, nói những lời này ra làm gì? Âm Thiên Tử là thân tín của Hạo Thiên Tôn, thậm chí còn thân hơn Hỏa Thiên Tôn. Hai người quá mệnh giao tình, nhưng mà lúc ta đuổi đánh giết Hạo Thiên Tôn, Âm Thiên Tử thấy chết không cứu, bởi vậy Hạo Thiên Tôn muốn bắt hắn lập uy. Khí tức Tần Mục mong manh, trước mắt bao người, thân thể run rẩy được đưa vào thịnh yến. Hắn run lên cầm cập ngồi xuống giống như tất cả khí lực của bản thân đã cạn kiệt, tiếp tục nói: "Âm Thiên Tử cũng biết bởi vì hắn không cứu Hạo Thiên Tôn nên bị Hạo Thiên Tôn ghi hận, mà phương pháp loại bỏ hận ý, chính là bị Hạo Thiên Tôn đánh một trận. Hạo Thiên Tôn đánh hắn, cũng là vì để hắn yên tâm, đánh xong sẽ không ghi hận hắn nữa, Âm Thiên Tử sẽ tiếp tục toàn tâm toàn ý trung thành với Hạo Thiên Tôn, không dám hài lòng." Thái Thủy trong trứng lặng im một lát, thở dài: "Lòng người phức tạp tới vậy ư? Lẽ nào dựa vào sức mạnh vô địch cũng không thể nhất thống thiên hạ à?" Tần Mục thở dài một hơi, chán nản nói: "Hạo Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, chư vị, xin thứ cho ta trong người có thương tích, không thể đa lễ. Vì cứu Hạo Thiên Tôn, ta bị Thái Đế đã thương nặng." Lời vừa nói ra, cả thịnh hội càng thêm yên tĩnh, có thần nhân đang ăn thịt, thịt đặt bên miệng cũng quên nhai. Đột nhiên có người bị sặc, liên tục ho khan, ngay sau đó thấy ánh mắt các vị chư thần tham dự thịnh yến đồng loạt nhìn hắn, người kia cố nén ho khan, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hạo Thiên Tôn phá vỡ sự im lặng, thở hổn hển nói: "May có Mục Thiên Tôn ra tay cứu giúp, bằng không hậu quả khó lường, chỉ sợ ta sẽ chết trong tay Thái Đế." Tần Mục uể oải nói: "Người tốt sẽ được trời giúp, Hạo Thiên Tôn không giống người chết yểu. Ta phải dùng toàn lực mới có thể ngăn cản Thái Đế, cứu được tính mạng Thiên Tôn." Hạo Thiên Tôn thở yếu ớt, nói: "Liên lụy đạo huynh, ta áy náy vô cùng, không thể báo đáp, sau này có đầu rơi máu chảy cũng nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp huynh." Tần Mục kích động đỏ bừng mặt: "Quá lời rồi, quá lời rồi." Hạo Thiên Tôn là người đứng đầu nắm giữ xã tắc Thiên Đình, nghĩ về xã tắc Thiên Đình, ta sao có thể không dũng cảm quên mình cứu giúp. Tất cả thần tướng, Thiên Tôn ngồi đây liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Tần Mục và Hạo Thiên Tôn cùng lúc ho khan kịch liệt, dáng vẻ giống như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng không được tốt, lúc này cũng bắt đầu ho khan. Bốn vị Thiên Tôn đều bị trọng thương, thật sự là thời buổi rối loạn. Có người thấp giọng nói, tinh thần Tần Mục phấn khởi, lớn tiếng nói: "Ngươi nói sai rồi. Vô Ưu Hương,
Tần lão tặc Tần Nghiệp và lão thái bà Lãng Uyển cũng bị trọng thương. Lúc này chính là thời cơ tốt để các binh sĩ dũng mãnh của Thiên Đình kiến công lập nghiệp. Ta tình nguyện dùng thân thể tàn phế này đích thân dẫn binh ra trận, tự tay giao nộp thủ cấp của lão tặc Tần Nghiệp, báo đáp Thiên Đình. Dứt lời, lại kịch liệt ho khan. Tứ đại thiên vương, tứ đại thiên sư và tứ đế từng người ho khan liên tục. Bạch Ngọc Quỳnh thở dài, bệnh ho khan này có thể truyền nhiễm giống như. Hỏa Thiên Tôn Ân Cần nói, Hạo huynh, thương thế của ngươi có nặng không? Ta và Hư Thiên Tôn đi cứu viện trước, không ngờ lại gặp Khai Hoàng và Lãng Uyển cũng muốn giết ngươi, không kịp tới bảo vệ đạo huynh, chưa chết được. Sắc mặt Hạo Thiên Tôn trắng bệch, không mặn không nhạt nói, ta may mắn vẫn còn sống sót, vốn dĩ không muốn kinh động đến các vị, bắt đầu ẩn cư an dưỡng, không ngờ trong thiên đình ta lại có kẻ ăn cây táo rào cây sung, thừa dịp ta đang dưỡng thương dám mưu hại ta. Khà khà, thật sự là tính toán quá hay, trong lòng mọi người nghiêm nghị, ánh mắt đều nhìn vào Tần Mục. Tần Mục giả vờ không thấy, gấp thức ăn trên bàn đưa vào trong miệng. Về phần Bạch Ngọc Quỳnh, Tịch Thiên Quân và Xích Đế Tề Hạ Du, tuy mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ. Hôm đó tập kích trong sơn cốc tối tăm ở ma vực Thái Hư giết Hạo Thiên Tôn, ba người bọn họ cũng ở đó, từng người ra tay, không biết Hạo Thiên Tôn có tìm ra đầu mối nào không. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn rất bình tĩnh, Hư Thiên Tôn nói, Hạo huynh có biết kẻ ra tay mưu hại ngươi là ai không? Làm sao Hạo Thiên Tôn có thể nói ra? Chỉ ra đám người Tịch Thiên Quân thì đồng nghĩa với việc ép Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn động thủ, giết chết hắn ngay bây giờ, đương nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Người giết ta đã ẩn đi thân phận thật, Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, có lẽ sau này sẽ tra ra sơ sót của bọn họ. Có điều hiện tại thương thế của ta rất nặng, không rảnh hỏi đến việc này. Tần Mục đột nhiên buông đũa, kinh ngạc nói, lúc ta cứu Hạo huynh, cũng là ở ma vực Thái Hư, nhận ra nghịch tặc mưu hại Hạo huynh, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt nhìn về hắn. Ánh mắt Tần Mục nhìn về phía thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy, sắc mặt Mạnh Vân Quy trắng bệch, vội vàng rụt đầu. Ánh mắt Tần Mục dời đi từ trên người hắn, nhìn về phía thiên sư thứ tư Chúc Thiếu Bình, sắc mặt Chúc Thiếu Bình xám xịt lại. Tần Mục cười tủm tỉm nhìn về phía các thiên vương thiên sư khác, tim của đám người đó thót lên trên cổ họng. Thần tướng có thể đứng phía trên hàng thịnh hội, tất cả đều là cảnh giới lăng tiêu, vậy mà giờ phút này đều câm như hến, không người nào to gan dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thái Thủy trong trứng trốn ở con mắt thứ ba trên ấn đường Tần Mục không khỏi khen ngợi, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tâm cơ và thủ đoạn này đều tuyệt đỉnh. Mục Thiên Tôn tuổi tác tuy nhỏ, bản lĩnh không cao, nhưng lại không thể khinh thường. Đột nhiên ánh mắt Tần Mục nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn, hai con ngươi Hỏa Thiên Tôn như lửa, thấy hắn không nói câu nào. Ha 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 ha, Tần Mục vỗ tay cười to, nói, bên trong ma vực Thái Hư quá tối, ta không nhìn rõ khuôn mặt của bọn chúng, không dám nói bừa. Đám người lần lượt thở vào nhẹ nhõm, từng người vụng trộm quay đầu lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Hạo Thiên Tôn liếc Tần Mục một cái, lạnh nhạt nói, Mục Thiên Tôn không biết kẻ ám sát ta là ai, chẳng qua có người ăn cây táo rào cây sung, khó thoát khỏi tai mắt của ta. Hắn thở dốc một hơi, trầm giọng nói, Âm Triêu Cận. Sắc mặt Âm Thiên Tử trắng bệch, từ chỗ ngồi đứng dậy, không người nói, Thiên Tôn có gì chỉ giáo. Hạo Thiên Tôn đập bàn, lạnh lùng nói, ác tặc thừa dịp ta bị thương nặng, truy sát ta 600.000 dặm, đến trước Minh Thành của ngươi, vì sao ngươi không cứu? Âm Thiên Tử vặn cổ một cái, phản kháng nói, thần không thể cứu. Thần nắm giữ đại quân Bắc Thiên Minh Đô, tọa trấn U Đô Thái Hư, binh gia trọng địa, có tặc nhân Diêm La Vương Tần Phượng Thanh dẫn đầu đại quân đến đánh, nếu như U Đô Thái Hư thất thủ, toàn bộ tướng sĩ thiên đình ở vùng đất Thái Hư sẽ chết dưới đao của giặc. Đừng nói là Thiên Tôn mà ngay cả Thiên Đế, thần cũng tuyệt đối không thể cứu. Láo xược, Hạo Thiên Tôn tức đến run người, đập bàn gầm thét, cổ họng ngòn ngọt như muốn phun một nguồn máu ra ngoài, nhưng lại bị hắn nuốt trở về. Cổ Âm Thiên Tử cứng nhắc nói, thần nhận lệnh trấn thủ U Đô Thái Hư, tất nhiên phải lấy đại cục làm trọng. Nếu Thiên Tôn bụng dạ, hẹp hòi, ghi hận việc này, vậy hãy bẩm lên Thiên Đế bệ hạ, xin bệ hạ định đoạt. Còn nếu Thiên Tôn muốn trị tội ta ở đây, Triêu Cận không phục. Hạo Thiên Tôn không nuốt trôi cục tức này, giơ tay lên đánh một chưởng, ầm, trời đất biến sắc, gió mây cuồn cuộn, không gian vỡ nứt. Một chưởng này của Hạo Thiên Tôn đại khí bàn bạc, một tay chìa ra giống cổ thần Thiên Đế năm đó một chưởng đánh thổ bá về U Đô, một chưởng phá tan khí phách của Cung Vân Thần Vương. Âm Thiên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, Thiên Môn Minh Đô dựng lên phía sau hắn, chấn động trấn áp xung quanh. Áo quần hắn tung bay phất phới, mũ trên đỉnh đầu nổ tung, gió mạnh mẽ kéo tóc dài bay về phía sau. Thần sẽ không ngồi chờ chết. Âm Thiên Tử gào thét liên tục, bốn tòa thiên cung sau lưng ầm ầm vọt lên. Bên trong Thiên Môn Minh Đô cũng hiện ra bốn tòa thiên cung, hình thành dị tượng tám tòa thiên cung.
Âm Thiên Tử khí thế tăng vọt, nghênh tiếp một chưởng này của Hạo Thiên Tôn, nghiêm túc nói, Hạo Thiên Tôn, ngươi bị thương nặng, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn đánh bại ta. Lật đổ ngươi, Âm Mổ, ta lên làm Âm Thiên Tôn. Tần Mục hít mắt bưng chén rượu lên uống, thần thức truyền âm với Thái Thủy Chi Noãn, hỏi, Thái Tố ra tay à? Thái Thủy trong trứng nói, không sai. Thực lực bây giờ của Hạo Thiên Tôn còn chưa mạnh mẽ, nhiều nhất hắn mới chỉ khôi phục được 9 tòa thiên cung. Có điều một chưởng này của hắn giống như là có thực lực của 18 tòa thiên cung, quả nhiên là Thái Tố trong bóng tối giúp đỡ hắn. Hạo Thiên Tôn hạ một chưởng này xuống, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ phía trước tòa đại điện bị hất bay, nhất đạo đại thủ in dài tới mấy ngàn dặm, đánh bay Âm Thiên Tử và đám người ở Thiên Môn Minh Đô. Thịnh yến trong điện, tất cả thần tướng và thiên tôn cũng không khỏi sợ hãi. Hạo Thiên Tôn thu tay lại, ốm yếu nói, thương thế của ta quá nặng, không thể đánh chết tên này. Trong điện bỗng dưng tĩnh lặng, Tần Mục cắn đũa, vỗ tay khen, ồm ồm nói, đánh hay lắm. Nếu không phải ta cũng bị thương nặng, nhất định cũng muốn ra tay đánh tên Âm Thiên Tử này. Hạo Thiên Tôn lại liếc mắt, nhìn hắn một cái, kiềm chế tức giận vì bị hắn đoạt mất danh tiếng, nâng chén nói, hắn không đáng để ngươi tức giận. Chư vị, ta kính chư vị một ly, hai thiên tôn, tam đế, bốn thiên sư, bốn thiên vương và chư tướng không dám nói lời nào, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hạo Thiên Tôn đặt chén rượu xuống, bên ngoài bay tới một vệt hồng quang, Âm Thiên Tử máu me khắp người quỳ xuống đất, vừa lết vừa bò, lấm lem máu bò vào thịnh yến trong điện, nức nở nói, Triêu Cận biết sai rồi. Xin Thiên Tôn thứ tội, Hạo Thiên Tôn hừ một tiếng, Hỏa Thiên Tôn bưng chén rượu tiến lên, nhét vào trong tay Âm Thiên Tử, hòa nhã nói, Minh Đế, ngươi kính Hạo Huynh một ly tạ tội. Hạo Huynh, Âm lão đệ thân mang trọng trách, Huynh đừng để tâm nữa, sắc mặt Hạo Thiên Tôn hơi hòa hoãn. Âm Thiên Tử quỳ nâng chén tiến lên, vẻ mặt Hạo Thiên Tôn trầm xuống, nâng chén rượu lên, nói, được rồi, ta biết ngươi còn có chức trách, không cứu ta mới là đúng lý, ta không trách ngươi. Đứng lên đi, dứt lời, một hơi uống sạch rượu trong chén, Âm Thiên Tử gào khóc, quỳ lạy trên mặt đất, không muốn đứng dậy. Hạo Thiên Tôn cũng không nhịn được cảm động, đứng dậy, tiến lên dìu hắn, rơi lệ nói, ngươi là huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử, sở dĩ ta buồn bực vì giao tình giữa hai chúng ta. Ngươi lại thấy chết không cứu, có điều hiện tại ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta không nên đánh ngươi bị thương. Âm Thiên Tử nức nở nói, những lời nóng giận ta nói khi nãy, Thiên Tôn đừng để trong lòng. Hai người đỡ nhau, từng người ngồi vào chỗ của mình, chư thần ở đó thi nhau lau nước mắt. Hay, Tần Mục lại ha hả cười, đứng dậy vỗ tay khen ngợi, hai vị khóc thật khiến đất trời cảm động, truyền ra ngoài sẽ trở thành một đoạn giai thoại của thiên đình ta. Vẻ mặt Hạo Thiên Tôn và Âm Thiên Tử đen lại, cố nén cảm giác muốn giết chết hắn ngay lập tức, sao tên Mục Thiên Tôn này còn chưa chết, chuyện này ngoại trừ Tần Mục ra, tất cả mọi người đều trong tình trạng không vui vẻ gì, có vài người trong tình trạng hãi hùng khiếp vía, có vài người lại kinh hồn bạc vía, còn có vài người thì tràn đầy lửa giận. Tuy nhiên, tình cảnh này cứ thế tiếp tục diễn ra, Tần Mục đề nghị hắn dẫn binh tiến đánh Vô Ưu Hương nhưng lại bị các tướng sĩ hợp lực đè xuống, rối rít nói, Thiên Tôn có thương tích trong người, phải ở lại điều dưỡng. Nghỉ ngơi kẻo bị vết thương ảnh hưởng lúc ra chiến trường rồi bị chết oan chết uổng ở đó, Tần Mục đành phải từ bỏ. Hỏa Thiên Tôn muốn để Tần Mục ra chiến trường để những thần nhân mà hắn bồi dưỡng ra tay diệt trừ Tần Mục, nhưng các tướng sĩ kia đều tận lực áp chế Tần Mục không cho hắn dẫn binh ra trận, cộng thêm Tần Mục ho khan liên tục, nói mình bị trọng thương, vì vậy hắn không tiện nhắc tới chuyện để Tần Mục ra chiến trường chịu chết nữa. Yến hội kết thúc, Tần Mục ở lại dưỡng thương, còn thiên đình thì chia binh ra ngoài, diệt trừ các thi hành giả và tâm ma trải rộng khắp nơi, ổn định hậu phương. Ngay sau đó lập tức có một tin tức truyền đến, tặc nhân ở U Đô Thái Hư và vùng đất Thái Hư thu nhỏ thế, lực, an phận ở một góc, trốn trong một xó xỉnh nào đó ở phía đông của vùng đất Thái Hư. Tần Mục lặng lẽ tìm đến Bạch Ngọc Quỳnh để hỏi thăm nàng Việt Lam Ngự Điền có xuất quan hay không. Bạch Ngọc Quỳnh bị Hạo Thiên Tôn đánh trọng thương, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, nói, Lam đệ, Ngự Thiên Tôn còn đang nhập đạo. Hắn vẫn ở trong lồng đèn của Nguyệt Sư, chưa đi ra ngoài. Nàng lấy lồng đèn của Nguyệt Thiên Tôn ra, mở cửa nhỏ trên lồng đèn rồi nhìn vào bên trong, sau đó không khỏi sững sờ. Bên trong lồng đèn rỗng tuếch, Lam Ngự Điền không cánh mà bay. Hai người nhìn lồng đèn mà toát mồ hôi lạnh, Bạch Ngọc Quỳnh nức nở nói, hắn chạy ra ngoài lúc nào vậy? Hắn chạy đi đâu rồi? Trán Tần Mục nổi đầy gân xanh, trầm giọng nói, trước tiên ngươi đừng hoảng hốt, cũng để cho người khác biết chuyện này, chúng ta tìm kiếm xung quanh xem sao. Hai người vội vàng tìm kiếm khắp nơi, lật tung cả phủ đệ của Bạch Ngọc Quỳnh lên, thế nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lam Ngự Điền. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi hạ nhân trong phủ thì nghe bọn họ nói, lúc thiên sư bế quan,
có một vị tiểu ca nói hắn là đệ đệ của thiên sư, cho nên để hắn đi ra ngoài rồi. Tần Mục hoảng hốt, nói, có manh mối là tốt rồi, chứng tỏ hắn vẫn còn ở Tây Lạc thần thành của ngươi. Hai người lục soát khắp thành cũng không thể tìm được Lam Ngự Điền. Một vị tướng sĩ nói, vị thần nhân này đã thương mấy vị huynh đệ, mang theo vài người rời khỏi thành rồi. Trán của Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh nổi đầy gân xanh, hai người đều biết trên người Lam Ngự Điền có một loại lực hấp dẫn vô hình, những người có lòng cầu đạo quá nặng sẽ dễ dàng bị hắn thu hút, không ngờ hắn vừa mới xuất quan đã bắt cóc một đám người. Bạch Ngọc Quỳnh hỏi, hắn đã bắt bao nhiêu tướng sĩ của ta? Vị thần nhân kia nói, lúc đầu chỉ có hơn 10 người đi theo hắn, nhưng sau khi rời khỏi thành thì có gần 100 người đi theo hắn. Bạch Ngọc Quỳnh đang nghe truyện trên TV audio CV giận dữ, vì sao lại không thông báo cho ta? Thiên sư đi dự tiệc. Bạch Ngọc Quỳnh bất đắc dĩ, Tần Mục an ủi nói, có 100 người đi theo hắn thì mục tiêu rất lớn, lần này chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra hắn mà thôi. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu liên tục. Hai người lần theo dấu chân của 100 vị thần chỉ thì thấy Lam Ngự Điền đã chạy tới nơi ở của Thiên Tôn. Nguy rồi, trán Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh đổ mồ hôi lạnh liên tục, bọn họ điên cuồng đuổi theo thì thấy đoàn người Lam Ngự Điền đột nhiên bẻ hướng bên ngoài nơi ở của Thiên Tôn, không ngờ đám người này lại không đến nơi ở của Thiên Tôn. Tần Mục vui mừng, cười nói, hắn lại lạc đường. Bạch Ngọc Quỳnh cười nói, vốn dĩ hắn không biết đường. Hai người chạy tới, dựa theo dấu chân mà đám người Lam Ngự Điền để lại thì thấy người đi theo Lam Ngự Điền càng ngày càng nhiều, lúc trước chỉ có khoảng 100 người, hiện tại đã lên tới hàng ngàn người. Trên đường đi, bọn họ còn gặp được một số thần nhân bị lạc đội ở phía sau. Tần Mục hỏi thăm một phen thì vị thần nhân kia nói, ta cũng không hiểu tại sao ta lại đi theo hắn, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà đi thôi, lúc đi theo hắn, ta chỉ cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ, lắng nghe đạo âm, nghe hắn truyền đạo, vừa vui vẻ lại vừa bình thản. Tần Mục nói, vậy vì sao ngươi lại tụt lại phía sau? Vị thần nhân kia nói, ta đi theo bọn họ hồi lâu, đột nhiên tỉnh lại mới phát hiện bản thân đến nơi này, ta thấy hắn dùng yêu thuật mê hoặc bọn ta, bởi vậy nên ta cũng không dám tiếp tục đi theo. Bạch Ngọc Quỳnh không hiện thân, nàng trốn sâu trong không gian, nói với Tần Mục, ngươi hỏi hắn, hắn đi theo người kia nghe nhiều như vậy, hắn có cảm thấy đó là yêu thuật không? Tần Mục hỏi thăm thì vị thần nhân kia mê mang lắc đầu, nói, không phải là yêu thuật mà trái lại, ta còn cảm thấy mình lĩnh ngộ được rất nhiều điều hay, có những thứ trước kia ta không hiểu thì lúc này, mọi thứ đều sáng tỏ thông suốt, nhưng mọi chuyện càng như vậy, ta càng cảm thấy sợ hãi, càng không dám đi theo. Đây là một người không có duyên phận, Bạch Ngọc Quỳnh nói với Tần Mục. Tần Mục gật đầu rồi tiếp tục lần theo dấu chân mà đám người Lam Ngự Điền để lại, trên đường cũng thỉnh thoảng gặp phải một số thần nhân bị tụt lại phía sau. Những thần nhân này cũng có nghi hoặc giống với vị thần nhân vừa rồi nên không tiếp tục đi theo Lam Ngự Điền. Ven đường có rất nhiều tháp canh của thiên đình, rất nhiều tiền đồn trống rỗng đều do Lam Ngự Điền dẫn người đi mất. Đám người Tần Mục gặp phải những thần nhân mê mang trên đường đi, có người thì ngơ ngác ngồi bên cạnh hồ nước, có người thì nằm dưới bóng cây, có người ôm đầu, vắt trán suy nghĩ, có người thì trong miệng thì thào vài lời, thậm chí còn có người nằm trên mặt đất ngủ say như chết, rồi cũng có người dự định rời khỏi Thái Hư về nhà. Tần Mục và Bạch Ngọc Quỳnh quay sang nhìn nhau, những người bị tụt lại phía sau giống như những linh hồn gặp phải chấn động quá lớn, bọn họ không còn tỉnh táo nữa. Dựa theo dấu chân mà đám người Lam Ngự Điền để lại, những thần nhân thiên đình đi theo hắn đã lên tới 3.000 người. Tần Mục đột nhiên thở dài, trầm giọng nói, lập giáo, lập ngôn, lập công, tam lập thành thánh. Trong lúc vô tình, Lam Ngự Điền đã làm được lập giáo lập ngôn, tam lập thành thánh của hắn chỉ còn cách thiên thánh giáo của ta một bước ngắn nữa thôi. Nếu hắn có thể khai sáng ra công pháp mang lại lợi ích cho chúng sinh, cải cách hệ thống công pháp thần thông thiên hạ, lập công, hắn cũng làm được. Bạch Ngọc Quỳnh không hiểu rõ cảm xúc của hắn. Với tư cách là giáo chủ của thiên thánh giáo có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với Tần Mục. Trên cơ bản, lập giáo lập ngôn lập công, tam lập thành thánh là quy tắc tiêu chuẩn, là mục tiêu mà Tần Mục theo đuổi cả đời. Thật ra, thiên thánh giáo có rất nhiều giáo chủ, nhưng chưa ai làm được đến bước này. Tiều Phu là người sáng lập ra tam lập thành thánh, nhưng hắn cũng không làm được tam lập, hắn muốn sáng tạo ra một đại đạo hậu thiên thành pháp môn của thần thánh. Nhưng mục tiêu hắn đặt ra quá lớn, hắn muốn tạo thành 360 đường, 360 loại đại đạo, vì vậy hắn muốn tu thành một hệ thống hậu thiên thiên đình hoành tráng, hùng vĩ không gì sánh được, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Hắn bị lý tưởng của mình vây khốn ở cảnh giới giao đài, trảm thần đài trở thành giới hạn mà cả đời hắn không thể vượt qua. Tổ sư Khai Sơn Ngụy Tùy Phong của Thiên Thánh Giáo cũng không làm được, hắn học tập tư tưởng Tiều Phu, lập giáo lập ngôn, hắn muốn lập công, hắn muốn vạch trần bí ẩn lịch sử, giải quyết bản chất thay đổi của một triều đại, diệt trừ thiên đình vực ngoại, trả cho trời đất một công đạo. Đây là một công lao to lớn, công đức to lớn, nhưng mục tiêu của hắn cũng quá lớn,
hắn trở thành Vân La Đế, thân phận bại lộ nên bị bắt, bị đưa tới Trầm Giang. Nếu không được Tần Mục cứu, chỉ sợ giờ phút này hắn còn đang luân hồi trên quỷ thuyền. Tần Mục lấy Diên Khang Quốc là giáo, lấy biến pháp cải cách là ngôn, muốn nghịch hành phạt thiên, lật đổ thiên đình, lấy đó làm công lao công đức, tam lập thành thánh. Hắn còn muốn thay đổi đạo pháp thần thông thiên hạ, thay đổi hệ thống tu luyện thiên hạ, để đạo pháp thần thông tiến bộ thì hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Nhưng Diên Khang kiếp bạo phát, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi nó mà tan nát, đụng đầu đến mức đổ máu, đến nay, hắn vẫn vì hai mục tiêu này mà bôn ba vất vả. Nhìn qua lịch sử trăm vạn năm từ Long Hán đến nay, những người chân chính làm được lập công lập ngôn lập giáo, tam lập thành thánh cũng chỉ có công lao của chính người hợp lại với nhau, chỉ những người đó mới xứng với danh hiệu thánh nhân. Chính người này chính là chính thiên tôn của Long Hán, Ngự, Hạo, Lăng, Hỏa, Nguyệt, U, Vân, Tần, Mục, bọn họ khai sáng hệ thống thiên cung thần tàng, khai sáng hệ thống đạo cảnh, công lao của chính người tính gộp lại mới xứng đáng được gọi là thánh nhân. Nhưng nếu tách riêng công lao của chính người bọn họ thì danh xưng thánh nhân này cách bọn họ rất xa. Hiện tại xem ra, người đầu tiên có khả năng trở thành thánh nhân chính là Lam Ngự Điền. Tần Mục nhìn theo hướng Lam Ngự Điền mang theo 3.000 đệ tử của hắn, trùng trùng điệp điệp đi ở. Phía xa, những thần nhân mù đường đi theo sự chỉ dẫn của Lam Ngự Điền, chạy tới lãnh địa Vô Ưu Hương. Lam Ngự Điền không phải là Ngự Thiên Tôn, chắc hắn cũng giống như ta, là ý thức thứ hai trong cơ thể của Ngự Thiên Tôn sinh ra, một người thuần túy, vì đạo mà sinh ra. Trên mặt Tần Mục lộ ra nụ cười hiền từ của một người cha, xem như hắn dẫn đường cho Lam Ngự Điền, là một người có hoàn cảnh tương tự với Lam Ngự Điền, hắn rất vui mừng. Cuối cùng Lam Ngự Điền cũng trưởng thành. Bạch Thiên Sư, đột nhiên ta đã hiểu vì sao ngươi không muốn trở thành Nam Đế Chu Tước. Tần Mục xoay người lại, cười nói, tình cảnh của ta và ngươi giống nhau, cũng giống với Lam Ngự Điền. Sau này, ta sẽ không ép buộc ngươi trở thành Nam Đế nữa. Chúng ta trở về đi. Bạch Ngọc Quỳnh ngạc nhiên, bọn họ sắp muốn đuổi kịp Lam Ngự Điền rồi, tại sao hắn lại muốn quay về? Ngự Thiên Tôn hắn đã không còn là Ngự Thiên Tôn nữa rồi, giống như ta không phải là Tần Phượng Thanh, cũng giống như ngươi không phải là Nam Đế. Tần Mục cười nói, chúng ta đều là những sinh mệnh độc lập, có ý thức, tư duy của riêng mình. Tương lai, ta sẽ tái tạo một thân thể vì ký ức của Ngự Thiên Tôn, Lam Ngự Điền cũng sẽ trả hồn phách của hắn cho Ngự Thiên Tôn. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh, nói, ta cũng sẽ tái tạo một thân thể khác vì ngươi, nặng lại thần hồn, thay thế cho thần hồn của Nam Đế. Bạch Ngọc Quỳnh như trút được gánh nặng, cười nói, bây giờ ngươi mới đúng là Thiên Tôn. Tần Mục bật cười nói, giờ ta mới là Thiên Tôn. Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, trước kia ta không phải là Thiên Tôn? Bạch Thiên Sư, nếu vậy, ngươi thấy ta so với 10 Thiên Tôn của Thiên Đình thì thế nào? Bạch Ngọc Quỳnh chân thành nói, nếu xét về bản lĩnh thì vượt xa ngươi, nhưng xét về phong thái thì thua kém ngươi rất nhiều. Tần Mục cười ha ha, chẳng trách con rồng mập lúc nào cũng thích vẫy đuôi, nếu ta có đuôi, ta cũng vênh hẳn lên trời rồi đấy. Bạch Ngọc Quỳnh hé miệng cười, bước nhanh đuổi theo hắn. Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy Lam Ngự Điền Lạc Đường đang mang theo 3.000 đệ tử của hắn đi về. Phía Hồng Quang do Vô Ưu Hương kiến tạo ở vùng đất Thái Hư, nơi đó đã có thần nhân dẫn đầu thiên quân vạn mã chạy đến. Tần Mục trở lại Tây Lạc Thần Thành, nhưng không tái tạo thân thể cho Bạch Ngọc Quỳnh ngay lập tức mà hắn nặng lại thần hồn. Hắn nói, ta có thể làm được việc nặng lại thần hồn, mà nặng lại thân thể, ta cũng có thể làm được, nhưng dùng tiềm thức để tạo nên một thân thể sẽ tồn tại nhược điểm rất lớn. Dùng đại đạo tạo hóa để sáng tạo nên thân thể thì thân thể lại là phàm thai, suy cho cùng, dùng thần khí tạo hóa vẫn là biện pháp tốt nhất. Hai mắt Bạch Ngọc Quỳnh sáng rực, nói, trong thiên đình có thần khí tạo hóa. Tần Mục nhớ tới tạo phụ cung và tạo phụ cung chủ là Thạch Kỳ La mà thấy đau não, hắn thật sự không muốn gặp lại Thạch Kỳ La, nói, ta cũng sẽ chế tạo thần khí tạo hóa, nhưng vấn đề là Diên Khang chưa đủ thiên công. Nếu muốn tạo ra một thân thể giống ngươi y đúc thì phải vẽ số liệu thân thể của ngươi. Mặt Bạch Ngọc Quỳnh ửng đỏ, nói, cái này để ta tự làm. Ta từng đi theo đạo tổ học về thuật số. Tần Mục gật đầu, ân cần nói, số liệu đo rồi vẽ rất phiền phức, nếu ngươi không tiện thì trình độ thuật số của ta cũng không kém lắm, hơn nữa, ta lại tinh thông nhập đạo trong mộng, hẳn là không bao lâu nữa ta sẽ nghiên cứu thân thể của ngươi triệt để ta tự làm. Trán Bạch Ngọc Quỳnh nổi gân xanh, trợn tròn mắt nói. Tần Mục gật đầu nhưng trong lòng không hiểu, nữ hài tử đều là như vậy, ngươi tức giận cái gì? Ngay cả thiên sư cũng không ngoại lệ, hắn lặng yên rời khỏi vùng đất Thái Hư mà không nói cho ai biết. Dù sao thì trong vùng đất Thái Hư có quá nhiều người muốn giết hắn, những người đó chiếm cũng gần nửa giang sơn. Vào lúc này, Lam Ngự Điền cũng đi tới lãnh địa Khai Hoàng. Thương thế của Khai Hoàng chưa lành hẳn, nhưng hắn vẫn xuất quan tự mình nghênh đón, thanh thế long trọng.
Lam Ngự Điền vẫn làm theo ý mình như trước, người Khai Hoàng bội phục nhất là hắn nên hắn được chiêu đãi rất ân cần, nhưng Khai Hoàng lại không tìm thấy hình bóng của Ngự Thiên Tôn từ trên người của tên tiểu mập mạp này. Năm đó sau lần gặp nhau ở Thịnh Hội Giao Trì, Khai Hoàng tâm phục khẩu phục với Ngự Thiên Tôn, cho nên hắn cho rằng Ngự Thiên Tôn còn sống, mà bản thân hắn lại xưng thần ở phương Bắc, không còn giả tâm tranh hùng thiên hạ nữa. Khi đó Ngự Thiên Tôn có phong phạm và phong thái của kẻ đứng đầu thiên hạ, hơn nữa so sánh về thanh thế, vận thế và sự độ lượng của hắn, Khai Hoàng kém xa rất nhiều. Nhưng bây giờ Khai Hoàng không tìm được bất cứ điểm nào tương đồng trên người của nhóc mập mạp này. Hắn chỉ nhìn thấy đạo tâm trong suốt từ trên người của Lam Ngự Điền, nhìn thấy dục vọng tìm kiếm tri thức tràn đầy và lòng hiếu kỳ vô tận. Hiện tại, dường như Lam Ngự Điền và Ngự Thiên Tôn của năm đó là hai người khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng Lam Ngự Điền của hiện tại mập hơn nhiều so với anh tuấn uy phong của Ngự Thiên Tôn năm đó. Hơn nữa, khi Khai Hoàng nói chuyện với Lam Ngự Điền, Lam Ngự Điền không nói gì liên quan đến thiên hạ đại thế mà chỉ nói những đạo ngữ không rõ ý nghĩa, nói những thứ mơ hồ. Nếu để ý kỹ, những điều hắn nói đều là những thứ đạo lý cao thâm về đại đạo, ngay cả Khai Hoàng cũng nghe say sưa. Bệ hạ, ngươi xem, có phải Ngự Thiên Tôn đang giả ngu hay không? Yên Vân Hề quan sát Lam Ngự Điền vài ngày nhưng không tìm ra được thông tin nào có ích, hỏi. Khai Hoàng lắc đầu, thở dài, nói, năm đó Ngự Thiên Tôn có lòng tranh bá thiên hạ, có khát vọng lớn lao, hiện tại, Lam Ngự Điền cũng có lòng cầu đạo, không suy nghĩ chuyện gì khác, là một người thuần khiết như trẻ sơ sinh. Không phải hắn giả ngu mà đó là bản chất của hắn rồi, hắn cũng không ngốc mà trái lại, tất cả trí tuệ của hắn đều được dùng để truy tìm đại đạo cuối cùng. Yên Vân Hề ngơ ngác. Tất cả trí tuệ dùng cho việc cầu đạo, trên đời này, rất ít người có tâm tư thuần khiết như vậy. Mười thiên tôn thông minh, nhưng bọn họ ham mê quyền thế, nửa đời người của bọn họ đều dùng tư duy để nắm giữ quyền hành trong tay. Ngự Thiên Tôn thông minh, nhưng thông minh của hắn dùng vào tích hợp thế lực trong thiên hạ, phát triển chủng tộc hậu thiên. Khai Hoàng dạo bước, không nhanh không chậm nói, ta cũng thông minh, nhưng ta cũng phải cân nhắc giữa thị phi và lựa chọn. Văn Thiên Các thông minh, nhưng hắn lại quan tâm đến cải cách biến pháp. Quan tâm đến dân sinh thiên hạ, Mục Thiên Tôn cũng thông minh, nhưng thông minh của hắn lại dùng để cầu sinh cho dân chúng một con đường sống. Một người thuần khiết như Lam Ngự Điền, không cần nhiều nhưng nhất định phải có. Chỉ có những người như, vậy mới giúp cho thời đại tiến bộ và phát triển được. Yên Vân Hề nhìn Lam Ngự Điền đang tìm hiểu thần thông đạo pháp, truyền đạo cho đệ tử, không ít người từ Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ bị hắn hấp dẫn, bất tri bất giác đi theo hắn, lúc này, đệ tử của hắn đã tới 5.000 người. Yên Vân Hề chần chừ nói, Lam Ngự Điền đi tới chỗ chúng ta cũng nên, kệ hắn đi. Khai Hoàng cười nói, đối với người như hắn muốn tài nguyên gì, cho hắn có yêu cầu gì, thỏa mãn hắn muốn đi đâu, tùy hắn, đừng quản hắn muốn tới thì tới, chúng ta lấy lễ tiếp đón, hắn muốn đi thì đi, chúng ta cũng không cần giữ lại. Yên Vân Hề đồng ý, nói, nếu hắn muốn mang thần nhân Vô Ưu Hương của chúng ta đi, vậy thì để bọn họ đi. Khai Hoàng nói, tương lai, những người này sẽ trở về. Khi trở về, tất cả bọn họ sẽ làm cho chúng ta lau mắt mà nhìn vì những thành tựu phi thường mà họ đạt được. Nếu ta đi được, ta cũng muốn theo Lam Ngự Điền, nhưng ta không đi được. Yên Vân Hề ngạc nhiên, rồi lại quay sang nhìn Lam Ngự Điền, lẩm bẩm, thật là một người kỳ quái. Hắn cũng không kỳ quái, kỳ quái là chúng ta đó Tử Hề. Khai Hoàng cảm khái nói, chúng ta bị phàm trần tục thế ngăn trở, không ung dung tự do bằng hắn, ta hâm mộ hắn. Yên Vân Hề cười nói, ta thì không hâm mộ hắn. Khai Hoàng giật mình, ai cũng giống như hắn thì không còn kẻ yếu nữa, nhưng không ai có thể cũng như hắn được. Yên Vân Hề nói, hắn là một kẻ nghiên cứu cầu đạo, nhưng không phải là một kẻ dẫn dắt chủng tộc. Là một kẻ dẫn dắt chủng tộc thì phải gánh vác trách nhiệm và gánh nặng trên vai càng ngày càng nhiều. Khai Hoàng khuyên nhủ nàng, cười nói, ngươi yên tâm. Mặc dù ta hâm mộ hắn, nhưng ta sẽ không trở thành hắn, ta có trách nhiệm của ta. Loại người như chúng ta xuất hiện để cho người như Lam Ngự Điền chuyên tâm cầu đạo. Tần Mục đi ra khỏi vùng đất Thái Hư, không đi được bao xa thì tới lối vào của Thái Hư. Hắn quay đầu lại nhìn lại thì thấy vùng đất Thái Hư ở ngay dưới chân. Hư không sụp đổ, vùng đất Thái Hư bại lộ trước mặt thiên đình, không thủ được, chỉ có thể dựa vào cầu hư không để kéo dài thời gian, nhưng không biết kéo dài được bao lâu. Nếu đi bộ từ cửa Thái Hư đến thiên đình thì mất vài tháng. Địa hình của Thái Hư đặc thù nên không thể lợi dụng cầu linh năng đối thiên để truyền vật tư. Vì vậy, quân đội thiên đình đến đây phải mất từ nửa năm đến hơn một năm, nhưng đối với thiên tôn thì chỉ mất vỏn vẹn vài ngày đi đường để đánh thẳng tới vùng đất Thái Hư. Đây là một chuyện rất nguy hiểm. Lúc trước Khai Hoàng còn lợi dụng an nguy của thiên đình để uy hiếp những thiên tôn khác, đó là vì khoảng cách từ thiên đình đến vùng đất Thái Hư quá xa, thiên tôn bôn ba qua lại mất rất nhiều thời gian.
Nhưng bây giờ lộ trình rút ngắn đi rất nhiều, lúc nào vùng đất Thái Hư cũng có thể gặp phải nguy cơ bị tiêu diệt, muốn bảo vệ cầu được hư không thì phải có Nguyệt Thiên Tôn. Dù sao thì cầu hư không đối diện ba gian nhà do nàng chế tạo, Tần Mục nhíu mày, thương thế của Nguyệt Thiên Tôn chưa lành, nàng bị gãy hai chân, để nàng đối mặt với hung hiểm như vậy, Tần Mục cũng không đành lòng, có lẽ Thái Thủy có thể chữa trị vết thương của Nguyệt Thiên Tôn. Nhưng chắc chắn điều kiện của Thái Thủy rất khắc nghiệt, đồng thời hiện tại Thái Thủy chưa xuất thế, hắn nhíu mày, cổ thần Thái Thủy đã trở nên vô cùng cẩn thận sau khi bị Thái Sơ Thiên Đế cầm tù tại Chiêu Dương Điện nhiều năm như vậy, đồng thời hắn cũng cực kỳ thế tục, chắc chắn hắn sẽ coi đây là một lời đe dọa mà đưa cho Tần Mục điều kiện không chấp nhận được, muốn khuyên hắn xuất thế chữa thương cho Nguyệt Thiên Tôn, gần như đó là chuyện bất khả thi, thôi thì để ta đến tổ đình một chuyến xem y thuật của dược sư gia gia đối phó được với đạo thương không. Tần Mục hạ quyết tâm, hắn lấy lồng đèn của Nguyệt Thiên Tôn đi về phía thiên đình, nếu dùng lồng đèn này đi thì chỉ mất mấy ngày ngắn ngủi là tới được thiên đình rồi. Trên đường đi tới thiên đình, hắn đột nhiên nghĩ, không biết Thái Đế thế nào rồi. Thái Đế và Hạo Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, thương thế của hắn chắc chắn không nhẹ hơn Hạo Thiên Tôn, thậm chí còn nặng hơn. Tường Thiên Phi cũng bị thương nặng, thương thế không thua gì bản thể của Thái Đế. Trong vùng đất Thái Hư không có chung cực hư không, ngoại giới mới có, sau khi đến ngoại giới, Thái Đế có thể giáng lạc ấn thần thức Đại La Thiên của xuống ở chung cực hư không, thần thức tu vi có thể khôi phục rất nhanh nhưng đạo thương trên người có lẽ không khôi phục được trong thời gian ngắn như vậy. Chờ một chút, Tần Mục nâng cao cảnh giác, vì sao ta lại nghĩ đến Thái Đế? Sự việc xảy ra có nguyên nhân, ý nghĩ trong đầu cũng vậy, thần thức của ta hiện tại thuộc hàng cường giả, ý niệm này bỗng nhiên xuất hiện, chỉ sợ là, khóe mắt hắn giật một nhịp, ngay lập tức, hắn phát hiện mình đã đi chệch hướng lên thiên đình lúc nào không hay, có thể là do ảnh hưởng vô hình đến phán đoán của hắn làm hắn đi chệch hướng tới thiên đình mà không hề hay biết, chỉ có thể là do thần thức tồn tại trên người hắn. Tần Mục quyết định nhanh chóng, thôi thúc lồng đèn Nguyệt Thiên Tôn, vi năng trong lồng đèn bộc phát hóa thành một dây đàn ánh sáng tầm mấy chục dặm, hắn không tu luyện đại đạo không gian như Nguyệt Thiên Tôn, cũng không được Nguyệt Thiên Tôn hay Bạch Ngọc Quỳnh truyền thụ mà chỉ dựa vào bản thân mình mò mẫm, bởi vậy, cho dù là chiều dài hay uy năng của dây đàn ánh sáng thì cũng không thôi thúc được hoành tráng như Bạch Ngọc Quỳnh làm. Sau khi lồng đèn bị kích phát, mi tâm Tần Mục chợt lóe, rắc rắc hai tiếng, hai quan tài của Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân bay ra, rầm rầm hai tiếng, hai quan tài mở ra, thần thức của hắn bộc phát, hai nữ tử cổ thần có dáng dấp hầu giống nhau như đúc đồng loạt cất bước, bước ra khỏi quan tài của mình, vạt áo tung bay, thần quang lưu chuyển, đồng thời hắn dùng thần thức của mình để khống chế hai thần nữ quy khư, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, tuy chiến lực của hai thần nữ quy khư chưa đạt tới cấp độ Thái Sơ Thiên Đế, cũng không bằng Thiên Tông Thổ Bá và Địa Mẫu, nhưng thực lực của các nàng lại cao hơn tứ đế cổ thần. Tần Mục kích phát thần thức để khống chế thân thể của hai tỷ muội đế hậu, mi tâm dựng thẳng, mắt dọc mở to, Thái Thủy chi noãn bay ra, hắn nhấc tay phải lên, trên tay nâng một quả trứng khổng lồ, từ khi hắn tỉnh ngộ, những thứ hắn làm từ nãy tới giờ chỉ trong chớp mắt, dứt khoát gọn gàng. Thái Đế, ra ngoài đàm phán đi. Tần Mục dùng thần thức quét xung quanh, trầm giọng nói, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này cách xa thiên đình, cách xa Thái Hư, cách bầu trời và mặt đất một khoảng vừa vặn không xa không gần. Cho dù là khoảng cách tới thiên đình hay Thái Hư cũng không khác nhau lắm. Khoảng cách này là điểm chính giữa, đủ để Thái Đế phục sát Hạo Thiên Tôn. Thái Đế không để cho Hạo Thiên Tôn chạy ra khỏi Thái Hư, cũng không để cho hắn chạy ra khỏi vùng đất Thái Hư. Hiện tại, khoảng cách Tần Mục đang đứng đủ để hắn không trốn về Thái Hư được, nhưng cũng không cách nào trốn về thiên đình được. Tần Mục phát ra thanh âm một lúc lâu nhưng cũng không có tiếng vọng lại trả lời. Tần Mục cười lạnh, hắn đang muốn để tỷ muội đế hậu nương nương hộ tống đi tới thiên đình thì đột nhiên trong không gian tối tăm truyền đến một tiếng khóc khiến người ta sởn tóc gáy, bên cạnh đó còn có tiếng nhạc bi ai truyền đến. Thái Đế, ngươi đi ra gặp ta trực tiếp là được mà, sao phải giả thần giả quỷ? Tần Mục cười, trong không gian tối tăm có một vệt sáng truyền đến, ánh sáng càng ngày càng gần, một số nam nữ mặc quần áo sặc sỡ khiêng một quan tài cất bước phi hành trên bầu trời. Những nam nữ kia bôi son trắc phấn trên mặt, khuôn mặt trắng bóc như tuyết nhưng trên má lại bôi các đốm nhỏ màu đen, ánh mắt không có hồn, tròng mắt không có đồng tử, tất cả đều là màu trắng. Còn một số nam nữ mặc xiêm y màu xanh thổi loa kèn, thanh nhạc thê lương thảm thiết làm cho người nghe cảm giác rưng rưng rơi lệ. Đây là một đội ngũ đưa tang. Trong vũ trụ mênh mông, ngay cả ngôi sao cũng không có, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ đưa tang như vậy, trang phục quái dị như thế, không khỏi làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mục Thiên Tôn, ngươi nhìn xem, trên quan tài kia viết danh hào của ngươi, giọng nói của Thái Thủy chi noãn truyền đến. Tần Mục cười lạnh, cất cao giọng nói, Thái Đế, ngươi không làm gì được ta nên làm những thứ này đấy à,
ngươi cũng thật là chế nhạo ta quá đấy. Nếu ngươi muốn quan tài, ta có hai cái, tất cả đều là quan tài cực phẩm thượng hạng. Đội ngũ đưa tang kia dừng lại, một đám nam nữ hình thù kỳ quái nhao nhao quay đầu lại, nhìn hắn, đồng thanh nói, hai quan tài của ngươi chôn cất tỉ muội đế hậu, là quan tài đã có chủ, còn quan tài của bọn ta để, chuẩn bị chôn cất một thiên tôn. Tần Mục cười ha ha, thái đế, đừng giả thần giả quỷ nữa. Mau mau hiện thân, Mục Thiên Tôn, ta đã hiện thân từ sớm nhưng ngươi không phát hiện ra mà thôi. Một giọng nói hùng vĩ vang lên, lúc này, Tần Mục mới nhìn thấy một bóng đen vô cùng khổng lồ ngồi trong không gian tối tăm phía trước, bởi vì trong không gian không có tinh quang, không thể chiếu sáng bóng đen kia. Bóng đen khổng lồ vô cùng kia ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, trên cổ không có đầu. Đột nhiên hai chân Tần Mục run rẩy, hắn cúi đầu nhìn lại thì thấy dưới chân cũng có một bóng đen, vân tay phập phồng giống như núi non, kéo dài ra xa. Đây là một bàn tay duy nhất của Thái Đế. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bị dẫn dụ đến trước mặt Thái Đế, đi đi lại lại trong lòng bàn tay Thái Đế. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn đàm phán. Đàm phán cái gì? Thân hình không đầu của Thái Đế truyền đến thanh âm vang dội. Người khổng lồ này ngồi trong không trung, tuy không có đầu, thiếu một cánh tay, trên người chồng chất vết thương nhưng vẫn còn sống, vẫn mạnh mẽ như trước. Chỉ cần ký thác vào chung cực hư không thì thần thức Đại La Thiên vẫn còn ở đây, hắn sẽ không bao giờ tử vong. Giọng nói của hắn tràn ngập lạnh lùng và châm chọc. Mục Thiên Tôn, đừng quên, ngươi đã đồng ý với ta, ngăn chặn Hạo Thiên Tôn, ta đã làm được, ngươi cũng nên trả lại Nguyên Thạch Thái Sơ cho ta, trả lại. Ta cho ngươi sống, không trả. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tần Mục hơi chột dạ, mặc dù hắn nghĩ tới đủ loại tình huống khi đối mặt với Thái Đế đòi Nguyên Thạch Thái Sơ, thậm chí còn nghĩ ra đủ loại kế sách đối phó, nhưng thật sự đối mặt với vị bá chủ vô địch thời kỳ thái cổ này, hắn vẫn có chút chột dạ. Thái Đế, ta và ngươi có giao ước ngăn cản Hạo Thiên Tôn, không để cho Hạo Thiên Tôn đáp xuống Thái Hư. Ngươi làm được chưa? Tần Mục ngẩng đầu lên nhìn thân hình không đầu của Thái Đế, cất cao giọng nói, ngươi không làm được. Giờ phút này Hạo Thiên Tôn vẫn còn sống êm đẹp ở vùng đất Thái Hư, tọa trấn ở đó, cực kỳ khoái hoạt. Ngươi không hoàn thành giao ước mà còn dám đòi Nguyên Thạch Thái Sơ sao? Thái Đế lạnh lùng nói, ta làm Hạo Thiên Tôn trọng thương. Thương thế của hắn trong mười mấy vạn năm không lành lại được, hiện tại hắn chỉ là một tên phế nhân, hắn tọa trấn vùng đất Thái Hư cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Mặc kệ kết quả như thế nào, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, mau đưa Nguyên Thạch Thái Sơ cho ta. Tần Mục cười lạnh, hắn được cổ thần Thái Tố cứu, giờ phút này đã khôi phục chính tòa thiên cung, ngươi dám nói hắn là một phế nhân. Ngươi không làm đúng hứa hẹn, ta cho ngươi vào hòm ngay bây giờ, ngươi tin không? Thái Đế lạnh lùng nói. Thái Tố xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn. Ta đáp ứng ngươi, ta đã làm được, giờ ngươi lại muốn đổi ý, ta chôn ngươi bây giờ, ta lấy lại Nguyên Thạch từ thi thể ngươi dễ hơn đánh một trận với Hạo Thiên Tôn ngàn vạn lần. Tần Mục lấy trâm cài tóc Lăng Thiên Tôn ra, cười ha ha nói, Thái Đế, ngươi đừng quên, thần thông của Lăng Thiên Tôn kìm hãm được bản lĩnh của ngươi. Muốn thì ta và ngươi đồng quy vu tận, đồng quy vu tận. Ha ha ha, Mục Thiên Tôn, ngươi quá coi trọng bản thân. Cũng quá coi trọng Lăng Thiên Tôn. Giọng nói vang lên từ trong lồng ngực của Thái Đế, thản nhiên nói, trong tầm nhìn hạn hẹp của ngươi, ngươi nghĩ rằng thần thông của Lăng Thiên Tôn có thể kiềm chế được ta sao? Ngươi học được thần thông của Lăng Thiên Tôn thì may ra ngươi còn cò kè mặt cả được với ta. Hay ngươi cho rằng dựa vào một cổ thần noãn, ngươi lập tức có chỗ dựa để ngươi nói chuyện vui vẻ với ta? Ngươi sai rồi. Lúc này, người khổng lồ đứng dậy, bàn tay nâng Tần Mục lên, nâng Thái Thủy Chi Noãn và thân thể tỷ muội đế hậu và đội ngũ đưa tang, chậm rãi đi đi lại lại giữa vũ trụ mênh mông. Ngươi lầm to rồi, không chỉ ngươi, Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn đều sai. Bước chân của hắn rất lớn, vận tốc còn nhanh hơn vận hành tinh thần nhiều, không trung bị chân dẫm lên không ngừng sụp đổ tan rã, anh hùng ngày xưa nay còn đâu? Đều là ảo ảnh trong mơ. Vân Thiên Tôn chết rồi, Lăng Thiên Tôn bị thần thông của mình vây khốn, Thái Sơ Thiên Đế đã bị ta lấy mất thân thể của hắn, thế thân của hắn chỉ dám làm một tôn tử rụt đầu, ngươi nghĩ Vân Thiên Tôn giết được ta sao? Hay Lăng Thiên Tôn giết được ta sao? Đáng tiếc, bọn họ đều đã chết hết, ở đây chỉ còn lại một mình ta. Ta ở cao trên thần thức Đại La Thiên, các ngươi hao hết tâm lực đánh chết, đã thương, chẳng qua chỉ là một bộ phận của ta mà thôi, căn bản ngươi không cách nào đã thương đến nguyên bản của ta được. Ngươi nghĩ ta vẫn luôn sợ thần thông của Lăng Thiên Tôn à? Hay ngươi nghĩ ta sợ cổ thần trong noãn của tỷ muội đế hậu, mặc dù hắn ta không có đầu. Nhưng giờ phút này, Tần Mục lại cảm giác được có một đôi mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú lên Thái Thủy Chi Noãn, nhìn chăm chú lên thân thể,
của đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân. Đôi mắt hắn lộ ra vẻ mỉa mai, giễu cợt. Đối mặt với tình huống này, quả thật là một áp lực rất lớn đến từ Thái Đế. Trong tay Tần Mục, Thái Thủy Chi Noãn lặng lẽ truyền âm nói, Mục Thiên Tôn, căn cứ vào kinh nghiệm ta bị Thái Sơ Thiên Đế trấn áp nhiều năm như vậy còn có thể bảo vệ tính mạng, ta cho ngươi một lời khuyên, nhận thua đi. Thái Thủy trong trứng thành khẩn nói, ta thật sự không đánh lại hắn, hoàn toàn không đánh lại hắn. Năm đó, tổ đình gồm 5 mạch khoáng, 5 noãn sinh cổ thần, trong đó có 3 người bị tạo vật chủ đào ra, Thái Dịch đã thoát thân từ sớm, Thái Cực thì bỏ lại một cái mạch khoáng giả rồi chạy trốn. Nếu bọn ta đánh thắng được, bọn ta còn bị tạo vật chủ đào ra phơi nắng ư. Mục Thiên Tôn, nếu bây giờ ngươi sợ hãi thì chịu thôi thì tương lai lấy lại danh dự sau. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, Thái Đế, quả thật ngươi và ta có thể trở mặt. Ta có thể hủy diệt thân thể ngươi bây giờ, tỷ muội đế hậu cũng có thể mài mòn thần thức của ngươi, Thái Thủy lão ca cũng có thể làm cho ngươi không phá giải được thần thông của ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ chết trong tay của ngươi. Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn một con đường khác để đi. Thái Thủy trong trứng nhỏ giọng nói, ngươi đừng lôi ta vào, chẳng qua ta bị ngươi mang tới đây. Thái Đế dừng bước, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ta thừa nhận ngươi có năng lực như vậy, cũng thừa nhận tên này có bản lĩnh làm được điều đó. Nhưng con đường thứ hai của ngươi, nếu ngươi không thể làm cho ta hài lòng, cho dù liều cả, thân thể này, ta cũng phải đưa ta ngươi tại chỗ. Tần Mục thở vào nhẹ nhõm, nghiêm mặt nói, ta có thể chia nguyên thạch Thái Sơ ta lấy được cho ngươi một nửa. Còn chuyện ngăn chặn Hạo Thiên Tôn, ngươi chỉ hoàn thành một nửa, cho nên công bằng mà nói, ta cũng chỉ có thể chia cho ngươi một nửa. Thái Đế tức giận hừ một tiếng, Tần Mục vội vàng nói, Thái Đế, ngươi thấy giết ta xong, chung cùng ngươi là thân thể mạnh nhất trong lịch sử, ngươi thấy đáng giá không? Thái Đế cười lạnh nói, trái lại cảm thấy đáng giá. Thân thể của Minh Phương Vũ ta là vì ngươi nên mới bị Khai Hoàng Tần Nghiệp dùng một kiếm hủy đi, lần này, thân thể của ta không còn đầu nữa, một cánh tay cũng không còn, ngươi nghĩ ta còn luyến tiếc cái thân thể này à? Dùng thân thể tàn này đổi lấy mạng của ngươi, còn có thể, đạt được nguyên thạch Thái Sơ, ta thấy rất đáng giá. Tần Mục cười ha ha, có nguyên thạch Thái Sơ, nhưng không có Thái Đế tạo vật chủ tuyệt thế vô song, ngươi lấy được nguyên thạch thì có ích lợi gì? Thế này đi Thái Đế, ta không cò kè mặt cả với ngươi nữa, nguyên thạch Thái Sơ trong mi tâm của ta chia ngươi 3/4, ta chỉ để lại cho mình 1/4, ngươi đưa cho ta trái tim của Hạo Thiên Tôn xem như trao đổi công bằng. Thái Đế trầm ngâm, Tần Mục mỉm cười, nói, ta tận mắt nhìn thấy ngươi móc trái tim Hạo Thiên Tôn ra, món bảo vật như vậy, chắc ngươi sẽ không hủy diệt nó chứ. Đối với ngươi, nó chẳng có ích lợi gì, dùng nó để đổi lấy 1/4 nguyên thạch cũng xem như ngươi chiếm hời kha khá đấy. Thái Đế tính toán một lát, một trái tim to lớn từ trong hư không bay ra, không ngừng nhảy lên, đó là một thần tâm, là trái tim Thiên Tôn. Tần Mục mở mắt dọc ra, tìm vận pháp lực, trong mi tâm, một khối tinh thể hình thoi chậm rãi bay ra. Sau một lúc lâu, Tần Mục giơ tay lên nắm nguyên thạch trong tay. Thái Đế nói, ngươi không đủ pháp lực để cắt nguyên thạch ra đâu, để ta. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, rút kiếm chém xuống, keng một tiếng, nguyên thạch Thái Sơ bị hắn dùng kiếm cắt ra. Thái Đế giật mình, Tần Mục lấy 3/4 nguyên thạch vứt cho Thái Đế, bản thân hắn lấy 1/4 còn lại. Ngay sau đó, thần thức của hắn cuốn thần tâm của Hạo Thiên Tôn vào, nói, tạm biệt. Thái Đế cười ha ha, đặt nguyên thạch ở trên cổ, thần thức mạnh mẽ của hắn bạo phát, điên cuồng xoay tròn xung quanh nguyên thạch. Nguyên thạch tưởng tượng, trong nháy mắt phát ra năng lượng vô tận, vượt qua khống chế của Tần Mục, nguyên thạch phát ra năng lượng vô cùng kinh khủng. Đầu của Thái Đế nhanh chóng hình thành, không bao lâu nữa, e là thương thế trên thân thể mạnh nhất thời tiền sử của hắn sẽ khỏi hẳn, đầu mọc ra, cánh tay mọc ra. Sắc mặt Tần Mục âm trầm, dưới sự bảo vệ của tỷ muội đế hậu, tay nâng Thái Thủy Chi Noãn rời đi. Thái Thủy Chi Noãn nói nhỏ, Thái Đế có nguyên thạch sẽ mạnh đến mức nào, không biết. Nhưng năm đó, vì diệt trừ Thái Đế mà tất cả cổ thần đều liên thủ, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào Cung Vân Thần Vương đánh nát mi tâm nguyên thạch Thái Sơ của hắn mới làm được. Tần Mục thu hồi thân thể tỷ muội đế hậu, suy tư nói, mặc dù như vậy, nhưng Thái Đế vẫn không chết, cho đến sau này, khi bị Vân Thiên Tôn ám toán mới xem như thân thể hắn hoàn toàn bị diệt trừ. Thái Thủy trong trứng lặng im một lát, nói, như vậy, hiện tại hắn lấy được nguyên thạch, còn ai trị được hắn sao? Bàn tay Tần Mục lật lên, khối nguyên thạch trong lòng bàn tay xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm nguyên thạch, thấp giọng nói, có. Nguyên thạch trong tay ta vốn không đầy đủ, phần giao cho Thái Đế chỉ chiếm 1/2 nguyên thạch chân chính, Thái Đế cũng không ở trạng thái đỉnh phong, người kia vẫn khống chế được hắn. Thái Thủy trong trứng hơi giật mình, nhưng Tần Mục không nói ra người nọ là ai mà nhét Thái Thủy Chi Noãn vào trong đại lục Tần Tự. Một ngày xa,
Tần Mục đi tới Bắc Thiên Môn trên thiên đình. Ngoài cửa Bắc Thiên, một nhánh đại quân do ma tộc tạo thành đang chỉnh trang chờ xuất phát, dẫn đầu là một tòa hắc ám thiên cung, không gian tối tăm bao phủ tòa thiên cung, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không thể xua tan màn bóng tối kia. Mục Thiên Tôn, chủ nhân của hắc ám thiên cung chính là ma tổ đại hắc thiên của nguyên giới, nhìn thấy Tần Mục, hắn vội vàng đến nghênh đón. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tần Mục không tiến vào hắc ám thiên cung của hắn mà đứng ở ngoài cung, dò hỏi, ma tổ muốn đi đâu? Mặc dù đại hắc thiên và hắn có chút ân oán nhưng lại dùng lễ đối đãi, có chút khách khí, nói, bẩm thiên tôn, thiên đình truyền lệnh cho ta chạy tới vùng đất Thái Hư. Nghe nói nơi đó có ma triều bộc phát, làm hại thế gian, tâm ma loạn vũ, bởi vì tiểu thần là tổ tiên của ma tộc nên khắc chế được tâm ma, vì vậy thiên đình lệnh cho ta đi bình định. Tần Mục do dự một lát, cảnh giới của đại hắc thiên được xem như là đế tọa của nguyên giới, tu vi, thực lực đều rất cao, hơn nữa. Hắn lại là tổ tiên ma tộc sinh ra trong Udo, được sinh ra từ ma tính, tuân theo ma khí của Udo, cho nên quả thật hắn có bản lĩnh phi phàm đối phó với tâm ma của vùng đất Thái Hư. Thiên đình phái hắn đi vùng đất Thái Hư cũng dựa vào những nguyên nhân trên. Đại Hắc Thiên quan sát sắc mặt Tần Mục, một lát sau, nói, Thiên Tôn hiểu vùng đất Thái Hư như lòng bàn tay, chuyến này ta đến đó, không biết Thiên Tôn có lời khuyên gì dành cho ta không? Tần Mục nói, thật ra là có một vài lời khuyên. Ngươi ở phía sau xử lý một ít tâm ma là được, không cần ra tiền tuyến, trong Udo Thái Hư có âm thiên tử đối chọi với thần tử Udo thần thông quảng đại, ngươi không phải là đối thủ. Nếu ngươi đi sâu vào tiền tuyến, chắc chắn ngươi sẽ gặp tổn hại, Đại Hắc Thiên cảm ơn, nói, ghi nhớ lời của Thiên Tôn. Tần Mục khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn theo hắn dẫn đầu đại quân ma tộc đi xa, không lâu sau, Tần Mục đi tới trước thiên cung của Hiểu Thiên Tôn, đệ tử trông coi cửa nhanh chóng tìm được Hiểu Thiên Tôn. Dân Nguyên Thạch Thái Sơ lên, nói, Mục Thiên Tôn lệnh đệ tử mang bảo vật này giao cho Thiên Tôn, nói là thứ mượn dùng năm đó, hiện nay vật về nguyên chủ, kính xin Thiên Tôn đừng trách phạt. Hiểu Thiên Tôn nắm chặt Nguyên Thạch, kinh ngạc nói, hắn có thiện tâm như thế à? Hắn cũng cam lòng mang trả ta món bảo vật này. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ, hắn suy nghĩ thông suốt rồi sao? Nguyên Thạch mất mà lấy lại được, Hiểu Thiên Tôn cũng rất vui vẻ, cất Nguyên Thạch đi, cười nói, tuy hắn vẫn cắt xén một chút. Nhưng hắn trả lại cũng tính là hắn có tâm. Năm đó hắn trộm đi không chỉ, những thứ này. Mục Thiên Tôn đang ở đâu? Đệ tử kia nói, Mục Thiên Tôn đã rời đi. Trước khi đi, Mục Thiên Tôn còn bảo đệ tử nói cho Thiên Tôn biết, Thái Đế đã sống lại, hắn cướp đi Nguyên Thạch còn lại từ chỗ của Mục Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn mặt đen như sắt, tay run run ném Nguyên Thạch ra ngoài, nổi giận mắng, bảo sao hắn lại có lòng trả lại cho ta, thì ra là gắp lửa bỏ tay người. Đưa hậu quả về cho ta xử lý. Khốn nạn. Chết tiệt. Đáng tru di cửu tộc. Hắn tức đến nổi bật cười, mắng chửi không dứt. Đệ tử kia rụt đầu lại, không biết Mục Thiên Tôn dùng biện pháp gì khiến sư tôn giận dữ như thế. Hiểu Thiên Tôn đứng dậy, đi tới đi lui, sắc mặt không ngừng thay đổi. Hắn đi tới trước khối Nguyên Thạch Thái Sơ kia, chần chờ một chút, cuối cùng cũng nhặt lên. Cho dù như thế nào hắn cũng phải thu hồi lại Nguyên Thạch Thái Sơ, có xung đột với Thái Đế đi chăng nữa. Hắn cũng phải lấy lại, Tần Mục đưa Nguyên Thạch còn lại tới với ý đố muốn hắn và Thái Đế xảy ra xung đột, muốn mượn tay hắn áp chế Thái Đế. Mặc dù hắn nhìn thấu kế sách của Tần Mục, nhưng hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc chống lại Thái Đế. Tên tiểu tử thối, tính kế luôn cả ta, thật đúng đáng ghét. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên cười ra tiếng, phất tay bảo đệ tử kia lui ra, thấp giọng nói, dù gì thì cũng phải tập hợp Nguyên Thạch Thái Sơ lại, nhưng lúc trước Nguyên Thạch vỡ vụn, những Nguyên Thạch khác đều không biết tung tích. Những nguyên thạch này nhất định là rơi vào trong tay mấy lão già kia. Bọn họ cũng đang tính kế ta, không muốn ta trở thành Thái Sơ chân chính, hạn chế sức mạnh của ta. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp, thấp giọng nói, Thái Sơ chân chính tương đương với sức mạnh của ta cộng thêm sức mạnh của Thái Đế, sao mà có chuyện chỉ hạn chế bởi hệ thống thần tàng thiên cung được, sao có chuyện bị hạn chế bởi cảnh giới thiên đình được. Thật đáng tiếc, nguyên thạch và sức mạnh thần thức là một bộ phận thuộc về tạo vật chủ và Thái Đế. Cho dù tìm kiếm tất cả nguyên thạch, ta cũng không thể viên mãn được. Chưa kể tên Thái Đế này còn ám toán ta, để tạo vật chủ tế tự ta, cắt đứt phương pháp luyện hóa nguyên thạch hấp thu sức mạnh nguyên thạch của ta, không cách nào để cho ta trở thành một Thái Sơ chân chính. Mấy năm nay ta vắt não tìm hướng giải quyết, cuối cùng tìm được một phương pháp, đó chính là giết sạch tất cả tạo vật chủ, để cho thần thức của bọn họ trở về thiên địa. Hiểu Thiên Tôn nhìn nguyên thạch trong tay, bắt Thái Đế, luyện hóa Thái Đế và thần thức Đại La Thiên, đây là bước thứ hai. Tập hợp tất cả các khối nguyên thạch, luyện hóa nguyên thạch, đây là bước thứ ba. Làm được ba bước này,
ta sẽ trở thành Thái Sơ chân chính. Hắn không kìm nén nổi hưng phấn, lẩm bẩm nói, ân oán của ta và Thái Đế kéo dài từ thái cổ đến bây giờ. Hiện tại, một phần nguyên thạch nằm trong tay ta, một phần thuộc về hắn, thời cơ giải quyết ân oán giữa ta và hắn cũng sắp tới rồi. Thật đáng mong đợi, Tần Mục đi học theo Thiên Đình trở về nguyên giới, trở lại Diên Khang, không còn nguyên thạch Thái Sơ, hắn cảm thấy thần trí của mình mất đi linh động lúc đầu, mặc dù thần thức tu vi còn ở đó, nhưng sức mạnh thần thức bộc phát không bằng trước kia. Mượn nguyên thạch Thái Sơ tu luyện một thời gian dài thì mối liên hệ với Thiên Đế Thái Sơ cũng càng lúc càng sâu. Ta đưa khối nguyên thạch này ra ngoài chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Hắn hít thở một hơi dài, trong lòng vẫn còn tiếc hận. Ta còn một khối nguyên thạch Thái Cực, nếu đã không có nguyên thạch Thái Sơ, vậy thì dùng nguyên thạch Thái Cực thay thế mắt dọc vậy, không biết hiệu quả như thế nào. Hắn nghĩ là làm, hắn lập tức lấy nguyên thạch Thái Cực ra, tính toán nhét nguyên thạch vào lỗ thủng của đại lục Tần Tự. Ở giữa đại lục Tần Tự có một lỗ hổng rất lớn giống như con ngươi, vốn dĩ chỗ đó hắn dùng để nhét nguyên thạch Thái Sơ, nhưng bây giờ trống rỗng, uy lực thần nhãn của hắn cũng giảm đi rất nhiều. Cổ thần bên trong Thái Thủy Chi Noãn cười nói, ngươi vừa mới thoát khỏi nguyên thạch Thái Sơ, lại tính dùng nguyên thạch Thái Cực để giày vò nữa à. Cổ thần trong mạch khoáng Thái Cực không bị đào ra, những năm gần đây, hắn hấp thu sức mạnh trong mạch khoáng, thực lực càng lúc càng cường đại, ngươi dùng nguyên thạch của hắn, tuy thực lực tăng lên, nhưng chỉ sợ ngươi sẽ kết ân oán với hắn. Thái Thủy đạo huynh, ngươi nói rất có lý. Tần Mục suy nghĩ một chút, một luồng pháp lực bay ra, Thái Thủy Chi Noãn bị cuốn lên, nhét vào lỗ thủng của đại lục Tần Tự. Thái Thủy Chi Noãn bị mắc kẹt tại lỗ thủng, không thể động đậy, tức giận nói, Mục Thiên Tôn, thế này là ngươi muốn kết ân oán với ta đó. Tần Mục mắt biết tai ngơ, mở mắt dọc ở mi tâm ra, nhưng nhìn cái gì cũng mơ hồ không rõ, trong lòng biết là cổ thần bên trong Thái Thủy Chi Noãn đang phá rối. Thế là đành phải gỡ cổ thần mãn này xuống. Lúc này Thái Thủy Chi Noãn mới thở vào nhẹ nhõm, trứng tròn lăn vài vòng trên mặt đất, rời xa lỗ thủng của đại lục Tần Tự, tránh bị Tần Mục nhét vào lại. Cổ thần trong mạch khoáng Thái Cực có quan hệ rất tốt với ta, bọn ta nói chuyện rất vui vẻ, dùng nguyên thạch Thái Cực bọn họ tặng cho ta để tăng sức mạnh của thần nhãn lên, bọn họ sẽ không trách tội chứ. Tần Mục tự an ủi mình, nghĩ đến nguyên thạch Thái Cực, cầm nguyên thạch Thái Cực lên, nhét vào trong đồng tử mắt dọc của mình, lấp kín lỗ thủng. Mục Thiên Tôn, ngươi làm vậy là đang đâm đầu vào chỗ chết đó. Thái Thủy trong trứng kêu lên, cổ thần trong mạch khoáng Thái Cực xảo quyệt, gian xảo hơn ta không biết bao nhiêu lần. Trong năm mạch khoáng lớn, Thái Dịch ra đời sớm nhất, mấy cổ thần mãn khác đều bị đào ra, chỉ riêng hắn là không sao. Có thể tưởng tượng được hắn nham hiểm giả dối tới mức nào, ngươi vậy mà dám dùng nguyên thạch của hắn. Tần Mục thôi thúc thử nghiệm nguyên thạch Thái Cực, nhắm mắt lại, chỉ dùng mắt dọc nhìn xung quanh, tất cả lập tức trở nên kỳ quái. Bất kể là núi đá hay cây cối, hoặc là dòng sông, mây khói, thậm chí ngay cả hoa cỏ, con người, côn trùng, chim, thú, tất cả đều biến thành cảnh tượng nhị khí âm dương rất kỳ lạ. Tần Mục kinh ngạc không thôi, hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay bắt lấy một cái lá cây rơi chậm chậm. Tuy rằng ở trong mắt hắn, hình dáng của lá cây vẫn là lá cây, nhưng bản chất của lá cây đã biến thành nhị khí âm dương. Hắn vừa nghĩ, lá cây bỗng nhiên tan ra, biến thành một tia nhị khí âm dương tiêu tán. Tần Mục mở mắt, lá cây đã biến mất hoàn toàn, không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì, thậm chí cả tro bụi cũng không còn. Hắn lại thôi thúc mắt dọc ở mi tâm, nhẹ nhàng phất tay, một ngọn núi đá cao chừng 2-3 người phía trước đột nhiên tiêu tán, biến thành từng tia âm dương nhị khí tan biến giữa đất trời. Nguyên thạch Thái Cực này còn mạnh mẽ hơn nguyên thạch Thái Sơ. Hắn không nén nổi hưng phấn, phất tay một cái, một cây đại thụ đột nhiên biến đổi, thay đổi hình thành đại thụ nhị khí âm dương, hóa thành một con bạch tuộc khổng lồ, xúc tu vươn ra. Võ nghệ cao cường, nhanh chóng đi xa. Thái Thủy trong trứng cười lạnh nói, ngươi tiêu rồi, ngươi xong đời rồi. Ngươi đánh cắp sức mạnh Thái Cực, nhân quả đã gieo xuống rất sâu, vị cổ thần này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ rất tốt với ta. Tần Mục hưng phấn nói, ngươi đừng có mà nói linh tinh. Rất tốt với ngươi. Thái Thủy trong trứng cười lạnh, tốt với ngươi lại có thể mê hoặc để ngươi đi đến Đại Hắc Một sao. Tần Mục hơi ngẩn ra, lắc đầu cười nói, Đại Hắc Một chính là thánh địa đầu tiên của tổ đình. Dễ thủ khó công, hư không thú cũng không dám tùy tiện đặt chân, còn có cổ thần Thái Dịch trấn giữ. Nơi đó có rất nhiều mạch khoáng, ta lựa chọn nơi đó quả thật là bước đi sáng suốt. Thái Thủy Chi Noãn sửng sốt, dường như thật sự không biết nói gì với hắn, không biết phải làm sao để. Hắn sáng mắt ra, Thái Cực Thái Sơ không phân cao thấp, chỉ có thể nói nguyên thạch Thái Sơ không hề thích hợp với ngươi, nguyên thạch Thái Cực phù hợp với ngươi hơn. Thái Thủy trong trứng từ bỏ đề tài ban nãy, nói, nguyên thạch Thái Sơ hợp với Thái Đế hơn. Đúng rồi, ngươi xin Thái Đế tim của Hạo Thiên Tôn làm gì? Tần Mục quan sát bốn phía cảnh vật của Diên Khang,
xác định phương hướng, lặng lẽ nói, ta chỉ e ngại Thái Đế, đồng thời không muốn làm mất thể diện Mục Thiên Tôn, cho nên tùy tiện đòi hỏi hắn chút gì đó, tốt xấu cũng là trao đổi, không phải bị uy hiếp. Thái Thủy trong trứng trăm lần không tin, nhưng Tần Mục không nói, hắn cũng không đoán được ý nghĩ của Tần Mục. Tần Mục nhìn xa xa, thấy bản thể của Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến, gốc nguyên một đó càng thêm ung tùng, xanh mướt, phạm vi bao phủ rộng lớn, đứng sừng sững ở phía đông của nguyên giới, vô cùng thu hút sự chú ý. Trên tán cây nguyên một đã dựng thành Địa Đức Thiên Cung, phần lớn tướng sĩ trong cung đều đến từ Diên Khang. Thiên Đình phong cho Công Tôn Yến làm Địa Đức Nguyên Quân, quản lý một nửa giang sơn, thế nhưng trong nguyên giới có nhiều người không phục. Diên Khang lấy danh nghĩa của Công Tôn Yến tiến đánh những quốc gia không theo khuôn phép này. Hiện nay, lãnh thổ bên ngoài được mở rộng, diện tích lãnh thổ đã lớn hơn lúc trước mấy lần. Tần Mục nhìn phong thổ xung quanh, chỉ thấy nhóm thiên công của Diên Khang đang bắt cầu bay ở trong những lãnh thổ bị công chiếm đó, trải đường, xây dựng đốc tạo xưởng, khai thác mạch khoáng, nổ lực dùng ý niệm của Diên Khang dẫn dắt người dân ở những lãnh địa mới này. Hoàng đế mở rộng quá nhanh, nhưng số lượng tướng sĩ của Diên Khang thì lại không sánh kịp, phải dừng lại, cần một khoảng thời gian để bồi dưỡng những cường giả trẻ tuổi mới, nếu không giang sơn sẽ không ổn định. Tần Mục đi vào kinh thành Diên Khang, nói với Linh Dục Tú, vùng đất Thái Hư đã khó giữ nổi, không chống đỡ được bao lâu, lúc này quá thu hút người ta chú ý thì sẽ dẫn đến việc bị thiên đình chèn ép. Linh Dục Tú đồng ý. Tần Mục lấy ra những cuốn sách giống như bản vẽ, nói, những bản vẽ này là thần khí tạo hóa, cực kỳ phức tạp, Diên Khang có đủ thiên công để đúc những món thần khí này không? Linh Dục Tú nhìn đống bản vẽ chất thành núi không khỏi ngạc nhiên, tiện tay lật qua lật lại, chau mày nói, bản vẽ phức tạp như thế, muốn luyện chế ra được cần rất nhiều thiên công. Trong thời gian ngắn không thể nào luyện chế được, Tần Mục thăm dò hỏi, cần bao lâu? Chỉ riêng để nhóm thiên công tìm hiểu những bản vẽ này cũng cần thời gian mười mấy năm, để luyện chế ra thì thời gian càng dài hơn. Linh Dục Tú tính toán một hồi, nói, mấy đốc tạo xưởng lớn cũng cần phải khởi công, đúc những thần binh khác cho thiên đình, không có nhiều người rảnh tay, muốn luyện chế ra cần phải tốn thời gian trăm năm quá lâu, không chờ được thời gian dài như vậy. Tần Mục quả quyết nói, những thiên công trong đốc tạo xưởng có thể dùng được không nhiều, như vậy thì đi mời đạo môn, để những đạo sĩ kia xuống núi này giúp đỡ. Còn có Hư Sinh Hoa ở Tây Thổ, cũng mời hắn đến cùng luyện chế thần khí tạo hóa. Linh Dục Tú chần chừ nói, tình huống khẩn cấp như vậy sao, ngay cả Hư Sinh Hoa cũng mời đến ư? Tần Mục gật đầu, nói, trên dưới trăm năm, đất trời này sẽ nhanh chóng thay đổi, vùng đất Thái Hư đến cả 10 năm cũng không giữ vững được. Sau khi bình định Thái Hư, 10 thiên tôn thế nào cũng ra tay với thiên công. Sau khi thiên công mất rồi, thổ bá một cây làm chẳng chống trụ nổi, tam đế cổ thần càng khó mà chống đỡ. Nếu như luyện chế thần khí tạo hóa cần 100 năm, vậy thì Diên Khang sẽ không hề có bất kỳ đường thắng nào khi đối mặt với thiên đình thống nhất rộng lớn. Trong lòng Linh Dục Tú kinh sợ, lập tức sai người đi mời Hư Sinh Hoa và Lâm Hiên đạo chủ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cần quay về tổ đình một chuyến, sẽ không ở lại nơi này lâu. Sau này nếu như ngay cả Diên Khang cũng không giữ được, có thể tổ đình sẽ là nơi ở cuối cùng của nhân tộc Diên Khang. Linh Dục Tú lặng lẽ gật đầu, nói, lên đường cẩn thận. Tần Mục lập tức khởi hành, đi qua cầu Linh Năng đối thiên chạy tới tổ đình. Thái Thủy Chi Noãn kích động nói, lần này tiến vào tổ đình, chiếm mạch khoáng Thái Thủy trước tiên, chúng ta chia một chính, ngươi một ta chính. Tần Mục bật cười nói, đạo huynh, Nghiên Thiên Phi chính là đế hậu, nàng chiếm giữ lãnh địa của ngươi, ta đâu phải là đối thủ của nàng. Ta chính ngươi một. Thái Thủy trong trứng giận dữ, tức đến độ trứng tròn bay lên, nổi trận lôi đình. Tần Mục cười ha ha nói, ta lấy mạch khoáng của ngươi cũng không có tác dụng. Đừng lo lắng, chỉ là nói đùa một câu mà thôi. Nhưng mà về phía Nghiên Thiên Phi, ta thật sự không phải đối thủ của nàng, làm sao mà chiếm được mạch khoáng Thái Thủy, chỉ sợ gặp phải nhiều trắc trở. Thái Thủy Chi Noãn yên tĩnh lại, nói, ngươi có tính toán gì? Tần Mục cân nhắc nói, đánh thì chắc chắn không lại nàng, chỉ có thể trao đổi. Chỗ này của ta có nhục thể của nàng, có lẽ có thể đổi lấy bảo vật bên trong mạch khoáng Thái Thủy từ chỗ nàng, chỉ là vẻ mặt hắn đau đớn. Mặc dù Thái Thủy Chi Noãn trốn ở trong mắt dọc của hắn cũng cảm giác được Tần Mục đau đớn đến mức làm cho đại lục Tần Tự cũng đất rung núi chuyển. Thái Thủy Chi Noãn im lặng chốc lát, nói, ta có thể dạy đại đạo Thái Thủy cho ngươi coi như bồi thường. Tần Mục vẫn còn đau đớn đến run rẩy, đại lục Tần Tự chấn động kịch liệt, bầu trời cũng trở nên vặn vẹo. Thái Thủy Chi Noãn im lặng một lúc, bất đắc dĩ nói, Mục Thiên Tôn, đừng lắc nữa, ta bị người khác đào ra từ trong mạch khoáng. Sau khi đào ra không lâu đã bị Thiên Đế Thái Sơ cầm đi trấn áp, trên người không có vật gì tốt cả. Cho dù ngươi có lắc cỡ nào cũng không thể lắc được đồ quý giá gì trên người của ta đâu.
Tần Mục ngưng lắc, thử dò xét nói, trứng của ngươi có ngon không? Không ngon, Thái Thủy trong trứng cứng rắn nói. Hắn còn nói thêm một câu, ngươi đừng mơ đánh chủ ý lên trứng của ta, thần dữ của. Tần Mục cười mắng một câu, còn muốn lấy thêm ít đồ từ trên người hắn, thử dò xét nói, ngươi sau khi xuất thế, có thể cho ta vỏ trứng của ngươi được không? Giọng nói của Thái Thủy trong trứng càng thêm cứng nhắc, không cho. Ta có thói quen gặm vỏ trứng, sau khi xuất thế việc đầu tiên là ăn sạch vỏ trứng. Ngươi lấy vỏ trứng của Thái Sơ, trách tâm hại người, định dùng vỏ trứng để thu phục hắn, ngươi còn tưởng là ta không biết. Vẻ mặt Tần Mục hơi lúng túng, lắc đầu nói, Thái Thủy đạo huynh, cổ thần ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là rất keo kiệt, đã thu vào thì một chút mỡ, cũng không chịu ra. Ngươi vắt cổ chày ra nước, làm sao ta có thể bỏ qua nhục thể của đế hậu nương nương mà giúp ngươi được. Thái Thủy trong trứng do dự một chút, thử dò xét nói, nếu chúng ta là đồng minh, vậy thì ta cũng không bắt nạt hay giấu giếm ngươi nữa, cho dù ngươi có giúp ta đoạt lại mạch khoáng. Ta cũng phải mất mấy chục vạn năm mới có thể hấp thụ hết nguyên thạch và thần thạch bên trong mạch khoáng Thái Thủy, lúc đó mới xuất thế được. Nhưng nếu như ngươi học được đại đạo Thái Thủy của ta, ngươi tìm một ít đồng đạo đi đến mạch khoáng Thái Thủy, như vậy có thể giúp ta luyện hóa năng lượng bên trong mạch khoáng, khiến ta có thể xuất thế trước hạn. Sau khi ta xuất thế, chúng ta liên thủ, ta giúp ngươi xử lý Thái Sơ, ngươi lên làm thiên đế. Tần Mục cười ha ha, sắc mặt âm trầm, Thái Thủy trong trứng hơi chột dạ, vội vàng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi đang nghĩ gì? Tần Mục hung tợn nói, ta đang nghĩ nên dùng vũ khí gì để bổ vỏ trứng của ngươi ra. Thái Thủy trong trứng vội vàng cười xòa nói, ngươi lên làm thiên đế, ngươi còn không vui. Tần Mục hừ một tiếng, lắc đầu nói, Thái Thủy đạo huynh, ngươi coi thường ta quá rồi. Ta thay ngươi làm tất cả, còn giúp ngươi xuất thế. Trước hạn, ngươi vừa xuất thế đã vô địch thiên hạ, ngươi bảo giúp ta giết chết Thái Sơ, thật ra là do ngươi muốn báo thù mà thôi, để cho ta làm thiên đế. Ngươi làm Thái Thượng Hoàng, ngươi tính toán hay đấy, kẻ vắt cổ chày ra nước như ngươi, tốt hết chỗ chê. Thái Thủy trong trứng gượng cười hai tiếng, tính toán nói, nếu đã như thế, chi bằng vậy đi, nếu như lấy được nguyên thạch Thái Thủy, ta cho ngươi mượn một khoảng thời gian để tìm hiểu đại đạo Thái Thủy, tương lai ngươi trả lại ta. Ta thật sự khố rách áo ôm, đành phải như vậy. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, ngươi đang há miệng chờ sung à, nguyên thạch Thái Thủy vẫn ở bên trong mạch khoáng Thái Thủy, ta còn phải giúp ngươi lấy về. Thái Thủy trong trứng nói không nên lời. Tần Mục tiếp tục nói, như vậy đi, ngoại trừ cho ta mượn nguyên thạch Thái Thủy ra, ngươi còn phải đáp ứng với ta, giúp ta làm ba chuyện. Ba chuyện này, không gây tổn hại đến bản thân ngươi. Thái Thủy trong trứng suy nghĩ một chút, đáp ứng, chấp nhận lời hứa này. Tần Mục thở vào một hơi, ánh sáng đột nhiên lóe lên, bọn họ đã đi đến cầu linh năng đối thiên bên ngoài tổ đình. Tần Mục quan sát phong ấn Thiên Tôn, thấy phong ấn vẫn còn, thầm nghĩ. Quả nhiên Thái Tố có thủ đoạn khác, vẫn có thể tự do tiến vào tổ đình mà không cần phải phá vỡ phong ấn của Thiên Tôn, đúng là rất lợi hại, thần thông khó lường. Thái Thủy đồng ý với ta ba chuyện, vậy thì chuyện đầu tiên, để hắn giúp ta chữa khỏi vết thương trên người Nguyệt Thiên Tôn đi. Có điều, nếu như, dược sư Gia Gia có thể chữa lành như lời đồn, vậy thì chuyện này cứ giữ lại, nói không chừng có công dụng lớn hơn. Hắn đi vào tổ đình, đột nhiên, mắt dọc trên mi tâm của hắn truyền đến giọng nói của Thái Thủy. Họ Tần, ta nhớ ra rồi. Tần Mục giả vờ mắt điếc tai ngơ, Thái Thủy chi noãn nổi trận lôi đình, la lên, lúc đầu chúng ta đã giao hẹn, ta giúp ngươi thoát khỏi Thái Tố, ngươi toàn lực giúp ta đoạt lại mạch khoáng Thái Thủy, toàn tâm toàn ý tìm kiếm thần thạch Thái Thủy và nguyên thạch Thái Thủy vì ta. Lúc đó ngươi chạy trốn, cho nên cũng không hề có nhiều điều kiện như vậy. Tần Mục đi vào bầu trời trong tổ đình, quan sát xung quanh, nhìn thấy sắc xanh bên trong tổ đình đã nhiều thêm, không khỏi mừng rỡ. Long Phi khống chế hư không thú, những hư không thú này không còn thôn tính sự vật bên trong tổ đình nữa, chẳng mất mấy năm nữa, tổ đình sẽ khôi phục sức sống. Tại sao ngươi không nói chuyện? Giọng nói cổ thần ở bên trong Thái Thủy chi noãn vang lên, ngươi chột dạ phải không? Khốn nạn! Ngươi bảo ta há miệng chờ sung, ngươi mới chính là cái đồ há miệng chờ sung đó. Cũng công ta cứu mạng của ngươi, nào, chờ ta từ trong trứng thoát ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp, Tần Mục xách theo lồng đèn đi đường. Lẩm bẩm nói, những cây cối đâm chồi mọc rễ như vậy, chắc là sẽ có rất nhiều linh căn thiên địa bên trong tổ đình, đúng không? Đây cũng chẳng phải bảo địa lớn gì, nếu như có thể tìm linh căn cùng loại với nguyên mộc, vậy thì, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Trên đại lục Tần Tự, trứng tròn nhảy ầm ầm, la lên, có gan thì ngươi thử đánh ta một cái đi, để xem ta có bị ngươi đánh đến chấn động vỡ nát hay không? Tổ đình vạn vật hồi xuân, nếu như vậy thì hắc mộc có thể đâm chồi bén rễ, lão thụ hồi xuân không? Tần Mục vô cùng mừng rỡ nói, cho ngươi ăn no đòn của ta. B.
bên ngoài trứng tròn hiện ra vô số phù văn, kêu lên. Tần Mục nhìn quanh, bên trong tổ đình có rất nhiều thần ma, hẳn là nhánh chính của 10 thiên tôn, cố gắng mở rộng lãnh địa hiện có ra bên ngoài, xây dựng thêm lãnh địa. Tần Mục nhìn thấy hàng ngàn hư không thú bao vây những lãnh địa này, chém giết kịch liệt, Long Béo làm không tệ. Tần Mục thầm khen một tiếng, hắn đi qua lãnh địa của Nghiên Thiên Phi, lúc này Thái Thủy Chi Noãn mới yên tĩnh lại, thầm nghĩ, tiểu tử này còn biết giữ uy tín, muốn dùng nhục thể của đế hậu nương nương để đổi nguyên thạch và thần thạch Thái Thủy. Làm phiền ngươi bẩm báo với Nghiên Thiên Phi một tiếng, nói một thiên tôn có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tần Mục khách sáo thông báo với thần nhân trấn thủ nơi này. Một lúc sau, đệ tử của Nghiên Thiên Phi là Tú Hồng Tô ra nghênh đón, cười nói, một thiên tôn đến nơi này, ta còn tưởng rằng thiên tôn lại muốn chặn cửa lại, vừa rồi đao phủ nấp trong chỗ tối, thiên tôn vừa vào cửa ta đã chuẩn bị ra lệnh loạn đao loạn phủ xuất hiện để chém giết thiên tôn. Tần Mục cười ha ha nói, Tú Tú thật biết nói chuyện, nói đùa giống như thật vậy. Tôn sư đâu? Tú Hồng Tô là cung nữ bên cạnh Nghiên Thiên Phi, bởi vì tài trí nhanh nhẹn, tu vi cao, được Nghiên Thiên Phi nâng lên làm quan. Sau này, Nghiên Thiên Phi lại làm chủ, cả nàng cho Đông Thiên Thanh Đế làm vợ, phu thê đều yêu thương lẫn nhau. Đông Thiên Thanh Đế là cường giả trong phe phái của Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi gả Tú Hồng Tô cho hắn, kết làm phu thê, dụng ý đáng nghiền ngẫm. Thiên Phi đang ở thiên đình, thỉnh thoảng mới đến đây nơi này vài lần. Mục Thiên Tôn có lẽ sẽ không tiến vào nữa, các ngươi tản ra đi, tiếp tục đào mỏ. Tú Hồng Tô phất tay, bên trong mạch khoáng Thái Thủy có rất nhiều đao phủ, thần tướng mai phục thay nhau đi ra, hét to một tiếng, kẹp lấy đao phủ rời đi. Khóe mắt Tần Mục giật giật, nhìn những đao phủ cường tráng kia rời đi. Tú Hồng Tô nói, nghe nói Thái Hư xảy ra biến cố, lúc nào Thiên Phi nương nương cũng cẩn thận chú ý đến động tĩnh nơi đó, cho nên không đến đây. Thật ra tổ đình này cũng không yên ổn gì, bọn ta ở đây khai khoáng, lúc thuyền khoáng rời khỏi tổ đình thì luôn gặp phải tập kích của hư không thú, quá thực rất đáng ghét. Tần Mục lấy ra một giọt thần huyết, cười nói, Tú Tú, ngươi giao giọt máu này cho Nghiên Thiên Phi, nói ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Tú Hồng Tô nhận lấy giọt thần huyết kia, lập tức biến sắc, bên trong thần huyết ẩn chứa tu vi đại đạo mạnh mẽ không gì sánh được, khẽ chạm một cái, đạo âm lượng lờ, đạo quan tràn ngập xung quanh, giọt máu này, nàng sợ hãi. Tần Mục thản nhiên nói, là thần huyết của Hạo Thiên Tôn. Ta đi trước một bước, im lặng chờ tin vui. Sắc mặt Tú Hồng Tô hoàn toàn thay đổi, vội vàng cầm một cái bình ngọc, thả giọt máu của Hạo Thiên Tôn vào trong bình, gọi một vị tướng đắc lực, ra lệnh cho hắn chạy đến thiên đình ngay lập tức. Trong hậu cung của thiên đình, Nghiên Thiên Phi khẽ đập vỡ bình ngọc, giọt máu thiên tôn của Hạo Thiên Tôn lặng lẽ trôi lơ lửng ở trước mặt nàng. Nghiên Thiên Phi khẽ mở miệng, thở ra một luồng khí tức cao quý. Khí tức này khiến giọt máu thiên tôn đó lập tức biến hóa, từ trong giọt máu hiện ra ảo ảnh của một tòa thiên cung. Ánh mắt Nghiên Thiên Phi sáng lên, nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của tòa thiên cung, một lúc sau mới khẽ thì thào, xem ra những tin đồn ở Thái Hư là sự thật, quả nhiên Hạo Thiên Tôn bị Thái Đế đanh cho trọng thương. Mục Thiên Tôn đã ra lệnh cho người đưa máu thiên tôn tới là muốn nói cho ta biết chuyện Hạo Thiên Tôn bị thương sao. Nhưng cũng không giống, ảo ảnh của tòa thiên cung dần dần biến mất, đôi mắt của Nghiên Thiên Phi sáng lên, thấp giọng nói, hắn muốn nói cho ta biết, trong máu của Hạo Thiên Tôn ẩn chứa công pháp thần thông của hắn. Độ, tinh khiết trong giọt máu Hạo Thiên Tôn này chứa đựng ảo ảnh của một tòa thiên cung, chẳng lẽ hắn còn lấy được tinh huyết khác bên trong máu của Hạo Thiên Tôn, có được những thiên cung khác của Hạo Thiên Tôn. Nàng thu thập máu thiên tôn này, bồng con mèo trắng lên, ra lệnh, chuẩn bị phượng loan, chuẩn bị xuất phát đi tới tổ đình. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đã đi tới Đại Hắc Mộc, nhìn xung quanh, chỉ thấy Đại Hắc Mộc không già cỗi mà đang vào mùa xuân. Cái gốc Đại Hắc Mộc này vẫn hệt như một cái gốc cây bị đốt đến đen nhánh, từng lớp vòng tuổi giống như than cốc, gốc cây cao thấp không đồng đều tạo thành nhiều Đại Hắc Sơn. Thúc Quân, Giang Vân Giang và những người khác đã xây dựng rất nhiều cung điện ở đây, đồng thời xây dựng lên một đốc tạo xưởng dùng để luyện chế thần binh. Một số mạch khoáng cũng đã được khai thác, khi Tần Mục đến đây, quặng khoáng thần binh ban đầu được phát hiện cũng đã được khai quật. Tần Mục nhìn ra trung tâm của Đại Hắc Mộc ở phía xa, người câm, người mù cấp bậc thiên tôn đang ở, bên trong tầng chư thiên thứ tư của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, vây quanh một trọng bảo đang luyện chế. Người câm đã xây dựng một đốc tạo xưởng bên trên trọng bảo đó, luyện chế lại kim loại ngay tại nơi đó. Quả thật quy mô các bảo vật trong chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quá lớn, chỉ có kẻ có sức lực khổng lồ như thần thánh tiên thiên của Bắc Đế Huyền Vũ thì mới có thể luyện chế mà không phí sức. Giống như những người câm cấp bậc thiên công khác ở Diên Khang, việc luyện chế tốn nhiều công sức, nhận lực cũng tiêu hao rất nhiều. Tần Mục đang định đi gặp bọn họ, các vị thần nhân đang khai thác khoáng vật đột nhiên từ trong mạch khoáng bay ra, lớn tiếng nói, đào được bảo vật. Bảo vật đang phát uy,
mọi người hãy cẩn thận. Trong lòng Tần Mục khẽ lột bột, đột nhiên mạch khoáng trong động khoáng chợt lóe lên tia sáng, từng luồng sức mạnh đáng sợ từ sâu trong động dâng lên, tốc độ cực nhanh. Mấy vị thần nhân chạy ở phía sau nhìn thấy luồng sức mạnh hung tợn từ chỗ sâu trong mạch khoáng đuổi theo, Tần Mục khẽ dịch chuyển chân, hét lên một tiếng xông vào trong mạch khoáng, dùng thần tàn chặn đánh, chặn lại luồng sức mạnh hung ác đang lao đến kia từ ngay chính diện. Ầm ầm, thần tàn của hắn đột nhiên sụp đổ tan rã, luồng sức mạnh to lớn đập vào mặt làm hắn kinh hãi, dùng thần tàn chặn đánh cũng không ngăn cản được. Thần tàn của ta tan vỡ, tuy rằng ta không chết, nhưng sợ rằng những người phía sau sẽ hồn siêu phách tán, xác thịt không còn. Tần Mục không nghĩ ngợi lôi Thái Thủy Chi Noãn ra, dựng ở trước người. Thái Thủy trong trứng còn chưa phản ứng, luồng sức mạnh hung ác ngập trời đã đánh trúng phía trên Thái Thủy Chi Noãn. Sức mạnh vô cùng kinh khủng rung động hết bốn phương tám hướng, mạch khoáng nổ tung chia năm xẻ. 7. Không ít thần nhân phía sau Tần Mục đột nhiên cảm giác được sức mạnh vô song quét qua, sau đó bị thần tàn chặn đánh của Tần Mục cuốn lên. Tần Mục không đứng lên được. Hắn bị một luồng sức mạnh hung ác quật ngã bay ngược đi xa hàng ngàn dặm trong nháy mắt, ầm vang một tiếng đụng phải bên trên tầng chư thiên thứ 28 của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng khiến tầng chư thiên thứ 28 không ngừng rung chuyển. Cong, Thái Thủy Chi Noãn bay tới, đáp bên cạnh Tần Mục, giọng nói tức giận của Thái Thủy từ bên trong truyền ra. Phía xa, Sơ Tổ, người câm, người mù và những người khác lập tức nhận ra sự khác thường, vội vàng bay tới. Tần Mục nhẹ nhàng đáp xuống, đặt những vị thợ mỏ thần nhân kia xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên những thứ mà thần nhân Diên Khang đào ra được không hề tầm thường, hắn và Thái Thủy hợp lực, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Chẳng lẽ là Mù Gia Gia đã từng nhìn thấy thần cung chôn sâu ở dưới mạch khoáng kia? Hắn không khỏi nghi ngờ, nếu như thần cung là do thiên địa kỳ dị trong tổ đình hình thành, vậy thì uy lực của thần cung này cũng quá mạnh mẽ. Nhưng mà nếu là có người luyện chế mà thành, vậy thì lại không giống. Đột nhiên 28 chư thiên nghịch chuyển, chắc hẳn là Long Kỳ Lân điều động chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, trợ giúp Sơ Tổ Nhân Hoàng và những người khác nhanh chóng đuổi theo tới nơi đây. Khi mọi người đáp xuống, Tần Mục cũng phi thân đi tới đầu kia mạch khoáng, không thèm chào hỏi mọi người, vội vàng nhìn về phía mạch khoáng, chỉ thấy mạch khoáng đã nổ tung hoàn toàn, biến thành một cái sơn cốc cực lớn. Bên trong sơn cốc tối đen như mực, những dãy núi và vách đá bị vỡ xếp thành hàng. Các nguyên khoáng mà thần nhân Diên Khang khai thác được thảm trên những ngọn núi và vách đá bị vỡ này, có thể nhìn thấy dấu vết của quá trình khai thác. Mục Nhi, ngươi có bị thương không? Dược sư cưỡi Long Kỳ Lân bước nhanh chạy tới, từ xa hét lên. Không, Tần Mục đang nghe truyện trên TV audio CV lắc đầu, chăm chú nhìn vào chỗ sâu trong sơn cốc, nơi đó thần quang mờ mịt, hỗn loạn, chứa mà không buông, tích mà không nhã, chỉ bộc phát tới từng cơn hung uy làm người khác sợ hãi. Khai quật tiền sử, Câm Gia Gia, bảo vật mà trời đất sinh dưỡng có sức mạnh như vậy sao? Tần Mục hỏi. Người Câm lắc đầu, khoa tay múa chân một lúc, người mù nói, nói tiếng người. Người Câm nói, không có sức mạnh to lớn như vậy. Có lẽ những bảo vật khác trong mạch khoáng này được sinh ra bên trong thần khoáng, nhưng mà tuyệt đối không thể sinh ra được thần cung bên trong kia. Có thể là do chính hung uy của thần cung đã tạo ra thần khoáng, rồi tạo ra thần binh bên trong mạch khoáng. Sơ Tổ Nhân Hoàng trầm giọng nói, Mục Nhi, Yên Nhi, trong nơi này ba người chúng ta có tu vi cao nhất, chúng ta vào thăm dò hung binh mạnh mẽ này xem. Những người khác ở lại đây, người Câm mang theo cái rương, liếc nhìn hắn một cái, các ngươi đi thì có ích lợi gì? Không có thiên công, ba người các ngươi buộc chung một chỗ cũng chẳng làm gì được hung binh, chỉ có thể đứng hướng đạn. Sơ Tổ Nhân Hoàng nhướng mày, nhưng không lên tiếng. Người mù cười nói, nếu không có thần nhãn và trận pháp của ta, chắc chắn các ngươi sẽ gặp nạn. Sơ Tổ nuốt hận, nói, các ngươi đi ở phía sau bọn ta, đừng xông vào. Nếu các ngươi bị thương thì có phải cần người chữa trị không? Dược sư tiến tới góp vui, cười nói. Sơ Tổ Nhân Hoàng bất lực, nói, dược sư tiên sinh đi theo cũng được, không thể nhiều hơn nữa. Vả lại, ta cũng khó có thể bảo vệ các ngươi. Thái Thủy Chi Noãn cười nói, Mục Thiên Tôn, trưởng bối nhà các ngươi đều tò mò vậy sao? Chẳng lẽ không biết nơi này hung hiểm à? Hắn dùng ngôn ngữ của Thái Thủy, ngoại trừ Tần Mục, những người khác hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ nghe thấy những âm thanh kỳ quái phát ra từ quả trứng này. Người Câm, người mù và dược sư ngay lập tức tụ tập xung quanh, nghiên cứu xung quanh quả trứng biết nói này. Phía trên có một số hoa văn, có lẽ có thể sao chép lại và sử dụng để luyện bảo vật đấy. Vỏ trứng này rắn chắc ghê, người Câm gõ trứng, cảm thán, bên trong có gì đó kỳ lạ. Người mù nhìn chằm chằm vào Thái Thủy Chi Noãn, muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong là thứ gì, nhưng không thấy rõ lắm. Dùng làm thuốc được không? Dược sư nâng cầm suy tư nói. Tần Mục lấy lồng đèn đưa cho Yên Nhi, liều mạng nhét Thái Thủy Chi Noãn đưa cho Sơ Tổ Nhân Hoàng, nói, Sơ Tổ lấy dùng để phòng thân,
cái này chắc chắn lắm. Sơ tổ thận trọng, nói, ta có thể tự vệ. Tần Mục liều mạng cưỡng ép đưa cho hắn, sơ tổ đành phải dùng nguyên khí nâng thái thủy chi noãn lên. Bên trong thái thủy chi noãn lại truyền tới một âm thanh liên hồi không rõ ý nghĩa, còn tưởng rằng người trong trứng đang chửi bới Tần Mục. Hình như mối quan hệ giữa Mục Nhi và cổ thần trong noãn không hòa thuận cho lắm. Trong lòng ai cũng thầm nghĩ, Tần Mục mở lĩnh vực thần tàn ra để người câm, người mù và dược sư đi vào bên trong lĩnh vực của mình, dặn dò, các ngươi đứng bên trong mạch khoáng hỗn độn, ở nơi đó có hai mảnh vỏ trứng. Chúng là vỏ trứng do thái dịch để lại, có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Người mù và đám người khác được hắn bảo vệ, mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng biết hắn thần thông quảng đại, vượt xa bọn họ, vì vậy bản thân đành phải đến lĩnh vực thần tàn bên trong tổ đình ẩn nấp cho tốt. Bọn họ đi xuống mạch khoáng, đi thẳng vào trong vùng sơn cốc đã bị nổ tung kia. Sơn cốc sâu hun hút tựa như là một lòng chảo, khắp nơi đều có núi vỡ vụn. Đám người quan sát xung quanh, trong lòng Tần Mục đột nhiên khẽ động, phi thân lên đỉnh một ngọn núi đổ rồi nhìn xuống dưới, chỉ thấy ngọn núi này cực kỳ bằng phẳng giống như là bị ai đó dùng vũ khí sắc nhọn chặt đứt đi. Tần Mục lấy thanh kiếm gãy ra, suy nghĩ vừa lóe lên thì kiếm gãy bành trướng, hóa thành một thanh trường kiếm, kiếm quang hơn 10 dặm nhẹ nhàng chém về phía ngọn núi vỡ nát. Thần kiếm của hắn đột nhiên gặp phải lực cản lớn, kiếm quang xuyên vào nửa ngọn núi, khó mà tiếp tục, không cách nào cắt đứt ngọn núi này. Thực lực người để lại dấu vết này mạnh hơn ta rất nhiều, thấp nhất cũng là cảnh giới Lăng Tiêu đỉnh phong. Hơn nữa từ mặt cắt của ngọn núi này, chắc hẳn không phải là do tạo vật chủ để lại. Hắn rút thần kiếm về, thấp giọng nói, thần thông của tạo vật chủ thời kỳ thái cổ rất thô, không hề tinh xảo như vậy. Có điều theo lý mà nói, tổ đình tại thời kỳ thái cổ đã bị Thái Sơ Thiên Đế dẫn theo cổ thần tới phong ấn, người Long Hán về, sao không có khả năng để lại những dấu vết này. Sơ tổ nhân hoàng đã đi đến một vách đá nát phía trước, sườn núi kia nứt toát, vách núi trước sau trong suốt có hình dạng như một dấu bàn tay, cao trăm trượng, nhưng mà kỳ lạ chính là cái dấu bàn tay này có 6 cái ngón tay. Sơ tổ nhân hoàng thúc dục thiên địa tâm thánh quyết, vỗ vào vách đá bên cạnh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, vách núi kia khẽ rung nhẹ một cái, hiện ra một chưởng ấn, nhưng hắn cũng không đánh xuyên qua được. Sơ tổ nhân hoàng nhíu mày, Yên Nhi đi tới dưới chân vách núi, sờ vách đá, chỉ thấy có rất nhiều đá vụn sẫm màu rơi xuống, giống như là than, lại giống là tro tàn hóa đá. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Dược sư hỏi, không ai trả lời hắn. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, một lúc sau, cuối cùng bọn họ cũng đến được đáy sơn cốc. Các vách đá bị cắt ở đây còn nhiều hơn, dường như đã trải qua một trận chiến cực kỳ kinh khủng. Trong chiến trường, nhiều tồn tại cường đại đã chiến đấu long trời lở đất tạo thành cảnh tượng kỳ dị ở nơi đây. Nhưng có một điều kỳ lạ, trận địa chiến trường của tổ đình nơi này bị chôn sâu dưới lòng đất. Bọn họ đứng trong sơn cốc ngước đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời như một cái giếng, vách giếng cao tới ngàn trượng. Trong sơn cốc không hề tối, có ánh sáng tản ra từ thần cung ở phía trước họ, mọi người lần theo ánh sáng tiến lên, đột nhiên thần quang chuyển động, nhanh chóng lao về phía bọn họ. Kiếm Thiên Cung, Tần Mục khẽ quát một tiếng, những thần quang kia giống như cá bơi trên không trung, tốc độ cực nhanh, tới lui như ánh sáng, như điện, thần quang xâm nhập vào lĩnh vực thần tàng của hắn. Chỉ kiếm quang nổ ra từ bên trong Kiếm Thiên Cung, len keng giống như ngọc trai rơi trên đĩa ngọc, mưa to đập vào hoa lê, những âm thanh vang dội truyền đến. Kiếm quang va chạm cùng những lưu quang đó, kiếm quang như một bầy ong, lại giống như dòng lũ, xoay xung quanh lĩnh vực thần tàng, va chạm dữ, dội cùng với thần quang đó, thiên cung hiện lên sau lưng của sơ tổ nhân hoàng, xung quanh hắn lập tức đất trời nghiêng ngã, không gian xoay tròn, từng luồng thần quang bị hủy diệt trong sự sụp đổ của trời đất. Yên Nhi đang cầm lấy chiếc lồng đèn, những lưu quang kia còn chưa đến bên cạnh nàng, bị ánh sáng bên trong lồng đèn chiếu một cái, không biết được đưa đến đâu, trái lại nàng là người thoải mái nhất. Bọn họ càng lúc càng đi vào sâu, khoảng cách càng ngày càng gần nguồn thần quang. Thần quang lưu chuyển trên không trung công kích bọn họ càng ngày càng kịch liệt. Kiếm Thiên Cung của Tần Mục đã khó có thể ngăn cản, bất đắc dĩ phải điều động 18 tòa thiên cung của mình, thậm chí ngay cả Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Đại Đạo Tứ Cực Thiên cũng huy động toàn bộ để ngăn cản thần quang xâm nhập. Nhưng vẫn còn rất nhiều thần quang xâm nhập vào lĩnh vực thần tàng của hắn, giết người trước mặt hắn. Hắn đứng trên tổ đình, mắt dọc trên mi tâm mở ra. Ánh mắt chiếu tới chỗ nào, từng luồng thần quang nhanh chóng nổ tung, biến thành từng luồng khí âm dương rồi phiêu tán. Người câm, người mù và dược sư nhìn thấy thì sợ hãi khiếp vía, quyết định ngoan ngoãn ẩn mình bên trong vỏ trứng của thái dịch, không dám thò đầu ra. Thiên địa tâm thánh quyết của sơ tổ nhân hoàng cũng khó có thể chống đỡ, không thể không thi triển thần thông để ứng phó với thần quang. Khi không thể ngăn cản được nữa thì nhất thái thủy chi noãn lên ứng phó với thần quang, điều này khiến bên trong thái thủy chi noãn truyền đến tiếng mắng chửi. Mà Yên Nhi vẫn là người thoải mái nhất,
Quả thật đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn quá nghịch thiên, ánh đèn chiếu một cái, vạn pháp bất xâm, những thần quan đó hoàn toàn không thể đến gần. Khó trách Nguyệt Thiên Tôn là một trong số ít những thiên tôn có thể sống sót từ Long Hán đến nay. Tần Mục khen ngợi không dứt, càng thêm coi trọng công pháp thần thông của Nguyệt Thiên Tôn. Cuối cùng, bọn họ xuyên qua rất nhiều thần quan, đi tới chỗ thần cung kia. Mọi người ngước đầu nhìn lên, ai nấy đều hoa mắt, chỉ thấy một cái trường cung, dài ngắn khoảng trăm ngàn trượng, toàn thân kim quang chói mắt, ngàn vạn hào quang từ bên trong cung tràn ra, bắn khắp mọi nơi. Bên cạnh trường cung kia là một ngọn núi giống như một con hắc long. Tần Mục nhìn nó, ngọn núi giống hình con hắc long này là rễ của đại hắc mục, chẳng qua nó quá lớn, không thể nhìn thấy màu sắc thực sự của rễ cây nữa, mà ở giữa sợi rễ và trường cung có một xương cánh tay khô héo. Xương cánh tay khô héo đó nhô ra khỏi rễ của đại hắc mục, cố gắng bám vào cánh cung. Dường như cánh tay khô héo đó phát triển trong đại hắc mục. Cánh tay này từ đâu ra? Đám người kinh ngạc. Tần Mục tiến lên, tính toán lấy thần cung này xuống, đột nhiên dây cung của thần cung rung lên, ầm một tiếng, một vệt kiếm quang xẹt qua mi tâm của Tần Mục. Tần Mục cầm trong tay một thanh kiếm gãy khác, kiếm gãy đâm lên, nâng mũi tên này sang một bên, quang tiễn bắn ra trên đỉnh đầu hắn. Một vệt quang tiễn lướt qua, lưu ly thanh thiên tràng bị thủng thành một lỗ lớn, quang tiễn sáng chói kéo theo đuôi lửa dài đến vạn dặm vẽ một đường thẳng tuyệt đẹp trên bầu trời của tổ đình. Một bên khác, Sơ Tổ Nhân Hoàng bước tới, thôi thúc thiên địa tâm thánh quyết, nhẹ nhàng khắc ở trên thân cung. Dây cung đang chuẩn bị chấn động lần nữa thì bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, dây cung không thể mở ra, chỉ có thể phát ra một tiếng cong. Không gian trước mặt Sơ Tổ Nhân Hoàng bị dây cung chấn động, lập tức tách thành trăm mảnh, cắt tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng khiến hắn không kịp phản ứng. Yên Nhi mang theo lồng đèn, ánh đèn chiếu một cái, làm phẳng không gian bị nứt, một lọn tóc xõa xuống trước trán Sơ Tổ bỗng chốc chia thành trăm mảnh và trôi đi. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán của hắn, sau đó trượt từ sống mũi đến đầu mũi. Nếu chỉ sơ suất một chút thôi thì hắn suýt đã bị sức mạnh của thần cung này chém thành trăm mảnh. Tần Mục tiến lên nắm chặt chiếc thần cung này cùng hắn. Hai người ra sức muốn nhấc chiếc thần cung này nhấc lên, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của hai người bọn họ đã bị chấn động. Một tư duy lớn mạnh trong thần cung đập vào tâm trí bọn họ, đụng đến bảo vật của ta, các người có hỏi ta không? Tư duy va chạm, hai người đều biết ý nghĩ muốn truyền đạt, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chủ nhân thần cung còn sống sao? Hai người bị tư duy lớn mạnh bên trong cung truyền đến, thân thể cứng nhắc, không nhúc nhích, chỉ có thể xoay chuyển trong mắt. Yên Nhi lập tức đưa tay chụp vào thần cung, nhưng lập tức bị tư duy lớn mạnh đó đóng băng. Đúng vào lúc này, người mù bước ra khỏi lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, tiến tới góc mặt, cẩn thận quan sát bộ xương cánh tay lớn đang nắm chặt thân cung, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó. Người câm đi lên phía trước, cẩn thận quan sát xương cánh tay khô héo này, nghe người mù nói, gật đầu lia lịa. Dược sư tiến lên, lấy ra một viên linh đan, bóp nát quét lên bên trên xương khô, nói, được rồi. Người câm mở cái rương ra, giương tay vồ một cái, vô số ngân hoàng trong rương lơ lửng hóa thành một cái đại chù y. Người câm vung đại chù y lên, đập xuống một cái, chỉ nghe một tiếng cong lớn, cái xương cánh tay lớn vỡ thành từng mảnh. Tần Mục, Yên Nhi và Sơ Tổ Nhân Hoàng đều thở vào nhẹ nhõm, tư duy lớn mạnh trong đầu của bọn họ đột nhiên biến mất. Người câm, người mù và dược sư Dương Dương đắc ý không ngừng nhìn về phía đám người Tần Mục. Người mù cười nói, cảnh giới cao có gì mà oai chứ, đối mặt với cấp bậc quỷ dị này vẫn phải dựa vào bọn ta. Người câm a gật đầu không dứt. Dược sư cũng không nén được mà tự đắc vuốt chòm râu dưới cằm, sắc mặt Sơ Tổ đỏ lên. Hắn vốn ghét bỏ ba người có thực lực tu vi thấp không có mấy tác dụng này, chỉ sợ bọn họ kéo chân mình, chưa từng nghĩ đến cuối cùng lại là ba người này cứu bọn họ. Xương bàn tay lớn kia bị vỡ nát, ánh sáng xung quanh thần cung lập tức vụt tắt, dần dần hiện ra bản thể. Bàn tay Tần Mục dùng lực bẻ thần cung xuống, chỉ thấy thần cung dần dần thu nhỏ, dài khoảng hai trượng, trên cung có rất nhiều hoa văn cổ quái, những hoa văn này giống như ấn ký phù văn, nhưng hắn không hiểu gì. Đám người vây quanh cũng hoàn toàn không biết gì về ấn ký phù văn trên đó. Tần Mục hỏi Thái Thủy trong trứng, Thái Thủy cũng không nhận ra. Tần Mục thử kéo thần cung bị kéo ra một cách dễ dàng, nhưng dây cung càng kéo càng dài. Tần Mục chỉ cảm thấy pháp lực nguyên khí của điên cuồng bị kéo vào bên trong thần cung. Cùng lúc đó, thần quang phía trong thần cung lóe sáng, trăm vạn hào quang tập hợp hóa thành một mũi tên. Đám người sởn tóc gáy, uy lực của thần cung cực kỳ mạnh mẽ, đặt trong bảo vật đế tọa cũng là bảo vật đáng gờm. Tần Mục chậm rãi thu lực, dây cung chậm rãi khôi phục, đồng thời mũi tên cũng chia thành từng luồng hào quang, quay về trong cây cung, mà sức mạnh phía trong cung lại hóa thành nguyên khí trở về cơ thể. Tần Mục, hắn mở cung thu cung, vậy mà không hao tổn bất kỳ pháp lực nào. Tần Mục giao thần cung cho Sơ Tổ, Sơ Tổ cũng thử nghiệm một phen,
tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từng người thử nghiệm đều kinh ngạc không thôi, ánh mắt người tâm sáng lên, nếu có thể dung nhập loại pháp môn kỳ lạ này vào bên trong luyện khí, pháp lực thần binh hao tổn sẽ nhỏ đi rất nhiều, có thể chiến đấu lâu hơn. Tần Mục giao thần cung cho hắn, quan sát cái tay cục bên trong rễ cây, khó hiểu nói, cái tay này từ đâu tới? Người câm lắc đại chù y, đầu chù y hóa thành búa lớn, long cong bổ lên trên rễ cây đen kịt, chỉ thấy búa lớn hạ trên rễ cây, ánh lửa bắn tóe khắp nơi, mặt người câm tối sầm lại nhấc búa lên, thấy lưỡi búa đã gãy, Tần Mục thôi thúc kiếm gãy chém xuống một nhát, cánh tay chấn động đến tê dại, nhưng cũng không thể cắt đứt rễ cây được, người này lớn lên ở trong rễ cây, sơ tổ nhân hoàng thử một chút, cũng không thể bổ rễ cây ra, nói, khi ta vừa chạm vào thần cung, người kia nói chuyện với ta, có lẽ hắn vẫn còn sống, đám người thi triển thủ đoạn muốn bổ rễ cây ra xem có phải có người lớn lên bên trong đó không, nhưng bất kể bọn họ thi triển thần thông gì, thôi thúc thần binh gì đi chăng nữa đều không thể bổ rễ cây ra. Người câm đột nhiên cười nói, chúng ta thật hồ đồ, có thần cung không dùng, còn dùng bảo vật của mình. Hắn lấy thần cung ra, ra sức kéo dây cung, nhưng chỉ kéo mở được một nửa đã không còn pháp lực. Tần Mục nhận lấy thần cung, dùng hết tất cả sức lực dương cung kéo thành hình tròn, toàn bộ nguyên khí hầu như bị cuốn vào phía trong cung. Một mũi thần tiễn nhanh chóng thành hình, tiễn quang điên cuồng hội tụ, tập hợp tại phía trên mũi tên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng đầy trời bay tán loạn rồi rít gào, kiếm quang vù 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 lao theo hướng đi của mũi tên. Những ánh sáng kia là tinh quang trong tổ đình, dường như thần cung kéo tới từng vì tinh tú, khoảng cách tổ đình càng ngày càng gần. Tần Mục lập tức cảm thấy sức mạnh bên trong thần cung càng ngày càng mạnh, hai tay khó có thể chịu đựng được luồng sức mạnh này, hai cánh tay tráng kiện nhịn không được mà run rẩy. Chết rồi, uy lực quá mạnh, hắn đang muốn thu lực lại, nhưng tinh quang vẫn còn hội tụ, sức mạnh thiên địa trong tổ đình như bị dẫn dắt tới rồi hình thành từng vòng xoáy to nhỏ trên không. Các ngươi mau chạy đi. Trán Tần Mục toát mồ hôi lạnh, phát hiện bản thân không thể thu nguyên khí về, đành phải cắn chặt hàm răng kiên trì, khàn giọng nói, lúc thả uy lực thần cung ra, ta không khống chế được hướng bộc phát của uy lực. Sơ tổ nghe vậy, sắc mặt đại biến, đang muốn mở miệng bảo vệ an nguy cho Tần Mục thì lại thấy ba vị lão giả của thôn Tàn Lão rất không chút nghĩa khí, xoay người bỏ chạy. Người mù còn vừa chạy vừa la lên, Mục Nhi, cố gắng kiên trì một lúc, chờ chúng ta chạy ra khỏi sơn cốc này. Giọng nói người câm vang lên như sấm, Sơ tổ, Yên Nhi, không xong rồi, chạy mau. Sơ tổ do dự một chút, Yên Nhi đã xách theo lồng đèn chạy đi thật xa, hắn đành phải bỏ Thái Thủy Chi Noãn xuống, nói, Mục Nhi, tự mình cẩn thận, dùng quả trứng này bảo vệ bản thân. Đám người chạy một mạch ra ngoài cốc, chỉ thấy trên sơn cốc, vòng xoáy to nhỏ điên cuồng xoay tròn trên không, từng luồng linh lực của thiên địa vọt tới, đánh về phía thần cung trong tay Tần Mục nơi đáy sơn cốc. Lúc này, thân thể Tần Mục đã hóa thân thành người khổng lồ cao hơn 200 trượng hệt như núi, toàn thân thần quang chói sáng khiến người ta khó mà nhìn thẳng, nhưng người khổng lồ này lại đang run rẩy. Uy năng của chiếc cung trong tay hắn càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức hắn không khống chế nổi. Lúc bắn ra một tên này, mũi tên va chạm với sợi rễ đại hắc mộc, uy năng bên trong mũi tên chắc chắn bạo phát bốn phương tám hướng, hắn đứng ở trung tâm bạo phát, có thể tưởng tượng được nguy hiểm cỡ nào. Hiện tại tên đã trên dây, không thể không bắn, điều này không phải do hắn quyết định. Đám người ở đây sắp bay ra khỏi sơn cốc trong tích tắc, giữa đáy cốc, không gì sáng hơn hào quang bạo phát, một quang cầu to lớn xoay tròn tại đáy cốc, bành trướng, rất nhanh đã lấp đầy sơn cốc. Đám người mới vừa bay ra khỏi sơn cốc lập tức nhốn nháo, bị luồng sức mạnh kinh khủng này quét sạch, bay bốn phương tám hướng. Mặc dù dược sư tu thành thiên cung y đạo nhưng tu vi còn rất yếu, lập tức bị luồng uy năng kinh khủng này bắn thủng trăm ngàn lỗ. Trong ánh hào quang, dường như có vô số mũi tên. Cũng may công hiệu của thiên cung y đạo rất khó tin, miệng vết thương của hắn nhanh chóng khép lại, nhưng ngay sau đó trên người lại xuất hiện thêm càng nhiều vết thương. Cuối cùng, dao động lắng xuống, đám người lần lượt rơi xuống đất, chật vật không chịu nổi. Long Kỳ Lân chạy nhanh tới, phát hiện Yên Nhi không có bất kỳ vết thương nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giáo chủ còn ở phía dưới, Long Kỳ Lân không tìm thấy Tần Mục, không khỏi kinh ngạc nói, đáy cốc, trên vách núi, đâu đâu cũng thấy ánh sáng mà mũi tên tạo thành. Những mũi tên này cắm sâu vào vách đá dựng đứng, không thể phá vỡ, duy chỉ có một khu vực hình người là không có bất kỳ mũi tên nào. Mà trước vách núi, Tần Mục đứng ở đó, cầm thần cung trong tay, chính diện cắm đầy tiễn quang, trên mặt cũng đều là từng nhánh mũi tên. Còn Thái Thủy Chi Noãn thì chẳng biết chạy tới phía sau Tần Mục từ bao giờ, cũng không đỡ trước người Tần Mục. Bịch, Tần Mục ngửa mặt ngã xuống, mũi tên đầy trên người hơi rung nhẹ. Những mũi tên này do ánh sáng tạo thành, ánh sáng dần ảm đạm xuống. Từng nhánh mũi tên chậm rãi biến mất, Thái Thủy Chi Noãn đảo quanh sau đó lăn trở về, thận trọng thử dò xét, Mục Thiên Tôn, ngươi còn sống không?
vẫn chưa chết, chỉ mất quá nhiều sức. Thái Thủy Chi Noãn yên tâm. Sau một lúc lâu, Tần Mục lại đứng dậy, nhìn thần cung trong tay, sắc mặt méo mó, trung tay ném thần cung sang một bên. Thần cung này quá quỷ dị. Sau khi ném thần cung, hắn lại hối hận, nhặt thần cung lên, có thể dùng nó khi bắn giết người khác ở cự ly xa, nhưng dùng ở khoảng cách gần thì chắc chắn là tự sát. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước, chỉ thấy sợi rễ đại hắc mộc chôn giấu bộ xương cánh tay khô kia đã bị thần cung nổ tung, lộ ra thân trên một bộ xương, thiếu một cánh tay. Quả nhiên chủ nhân của thần cung lớn lên trong sợi rễ đại hắc mộc. Kỳ lạ là, bên trong sợi rễ đại hắc mộc lại rất tươi mới, khó có thể tưởng tượng được vậy mà sợi rễ của gốc cây đại thụ này vẫn sống. Đột nhiên bộ xương bên trong đó ngẩng đầu lên, nhìn trừng trừng Tần Mục, đoạt bảo vật của ta không hồi sinh được, đêm nay, ta tới lấy mạng ngươi. Dứt lời, bộ xương khô hòa làm một với sợi rễ, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục bước nhanh về phía trước, quan sát đoạn rễ bị nổ tung, không thấy có gì khác thường. Ta trêu ghẹo ai à? Vừa quay về đã gặp chuyện này, không nói đến việc bị bắn cả đống tên, lại còn muốn tới lấy mạng ta. Hắn không khỏi lắc đầu, thế đạo khó khăn, nhân tâm không tàn. Thái Thủy Chi Noãn xoay tròn quanh đoạn rễ, lăn qua lăn lại, điều tra một hồi, nói, người kia thật sự đã biến mất, cổ quái, thật sự là cổ quái. Tần Mục vác thần cung lên, đang định rời đi thì đột nhiên trong lòng khẽ dao động, chỉ thấy một bé gái tết biến tóc hai sừng nhảy nhót chạy đến, tới trước rễ cây bị thần cung bắn thủng, quan sát một hồi, làm ra vẻ lắc đầu, hai bím tóc phun như trống lắc, ngươi, bé gái hai bím tóc lắc đầu thở dài, vừa quay về đã gây ra chuyện này, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Tần Mục nghi ngờ quan sát bé gái, thử dò xét nói, Thái Dịch, Thái Thủy Chi Noãn cũng nhận ra bé gái này, cười nói, lão đạo huynh, sao lại hóa thành dáng vẻ này, thuận tiện gặp người mà thôi. Bé gái Thái Dịch nói, Mục Thiên Tôn, ngươi bắn thủng sợi rễ, chọc giận người kia, còn thay hắn mở ra một con đường. Tối nay, có lẽ người kia sẽ leo ra từ trong rễ cây. Mục đích của hắn là muốn đoạt lại thần binh, bắn chết ngươi. Nàng không khỏi lắc đầu thở dài. Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, hắn đã muốn leo ra, leo hàng tỷ năm mới ra được một cánh tay. Ngươi thì hay rồi, vừa tới đã giúp hắn khai thông thông đạo. Tối nay hắn là đã có thể leo lên. Tần Mục hơi chột dạ, thử dò xét nói, vị lão huynh này tồn tại trước vũ trụ. Đầu tiên hắn đưa cung ra, sau đó muốn xuyên ra ngoài hiện tại. Sắc mặt bé gái nghiêm túc, gật đầu, vì sao hắn có thể xuyên từ bên trong cây ra ngoài. Tần Mục không hiểu, thỉnh giáo, theo ta biết, chất có thể thay thế, nhưng vì sao nhất định phải thông qua sợi rễ đại hắc mộc để đến vũ trụ này. Bởi vì, trước khi vũ trụ hủy diệt, chỉ có cây này là không chết. Bé gái Thái Dịch thở dài, nói, vật chất của cây này không đổi, bất kể là vũ trụ này, vũ trụ trước, hay là vũ trụ trước trước nữa. Vì vậy đã giữ lại một lối đi để cho sinh vật vũ trụ có thể thông qua gốc cây này leo đến nơi này. Tần Mục đã hiểu một chút, loại tình huống này gần giống với thần thông vật chất bất dịch của Lăng Thiên Tôn, đều là thông qua vật chất không đổi để xuyên qua. Vậy vì sao gốc cây này lại chết? Tần Mục thoáng nhìn đám người sơ tổ đang nhanh chóng chạy tới, lại tiếp tục hỏi, ta chặt, bé gái kia tùy tiện nói, chặt xong còn thả một mồi lửa. Tần Mục và Thái Thủy trong trứng trợn tóc gáy, bé gái Thái Dịch nói, Thái Thủy đạo hữu, khi đó các ngươi còn tỉnh tỉnh mê mê, chưa có ý thức, tạo vật chủ cũng chưa được sinh ra. Ta đã biết, chỉ cần cái gốc cây thế giới này còn tồn tại thì sẽ mang lại mầm họa không ngừng, vì vậy ta đã chặt đứt nó, phóng hỏa đốt. Chỉ là không ngờ tới cái gốc cây thế giới này vẫn không chết hoàn toàn. Tần Mục liếc nhìn Thái Thủy Chi Noãn, giờ phút này Thái Thủy Chi Noãn cũng đang nhìn hắn. Lần này Mục Thiên Tôn bắn một tiễn, trái lại làm cho mầm tai họa trước kia hiện ra. Bé gái Thái Dịch vuốt vuốt bím tóc, trầm ngâm nói, tối nay, tên cường giả vượt thời đại này sẽ bò lên, đoạt lại thần cung, bắn chết Mục Thiên Tôn. Sắc mặt Tần Mục trắng bệch, đột nhiên cười ha ha nói, không phải Thái Dịch đạo huynh có một loại nước thần kỳ ư? Ngươi có thể múc một thùng nước lấp đầy rễ cây được không? Ngươi nghĩ loại nước đó bỗng dưng mà có? Bé gái Thái Dịch lườm hắn một cái, nói, loại nước đó, một ngày cũng chỉ được một thùng nhỏ, hôm nay đã sử dụng hết, không còn nữa. Sắc mặt Tần Mục đau khổ, bé gái Thái Dịch xoay người rời đi, nói, tối nay ngươi mang cung ở lại đây, chờ cái tên tiền sử kia đến. Khi đất rung núi chuyển, chính là lúc hắn cố gắng tới, ngươi chờ lúc đất rung núi chuyển, đếm đến 10 thì dương cung rút tên, bắn tên về hướng đó. Đợi đến lúc bình minh, nếu hắn chưa ra thì không ra được nữa. Trong lòng Tần Mục lo sợ, vội vàng nói, đạo huynh, ngươi yên tâm, tối nay ta sẽ qua giúp. Bé gái kia nhanh chóng biến mất không còn tâm tích. Tần Mục nắm chặt thần cung, lấy lại bình tĩnh, yên tâm hơn. Dù sao Thái Dịch cũng là cổ thần cổ xưa nhất, đã thoát xác, không lương lẹo như Thái Thủy.
có hắn ở đây, đêm nay nhất định có thể bình yên. Đám người sơ tổ, người câm chạy tới, người mù ân cần hỏi, Mục Nhi có bị thương không? Nhanh để dược sư nhìn một chút. Tần Mục liếc mắt lườm bọn họ, kể ra chuyện vừa rồi, đám người ngạc nhiên. Tần Mục lộ ra vẻ ước ao, hỏi, đêm nay ai muốn cùng ta trông giữ tại đây? Người mù xoay người rời đi, nói, chúng ta cũng có chính sự, người câm, đi thôi, chúng ta tiếp tục luyện chế bảo vật bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Người câm đuổi theo hắn, nói, đúng vậy, bảo bối trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng quá nhiều, muốn hoàn toàn luyện thành e rằng cần một vài năm. Dược sư, không phải ngươi còn có linh đan muốn luyện sao? Dược sư vội vàng theo sau, quay đầu lại nói, Long Béo, Yên Nhi, tới giúp ta nhóm lửa. Vân Giang, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn đứng đó xem trò vui hả? Cha nuôi ngươi muốn chết, ngươi cũng muốn chết hả? Long Kỳ Lân do dự một chút, lập tức lắc đầu vẫy đuôi đuổi theo, bỏ lại Tần Mục ở đó. Yên Nhi nhét lồng đèn của Nguyệt Thiên Tôn vào tay Tần Mục, công tử bảo trọng, dứt lời, chạy nhanh như một làn khói. Tần Mục nhìn về hướng Sơ Tổ, Ý Sơn, Tề Khang và các nhân hoàng, lộ ra vẻ mừng rỡ, cười nói, nhân hoàng coi tương lai của các tộc là trách nhiệm của mình, gánh vác tương lai nhân tộc, chúng ta là nhân hoàng đời trước, đã không còn trách nhiệm này nữa. Nhân hoàng Tề Khang vỗ vỗ đầu vai của hắn, thành khẩn nói, ngươi nên thu nhận một đồ đệ, giao trọng trách cho hắn, năm đó, những lão già này đều làm như vậy, đi thôi, không nên quấy rầy Mục Nhi thanh tu. Sơ Tổ nhân hoàng đi cuối cùng, tới trước người Tần Mục, suy nghĩ một chút, thở dài, lắc đầu, đuổi theo chư vị nhân hoàng. Tần Mục đứng chôn chân ở đó, qua một lúc lâu mới thở dài, thấp giọng nói, hoạn nạn mới thấy chân tình, chỉ có Thái Thủy đạo hữu mới là bạn tri kỷ, tiếp tục đi theo ta. Thái Thủy Chi Noãn ra sức giãy giụa, cố gắng chạy trốn nhưng bàn tay Tần Mục lại chụp lấy hắn, khiến hắn không thể nào trốn thoát, cả giận nói, họ Tần kia, họa do ngươi tạo ra thì ngươi tự đi mà gánh, cần gì kéo thêm ta vào. Ta còn chưa xuất thế, năng lực không mạnh, chỉ có ngươi đối xử với ta tốt nhất, Tần Mục thực lòng chân tình nói. Thật ra Thái Thủy Chi Noãn không trốn thoát được, đành phải chấp nhận, nói, ta giúp ngươi, thuận tiện mở mang một chút kiến thức về tên cường giả vũ trụ trước cũng tốt. Tần Mục yên tâm, liếc nhìn xung quanh, chọn một chỗ cao nhất, hắn tới một chỗ trên núi vỡ, ngồi xếp bằng, đặt Thái Thủy Chi Noãn sang bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Thái Thủy trong trứng thấy vậy, biết ngay chủ ý của cái tên này, chắc là lúc không chống đỡ được nữa, hắn sẽ tự đẩy bản thân ra ngoài chống đỡ công kích mạnh mẽ của tên cường giả vũ trụ trước. Hình như ta đã đưa ra một lựa chọn tồi tệ. Ta nên liên thủ với Thái Tố, tiêu diệt thằng ranh con này, cho dù xuất thế trước thời hạn cũng không phải suốt ngày lo lắng hải hùng, khiếp vía, trong lòng hắn oán hận, hiện tại đã lên phải thuyền giặc, không xuống nổi, thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng đã tới buổi tối, màn đêm buông xuống, thập vạn đại hắc sơn bên trong đại hắc một yên tĩnh, mà bên ngoài đại hắc một thì đất núi rung chuyển, đâu đâu cũng có tiếng sụp đổ, một cảnh tượng hùng vĩ về sự hủy diệt vũ trụ. Tần Mục bắt đầu căng thẳng, đột nhiên bên trong sơn cốc, dãy núi kịch liệt chấn động, hắn bỗng nhiên đứng dậy, không nói lời nào, bày lĩnh vực thần tàn, thân thể bành trướng, thò tay nắm lấy thần cung, hít sâu, kéo thần cung ra, đại hắc một trên không, linh khí và linh lực thiên địa điên cuồng vọt tới, dũng mãnh lao vào trong sơn cốc khổng lồ như hình lòng chảo, dãy núi trong đó chập trùng, giờ phút này Tần Mục đang đứng trên một ngọn núi, xung quanh là lĩnh vực thần tàn, thiên hà lưu động liên kết các giới. Ngầm tương hợp cùng với địa lý trong tổ đình, thần cung trong tay hắn đã được kéo đến cực hạn, vô số ánh sáng liên cuồng vọt tới, hội tụ trên đầu mũi tên. Đại Hắc Một nằm trong thập vạn đại hắc sơn, địa thế bao la, linh khí và linh lực thiên địa vọt tới, nổ tung ngay tại sơn cốc này, hình thành nên những vòng xoáy to nhỏ điên cuồng chuyển động trên không. Một luồng linh khí linh lực ở bên dưới vòng xoáy giống như từng vòi rồng, nhưng không phải hút xuống phía dưới, trái lại phun về phía Tần Mục, tràn vào bên trong thần cung. Quy năng của thần cung càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ tới mức Tần Mục cũng khó có thể chống đỡ, cơ, bắp hai tay không nhịn được run rẩy, trong lòng hắn yên lặng đếm số, chỉ thấy lòng đất chấn động càng ngày càng mạnh, trong cốc, dãy núi chấn động đến lung lay, giữa lúc đất rung núi chuyển, một luồng thần quang kinh khủng từ lòng đất trào lên, dị tượng phóng lên trời, đáy cốc trên không dâng trào, hình thành một bức màn ánh sáng, bên trong bức màn ánh sáng truyền đến tiếng sát phạt to rõ dị thường, tiếng chém giết rung trời, mơ hồ. Nhìn thấy trong đó vô số bóng dáng to lớn chém giết, tranh đấu, đó là hình chiếu vũ trụ trước, vùng mạch khoáng này thuộc về vòng tuổi ngoài cùng của cây thế giới, đồng nghĩa với việc hình chiếu những cường giả này đến từ thời kỳ vũ trụ trước là ký ức của cây thế giới. Tần Mục mắt điếc tai ngơ làm như không thấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ sợi rễ nứt ra của cây thế giới, nơi bên trong sợi rễ thô to của cây thế giới đó tỏa ra hào quang mạnh hơn,
hơn nữa phát ra tiếng vang như tiếng thủy triều dâng va chạm vào vách đá, tiếng sóng từng cơn ào ào vang vọng. Hình chiếu ánh sáng trên vách đá dựng đứng phía sau sợi rễ, bên trong ánh sáng mơ hồ thấy một bóng dáng đi tới, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Bóng dáng kia vốn dĩ rất nhỏ, nhưng theo bước chân hắn, vậy mà trở nên càng lúc càng lớn, dường như muốn đi ra từ bên trong vách đá. Hắn không còn cánh tay phải, tư thế bước đi có chút không được tự nhiên, chắc là tên cường giả vũ trụ, trước lúc sáng bị đám người câm, dược sư làm gãy một cánh tay. Có điều lúc đó thân thể của hắn không có máu thịt, đều là xương khô, mà bây giờ hắn lại mọc ra máu thịt. Nhưng mà điều kỳ lạ là, mặc dù hắn có da thịt, nhưng từ xa nhìn lại giống như xác ướp bị phơi khô, vô cùng gầy guộc. Đột nhiên một tay hắn vươn ra phía trước, bàn tay khô gầy thò ra khỏi mặt trên vách đá dựng đứng. Vách đá chính là Đại Hắc Sơn, mà Đại Hắc Sơn chính là một bộ phận của vòng tuổi cây thế giới. Hắn muốn theo vòng tuổi cây thế giới leo từ quá khứ đến hiện tại, leo từ vũ trụ bị hủy diệt đến vũ trụ hiện tại. Khi bàn tay của hắn thò ra từ trong vách đá cũng là lúc Tần Mục đếm đến 10. Tiếng bắn tên vang lên, thần cung kịch liệt chấn động, mũi tên trên cung bay ra, mũi tên bắn ra trong nháy mắt, bắp thịt toàn thân Tần Mục chấn động đến run rẩy dữ dội, xương cốt gần như vỡ tan, tiễn quan cắt không gian phía trước, trong chớp mắt phóng tới trước vách đá, mũi tên xuyên thủng 6 ngón tay, mang theo uy năng vô cùng kinh khủng bắn vào trong vách đá, đóng chặt trên bóng dáng khô gầy kia khiến bóng dáng đó bay ngược về phía sau. Rất nhanh, bóng dáng trên vách đá dựng đứng hóa thành một chấm đen nhỏ, nhanh chóng bay xa. Sau đó bóng dáng của hắn biến mất khỏi vách đá, chỉ truyền tới tiếng rống tức giận, hai tay Tần Mục chấn động, vang lên ong ong, khí huyết sôi trào. Sau tiếng rống, thần quang trên bầu trời đột nhiên hạ xuống giống như thủy triều trở về trong cốc, biến mất trong dãy núi. Lòng chảo lập tức yên tĩnh lại, Tần Mục thở hổn hển, mũi tên này gần như tiêu hao sạch sẽ tất cả tu vi của hắn. Không ngờ pháp lực của hắn chỉ có thể phóng ra được một mũi tên, căn bản không đủ sức bắn ra mũi tên thứ hai. Đột nhiên dược sư đứng trên lưng Long Kỳ Lân xuất hiện ở trên không sơn cốc, ném xuống một cái giỏ, cười nói, Mục Nhi, ta dùng linh dược đại hắc một luyện được một chút linh đan, không biết có độc hay không, để, ngươi thử trước. Đừng uống xong rồi chết đó. Tần Mục nhận lấy giỏ, trong giỏ sách đầy áp linh đan, viên nào viên nấy óng ánh, bên trong mỗi viên đều nghe thấy tiếng len keng. Trong lòng Tần Mục cảm động, chắc chắn là sau khi trở về, dược sư lập tức hái thuốc luyện chế linh đan. Trong thời gian ngắn mà luyện chế được nhiều linh đan như vậy, hơn nữa đưa cho hắn dùng. Hắn uống một viên linh đan, lập tức cảm giác được dược lực sụp sôi tan ra, nguyên khí mờ mịt khuấy động. Tần Mục lập tức thôi thúc bá thể tam đan công, đi qua đi lại trên đỉnh núi, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó thân hình hóa thành một vệt lưu quang lượn quanh đỉnh núi. Bá thể tam đan công của hắn không giống người bình thường, phương thức tu luyện tốt nhất không phải là ngồi thiền bế quan, mà là tu luyện trong vận động. Dược lực trong cơ thể hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, đột nhiên thần quang trong sơn cốc phun ra lần nữa, còn mạnh hơn cả lần trước. Tần Mục thầm giật mình, nhanh như vậy, Thái Thủy Chi Noãn đột nhiên nói, Mục Thiên Tôn, ta cảm thấy tốt nhất là chúng ta đổi chỗ khác. Trong lòng Tần Mục khẽ dao động, lập tức cuốn lấy Thái Thủy Chi Noãn bay lên trời, đáp xuống một nơi khác trên vách núi. Thật ra ngọn núi đổ hắn vừa chọn là chỗ tốt nhất, thích hợp nhất để quan sát rễ cây nứt ra của cây thế giới. Dễ dàng có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong cốc, mà bây giờ ở sườn núi, tầm nhìn kém hơn so với chỗ vừa rồi một chút. Lúc hắn vừa mới chuyển đến một nơi khác trên vách núi, bóng dáng khô gầy đối diện trên vách đá dựng đứng lại hiện ra lần nữa. Tần Mục nhét một viên linh đan vào trong miệng, lập tức dương cung đếm, nhưng vào lúc này, một vệt hồng quang từ trong vách đá bắn ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, trong cơn chấn động kịch liệt, ngọn núi đổ Tần Mục vừa đứng hóa thành bột mịn. Tần Mục trùng mình. Hắn đã từng thử cường độ núi đổ, dù hắn dùng hết sức chém một kiếm xuống cũng không cách nào chặt đứt được, không ngờ rằng tên cường giả vũ trụ trước có thể đánh vỡ nát ngọn núi đổ kia bằng một đòn từ vũ trụ trước. Trong lòng hắn sợ hãi, nếu không phải Thái Thủy Chi Noãn nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng giống như ngọn núi kia, hóa thành bột mịn. 8, 9, 10, Tần Mục bắn mũi tên ra lần nữa, tiếng trống giận dữ từ trong vách đá truyền tới. Tên cường giả có ý đồ leo từ vũ trụ trước đến vũ trụ này lại bị hắn bắn trở lại vũ trụ của mình thêm lần nữa. Tần Mục thở hổn hển, cố gắng kìm nén sự co giật của bắp thịt toàn thân, lập tức chạy trốn, thôi thúc bá thể tam đan công. Đợi đến khi hắn khôi phục một chút, lập tức di chuyển trận địa, đổi sang một ngọn núi khác. Thái Thủy trong trứng nói, Mục Thiên Tôn, độ cao của ngọn núi này gần như ngọn vừa rồi, rất nguy hiểm. Trong lòng Tần Mục khẽ dao động, bay lên trời, mang theo Thái Thủy Chi Noãn tới một ngọn núi cao hơn. Trong sơn cốc, dị tượng xuất hiện lần nữa, bên trong vách đá đột nhiên hiện lên hồng quang hình quạt, đập tan đỉnh núi xung quanh. Đỉnh núi nơi Tần Mục đứng bị chặt đứt, vút,
Tần Mục bắn ra một mũi tên đẩy mối nguy hại kia trở về thời kỳ của hắn lần nữa. Trong vách đá vang vọng lên thanh âm vô cùng phẫn nộ, liên tục gào thét, hiển nhiên rất tức giận. Thái Thủy đạo huynh, ngươi thật sự là lão giang hồ. Tần Mục không khỏi khen ngợi, nói, bước tiếp theo nên làm thế nào? Dãy núi bên trong sơn cốc đã bị kẻ đáng sợ kia cắt ngang một lần, chỉ sợ công kích lần tới còn ác liệt hơn thế. Đèn lồng của ngươi đâu? Thái Thủy trong trứng nói, tu vi thực lực của kẻ kia cực kỳ đáng sợ, lần công kích sau chỉ có hơn chứ không có kém, chắc chắn sẽ bao phủ toàn bộ sơn cốc. Vùng sơn cốc này không có chỗ ngươi có thể dung thân, chỉ có lồng đèn kia còn có thể ẩn trốn. Tần Mục đồng ý, lấy lồng đèn Nguyệt Thiên Tôn ra rồi treo ở trên một vách núi. Quả nhiên sau khi có chiếc lồng đèn này, bất kể kẻ đáng sợ kia công kích như thế nào đi chăng nữa đều không thể công kích đến bản thể của Tần Mục. Bên trong sơn cốc, Tần Mục bắn hết tiễn này đến tiễn khác, liên tục đánh bay tên đáng sợ kia quay về thời kỳ của bản thân, nhưng cho dù có linh đan của dược sư, Tần Mục cũng không chống đỡ nổi. Da thịt hai cánh tay hắn nổ tung, bắp thịt toàn thân bị lực phản chấn lúc mũi tên bắn ra chấn động đến hầu như bể nát, xương cốt liên tục nứt vỡ toát ra. Mỗi lần hắn giơ thần cung lên đều cảm nhận được cơ thể của mình đang run rẩy, xương cốt đang rên rỉ, gần như hắn dựa vào ý chí của mình để kiên trì thêm. Thái Thủy trong trứng cũng nhận ra được trạng thái của Tần Mục cực kỳ không ổn, âm thầm nóng lòng, sao Thái Dịch đạo huynh còn chưa tới? Không phải hắn nói sẽ tới sao? Tần Mục cứ ngơ ngác cắn chặt răng chống đỡ, cuối cùng Tần Mục bị mệt đến mức thần cung cũng không nâng nổi, hai chân mềm nhũn, gần như quỳ trên mặt đất. Tần Mục viện cung dãy dụa muốn đứng lên, dược lực của linh đan trong cơ thể đang bộc phát, song thân thể của hắn cũng đã tới cực hạn, nguyên thần cũng mơ màng, nguyên khí thôi thúc vận chuyển bá thể, tam đan công cũng rất trì trệ. Hắn thở hổn hển, nghỉ ngơi một chút, lại đứng dậy lần nữa. Mục Nhi, hay là để bọn ta lên đi? Sơ Tổ Nhân Hoàng dẫn đầu các đời Nhân Hoàng đi tới, Tề Khang đỡ hắn qua một bên, Sơ Tổ nhận lấy thần cung trong tay hắn, trầm giọng nói, vừa rồi mù. Người mù giúp bọn ta thiết kế một trận pháp, có thể liên kết sức mạnh của bọn ta rồi tập trung vào một người. Bọn ta đã luyện lâu lắm rồi, chắc hẳn kéo cây cung này không thành vấn đề. Tần Mục ngã ngồi xuống, chỉ thấy Long Kỳ Lân mang theo dược sư chạy tới. Dược sư để một lò đan khổng lồ bịch một cái xuống đất, trầm giọng nói, các ngươi cứ việc yên tâm bị thương, nơi này đã có ta. Chỉ cần còn thừa lại một miếng thịt, ta đều có thể cứu các ngươi trở về. Trong lòng Tần Mục bỗng ấm áp, nhìn bọn họ cười, nói không ra lời. Sơ Tổ và các đời Nhân Hoàng cười ha ha, bố trí trận pháp, ai nấy đều đã ở vị trí của mình, được Sơ Tổ dẫn đầu. Sơ Tổ giơ cánh tay phải lên, ra sức dương cung. Các đời Nhân Hoàng cùng hét lớn hô lên, từng tòa thiên cung ầm ầm hiện ra sau lưng, nguyên thần của đám người đó đều đứng sừng sững ở riêng phần của mình trong thiên cung, hoặc là đứng bên trên giao đài, hoặc là đứng ở giữa quần điện, trong số đó không hề có một thiên cung nào lặp lại. Tần Mục nhìn mà ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, có lẽ sau khi ăn bám xong thôn tàn lão, ta còn có thể ăn bám một đời ở Nhân Hoàng. Thiên cung của Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng tự hiện lên. Thiên cung của các đời Nhân Hoàng đồ sộ nối liền với nhau, đại đạo đang xen lần lượt thay đổi, dường như muốn hình thành một vùng thiên đình thịnh vượng. Trong lòng Tần Mục khẽ lộc bột, đây là trận pháp người mù khai sáng. Trận pháp này không hề nhằm vào thân pháp của đám người để bày trận, mà là căn cứ vào công pháp của các đời Nhân Hoàng, căn cứ thiên cung của bọn họ để bày trận. Trận pháp của người mù là tính toán để thiên cung của bọn họ châu liên bích hợp, hình thành một thiên đình. Các đời Nhân Hoàng ai cũng có sở trường riêng, hơn 30 vị Nhân Hoàng cộng thêm Sơ Tổ, đủ để hình thành một hệ thống của một tòa thiên đình rộng lớn. Đương nhiên Tần Mục cũng thấy được trận pháp của người mù còn rất thô sơ, chỉ là vừa mới hình thành, còn có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Chẳng qua hắn cũng bắt đầu nhìn thấy đầu mối của loại trận pháp này, tương lai không ngừng hoàn thiện, nhất định có thể biến nó thành một loại đại trận đặc biệt trước nay chưa từng gặp, trước nay chưa từng có. Đến lúc đó, người mù sẽ được xem là trận pháp đệ nhất nhân danh xứng với thực. Sơ Tổ Nhân Hoàng quát lớn, một tiễn được phóng đi, bóng dáng gầy trong vách đá kia vừa mới nhô bàn tay ra đã bị bắn trở về. Nhưng các đời Nhân Hoàng cũng chịu đựng phản chấn của thần cung, từng người bị chấn động đến khí huyết sôi trào, trên dưới toàn thân nổ đùng đùng, thân thể đám người Lam Phách Nhân Hoàng yếu kém, tức thì bị chấn động của thần cung làm nổ tung da dẻ, khóe miệng chảy máu. Tần Mục mạnh mẽ như thế còn khó có thể chịu đựng, huống chi bọn họ. Dược sư nhanh chóng chạy đến, đưa từng hạt linh đan dược liệu vào trong tay mỗi người, trầm giọng nói, yên tâm, không chết được. Các ngươi thôi thúc dược lực khẩn trương, chuẩn bị cho lần công kích sau. Đám người yên lặng luyện hóa dược lực, chờ đợi lần giao chiến thứ hai. Vốn dĩ bọn họ nhìn Tần Mục dùng ép bóng dáng khô gầy bên trong vách đá rất dễ dàng, nhưng khi thật sự bắt đầu, mọi người mới biết được Tần Mục chống đỡ áp lực kinh khủng như thế nào. Rất nhanh,
thần quang bên trong vùng sơn cốc này lại ngút trời, càng ngày càng đáng sợ. Sơ tổ nhân hoàng dẫn đầu các đời nhân hoàng kéo thần cung ra lần nữa, ngăn chặn kẻ đáng sợ kia, bắn hắn về thời kỳ của mình hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, các đời nhân hoàng không kiên trì nổi, một người nối tiếp một người ngã xuống, cho dù là sơ tổ nhân hoàng cũng khó mà chống đỡ được. Giang Vân Giang dẫn đầu rất nhiều tiểu bối đi tới, không người nói, nghĩa phụ, để bọn ta thử một chút đi. Tần Mục lắc đầu, lắc lư đứng lên, thản nhiên nói, Vân Giang, tuy các ngươi rất mạnh, nhưng đối mặt với kẻ này, chút sức mạnh của các ngươi không dùng được, đi xuống đi. Sắc mặt đám người Giang Vân Giang xấu hổ, Tần Mục khôi phục một chút khí lực, đang định kéo thần cung thì đột nhiên dược sư cười nói, Mục Nhi, kẻ mạnh như này thì phải đổi thành bọn ta xông lên mới đúng. Ngươi cũng là tiểu bối, giờ đến lượt những lão già như bọn ta xuất thủ rồi. Tần Mục nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên người mù và người câm một trái một phải đi tới, bước lên sánh vai với dược sư. Ba người tập hợp một chỗ, cúi đầu thảo luận, người mù cau mày nói, có thể thành công sao? Nếu như có đao đồ tể, hoặc kiếm của trưởng thôn thì ta còn có chút yên tâm, chỉ dựa vào cây chù y của người câm, ta cảm thấy rất khó. Người câm giận dữ, lạnh lùng cười nói, xét về tu vi, bất kể là mổ heo hay chơi kiếm, kẻ đó cũng không thâm hậu bằng ta, nhưng lực công kích của bọn họ vượt xa ngươi. Người mù không chút lưu tình nói, thiên cung chú tạo của ngươi không trực tiếp hiệu quả bằng thiên cung kiếm và thiên cung đao. Dược sư nói, cộng thêm cả thiên cung y đạo của ta và thiên cung trận của ngươi thì có thể thử một lần. Ba người bước lên rồi đi về phía trước vách đá kia. Thiên cung y đạo của dược sư hiện ra rồi lấy đủ loại dược liệu. Nguyên thần bên trong thiên cung y đạo của hắn cao tới ngàn trượng, dùng toàn bộ thiên cung y đạo làm lò đan để những dược liệu tìm kiếm được từ bên trong tổ đình kia tung bay ở bên trong thiên cung y đạo, giao thoa dược lực. Một lúc lâu sau, dược sư dùng luyện linh dược mình vừa luyện được bôi lên vách đó, nói, chỉ cần hắn còn là sinh vật, không phải đại đạo biến thành, thế thì nhất định sẽ trúng chiêu. Thời điểm bàn tay của hắn xuyên qua vách đá, cơ thể bị phá hỏng, nhưng bản thể của hắn lại không cảm nhận được. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để các ngươi chém đứt tay hắn. Người mù và người câm có thể tìm ra sơ hở của bàn tay hắn không? Thần nhãn người mù sáng lên, thản nhiên nói, bất kể như thế nào cũng phải tìm được. Long Thác, ta và ngươi chỉ có cơ hội một đòn. Bên hông của hắn, thần thương Long Thác bay lên, thân thể hắc long chấn động, ầm ầm vang vọng. Quan trọng nhất vẫn là người câm, chú ý của ngươi nhất định phải đập nát xương tay của hắn trong tích tắc. Người mù phá bàn tay của hắn, dược sư hung ác nói, hắn không còn hai tay, cho dù hắn xông tới, chúng ta cùng tiến lên cũng có thể chơi chết hắn. Sơ tổ, Yên Nhi, Long Béo, nhỡ đâu hắn thật sự xông đến, vậy thì cùng nhau động thủ. Nhiệt huyết đám người sôi trào, lớn tiếng đồng ý. Long Kỳ Lân cũng thu Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lại, khiêng vào trong sơn cốc, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Bên trong cổ thần thái thủy bên trong quả trứng truyền đến một tiếng thở dài, thầm nói, đám trẻ con này miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không biết cái kẻ kia đáng sợ như thế nào. Sao Thái Dịch đạo huynh còn chưa tới? Thái Thủy trong trứng lo lắng chờ đợi, trứng tròn lăn vòng khắp bốn phía, song cũng không hề nhìn thấy tung tích của Thái Dịch, thầm nghĩ, không phải hắn nói sẽ đến giúp đỡ sao? Ta có nên trốn đi không? Đám người dược sư vô cùng tự tin, ai nấy đều thấy rằng bản thân có thể đối kháng được với vị cường giả của vũ trụ trước kia, nhưng hắn biết rõ người kia đáng sợ như thế nào. Thần cung của người kia rơi vào tay Tần Mục, vậy mà vẫn có thể phát ra uy năng mạnh mẽ giống như bảo vật đế tọa. Pháp lực của Tần Mục tương đương với thần ma ở cảnh giới Ngọc Kinh, chiến lực của Tần Mục mạnh ở chỗ thần thông đạo pháp tinh xảo, nhưng ở trên pháp lực thì không đạt tới tiêu chuẩn của cảnh giới Lăng Tiêu. Cũng tức là với pháp lực ở cảnh giới Ngọc Kinh mà có thể khiến uy lực của thần cung tăng lên cấp độ, ngang hàng với bảo vật đế tọa, như vậy có thể tưởng tượng được toàn bộ uy lực của thần cung khi được bộc phát sẽ kinh khủng như thế nào, và với tư cách là chủ nhân của thần cung thì thực lực của hắn phải đáng sợ đến mức nào. Loại tồn tại như vậy, cho dù có đứt mất hai cánh tay mà đi vào trong sơn cốc cũng không phải là loại mà mọi người có khả năng địch nổi, chỉ có thể bị tàn sát mà thôi. Ngay cả khi cộng thêm thái thủy trong trứng cũng vô dụng. Thái thủy chi noãn tuy rất muốn chạy, nhưng mà nghĩ lại, thiên hạ lớn như vậy nhưng bản thân hắn lại không chỗ có thể đi. Khoáng mạch thái thủy rơi vào trong tay Nghiên Thiên Phi, tổ đình bị 10 thiên tôn phong tỏa, thậm chí hắn còn không thể thoát ra khỏi tổ đình. Hắn chỉ là một quả trứng, có thể đi đến chỗ nào đây? Nếu chạy tán loạn khắp nơi, nói không chừng thậm chí sẽ bị những tên hư không thú khốn khiếp kia bắt được, gõ ra và ăn luôn. Tần Mục cứu hắn ra khỏi Chiêu Dương Điện, nhưng mà ngoại giới không phải là một lồng giam lớn hơn sao? Hơn nữa, lỡ như cường giả vũ trụ xuất hiện, bản thân hắn thật sự có thể thoát thân sao? Những tên cường giả tiền sử kia sẽ diệt trừ tiên thiên ngũ thái đầu tiên, sau đó diệt trừ những cổ thần khác.
Đáng lẽ Thái Dịch có thể rời đi, nhưng lại ở lại chỗ này, có lẽ là bởi vì nhận thức được trách nhiệm của Tiên Thiên Ngũ Thái chúng ta. Hắn bình tĩnh lại, cũng không có ý định nhân cơ hội chạy trốn nữa. Dị tượng tái hiện, khoảng cách giữa tồn tại vũ trụ này và vách đá càng ngày càng gần. Ngay khi bàn tay của hắn đi qua vách đá, da thịt ngay lập tức bắt đầu thối rữa, lộ ra bạch cốt âm u. Tuy nhiên người ở trên vách đá đó lại như không cảm nhận được kịch độc của dược sư, cánh tay của hắn vẫn đang vươn ra ngoài. Kịch độc của dược sư ăn mòn da thịt, huyết nhục của hắn, xâm nhập vào xương cốt, độc tố này mạnh đến mức Tần Mục cũng chưa từng gặp qua. Dược sư đã sáng tạo ra một con đường mà trước nay chưa từng có trong y học. Cuối cùng, một cánh tay của sự tồn tại vũ trụ trước đã hoàn toàn xuất hiện, và cánh tay vừa xuất hiện ấy đã nhanh chóng biến thành bạch cốt. Ra tay, dược sư quát to một tiếng, thân hình nhỏ bé của người mù chấn động mạnh, thiên cung trận từ sau lưng hắn hiện lên, một dòng sông thiên hà từ bên trong thiên cung trận chảy ra, chảy qua các thần tàn khác như một con rồng. Ầm, vô số trận văn tráng lệ lấy hắn làm trung tâm trải rộng ra bốn phía trong vô cùng rực rỡ. Những trận văn kia coi thiên cung làm điểm xuất phát, trải rộng ra từng tầng và trong thời gian rất ngắn đã hóa thành 13 tầng trận pháp chư thiên, ảnh hưởng đến linh khí linh lực của thiên địa. Hắn là một đại tông sư trận pháp, cho nên không thể lấy tu vi của bản thân làm chuẩn mực để đo thực lực. Trận pháp đại tông sư lợi dụng thiên thời địa lợi để có thể phát huy ra uy lực cường đại hơn. Trình độ trận pháp của người mù bất tri bất giác đã vượt qua Yên Vân Hề. So với đại sư đệ nhất trận pháp của thiên đình là Hàng Thiên Quân thì trận pháp của hắn không hề kém chút nào, thậm chí trong trận đạo còn có chỗ vượt trội hơn. Dù sao, hắn cũng đã tìm kiếm được mấu chốt xây dựng nên trận pháp của thiên đình. Long Thác, người mù cầm thần thương hình hắc long trong tay. 13 tầng trận pháp chư, thiên xung quanh hắn đột nhiên dựng thẳng lên. Cặp mắt của hắn trở nên vô cùng sáng ngời, nhìn về phía cánh tay đang cách mình 13 tầng kia. Hắc long thần thương trong tay hắn di chuyển, đâm một thương tới. Long ngâm chấn động, vang vọng sơn cốc, người mù dùng hết sức để phóng thương, Long Thác thần thương nhanh như cuồng phong điện chớp, trong nháy mắt đâm không biết bao nhiêu lần, keng keng keng, điên cuồng đâm vào khắp nơi trên cánh tay xương khô kia. Chỉ nghe thấy những tiếng lách cách nhỏ bé không ngừng truyền đến, những vết rạn rất nhỏ nhất thời xuất hiện trên cánh tay xương khô kia. Mặc dù người mù đã điều động trận pháp của 13 tầng chư thiên, tăng cường thêm linh lực linh khí của thiên địa, nhưng khí thế của hắn lại suy giảm rất nhanh sau mỗi thương mà hắn phóng ra. Mức độ suy giảm trong khí tức của hắn làm cho người ta kinh hãi run rẩy. Cùng lúc đó, người câm chợt quát lên một tiếng. Tiếng sấm từ trong cốc nổ vang, đinh tai nhức óc, thậm chí khắp nơi thập vạn hắc sơn của Đại Hắc Một đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng sấm khuấy động giữa các đỉnh núi, hồi âm kéo dài. Bên trong sơn cốc giống như đang có một mặt trời đang từ từ nhô lên, càng ngày càng sáng rực. Đó là thiên cung mà người câm đúc ra, mang theo hỏa lực hừng hực như bên trong ánh sáng của mặt trời. Nguyên thần của người câm liên tiếp bành trướng từ trong thiên cung, thân thể càng ngày càng cao lớn, mà thân thể của người câm cũng đồng thời lớn lên. Hắn vốn là một vị lão hán rèn sắt trông có chút tang thương, mà bây giờ cơ bắp dữ tợn, thân thể mạnh mẽ, thân thể và nguyên thần dần dần chồng lên nhau. Bên trong ánh sáng chói lóa, tên cự nhân này vung đại chù y bằng sắt lên, hỏa lực giống như mặt trời hừng hực chảy vào đại chùy của hắn ta. Người câm đập một chù y xuống, một chù y này sử dụng vi quan chú tạo và hoành quan chú tạo. Ai nói thợ rèn chỉ có thể rèn sắt, người câm không chỉ có thể rèn sắt mà còn có thể dùng thủ đoạn vô cùng bạo lực để phá hoại thần binh của người khác. Nói về rèn đúc, hắn là đại tông sư, nói về phá hoại thần binh, hắn cũng là đại tông sư. Hiện tại việc chế tạo thiên cung của hắn đã xong, đối với người khác mà nói hắn chính là một hung khí thần binh hình người biết đi. Mà phá hoại thần binh khó hơn rất nhiều so với phá hoại thân thể, dưới chùy sắt của hắn không gì không thể phá. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.